Chương 301: Ý tưởng mới. Sau khi lần lượt giới thiệu, cả hai dần dần tiếp cận máy chủ. Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm không có các mạng bên ngoài, tất cả các máy tính đều được kết nối bằng mạng nội bộ, chỉ là cách ly vật lý đơn giản nhưng lại đủ để khiến cho bất kỳ hacker nào cũng cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, một khi đã được phép bước vào phòng, thì mọi bí mật đều được phơi bày. Kỹ thuật viên của phòng AND vốn đã ngà ngà say nên không biết rằng Ninh Hạo Bân đã lén mở máy điện thoại ghi lại mọi thứ ở đây, bao gồm những dụng cụ và mô hình nào được sử dụng, cách cài đặt và kết nối, tất cả đều được ghi lại rõ ràng. Điều khiến cho Ninh Hạo Bân hài lòng hơn cả chính là tờ công thức thức uống giảm cân mới nhất của công ty cũng đang được đặt mở ra ở trên bàn. Từng sấp giấy mỏng chồng lên nhau đã cho thấy tất cả những sự vất vả của phòng AND trong nhiều ngày qua. Ninh Hạo Bân lén lúc chụp ảnh nội dung của những giấy tờ này, cách này cũng giúp cho anh ta tránh được nhiều rủi ro hơn cách sao chép dữ liệu bằng đĩa U. Sau khi quay phim và chụp lại mọi thứ cần thiết, Ninh Hạo Bân lại tỏ vẻ không hứng thú nữa, kéo các kỹ thuật viên của bộ phận đi rời khỏi đó. Ngày hôm sau, Hoắc Khải và Ninh Thần đến công ty để tổ chức một cuộc họp ngắn, chủ yếu là để thảo luận xác định mục tiêu của giai đoạn tiếp theo và kế hoạch tiếp thị. Chiến dịch toàn dân giảm cân vừa kết thúc, nếu cứ thực hiện lại những hoạt động tương tự thì có vẻ hơi lạc hậu, hơn nữa còn có thể khiến cho khách hàng cảm thấy mệt mỏi khi liên tục tiếp nhận những loại quảng cáo tương tự như vậy. Vì vậy, mục tiêu của giai đoạn tiếp theo chủ yếu là duy trì tình hình ổn định hiện tại. Đồng thời, phòng R&D phải nghiên cứu phát triển thêm các dụng cụ thể thao và đồ uống giảm cân có hương vị phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng càng sớm càng tốt. Không sai, mục tiêu kinh doanh tiếp theo của Hawk Khải chính là các dụng cụ thể thao theo ý tưởng của anh, giá của những dụng cụ thể thao này tuyệt đối không được quá đắt đỏ, tốt nhất là chỉ cần bỏ ra vài chục tệ cũng có thể mua được một thiết bị tốt. Như vậy thì mọi người đều có thể mua được mà không cần phải tốn thời gian cân nhắc hay đầu tư quá nhiều tiền bạc. Ngoài ra, phương pháp sử dụng dụng cụ thể thao cần đơn giản và dễ hiểu. Từ trẻ em 3 tuổi đến cụ già 80 tuổi, tất cả đều có thể sử dụng được. Điều này đòi hỏi hình thức của các dụng cụ thể thao phải đơn giản điều phức tạp duy nhất là bên nghiên cứu phải có hiểu biết nhất định về cấu trúc cơ thể con người. Nếu như khách hàng không cảm thấy thoải mái với nó, sẽ rất khó để có thể tạo nên danh tiếng tốt cho công ty. Một số cổ đông đã đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì mặc dù dụng cụ thể thao và sản phẩm giảm cân có liên quan đến nhau nhưng lại thuộc về hai nhóm ngành khác nhau. Sản phẩm giảm cân của công ty vẫn còn đang hot, nếu đột một chuyển hướng sang phát triển một nhóm ngành hàng khác sợ rằng sẽ không thành công hơn nữa nếu như thị trường không chấp nhận sẽ còn dễ gây ra tác dụng ngược. Về vấn đề này, Hoác Khải không giải thích gì mà chỉ yêu cầu phòng A&D đưa ra kết quả trong thời gian sớm nhất. Người khác có thể coi thường các loại tiện ích chỉ đáng giá từ mười mấy đến hai mươi tệ, nhưng Hoác Khải lại không nghĩ như vậy. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng cách nhanh nhất để thành công ở đất nước này không phải là tìm ra một dự án phù hợp, cũng không phải là sản xuất ra một sản phẩm có chất lượng tốt nhất thế giới, mà chính là phải đáp ứng được nhu cầu của hầu hết người tiêu dùng. Vậy nhu cầu của hầu hết người tiêu dùng là gì? Không gì ngoài giá rẻ. Theo kết quả khảo sát mức thu nhập quốc gia mới nhất, hơn một nửa số người dân trong nước hiện có thu nhập hàng tháng dưới 1.500 tệ. Điều này cho thấy rằng các sản phẩm mà hầu hết mọi người có thể mua được đều là hàng cấp thấp. Quan sát kỹ lưỡng những công ty nào đang phát triển nhanh chóng trong vài năm qua, thì thấy hầu hết những công ty này đều bắt đầu từ việc kinh doanh mặt hàng bình dân, còn những doanh nghiệp gia nhập vào phân khúc thị trường cao cấp thì hầu hết đều phá sản. Do đó, phân khúc thị trường từ cấp thấp đến tầm trung mới chính là đường huyết mạch của công ty. Nếu như nắm chắc phân khúc thị trường này, nhất định có thể chiếm hơn một nửa thị trường trong nước. Ngay cả khi có ai đó nói rằng chỉ có 20% số người chiếm giữ 80% toàn bộ tài sản trên thế giới này thì sao chứ? Điều đó chỉ có nghĩa là 20% số người đó nắm giữ nhiều tiền trong tay, chứ không có nghĩa là 20% số người đó có thể chiếm 80% tiêu dùng trên thế giới, đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trải qua nhiều năm lăn lộn trên thương trường, Hoác Khải biết rằng, để thành công cần phải xây lên được ba nền tảng chính. Đầu tiên là thị phần. Thứ hai là thị phần. Thứ ba cũng chính là thị phần. Khi chúng ta chiếm được phần lớn thị phần, thì mọi quy tắc của thị trường này sẽ do chính chúng ta đặt ra. Đến lúc đó, làm sao kiếm tiền, muốn kiếm bao nhiêu tiền, đều chỉ cần đến một câu nói của chúng ta. Đây cũng chính là lý do tại sao mọi quốc gia đều phải ban hành luật chống độc quyền. Nếu thị trường bị chiếm độc quyền sẽ rất dễ dàng bị hạn chế. Đối với người tiêu dùng thì không có đủ sự lựa chọn và không có sự công bằng nào cả. Tuy nhiên có sự tồn tại của luật chống độc quyền cũng không có nghĩa là các công ty không thể chiếm lĩnh phần lớn thị trường. Luôn tồn tại nhiều giải pháp hơn khó khăn, đây là câu nói mà những người dân trong nước thường nói. Không có bất kỳ quy tắc nào được xây dựng đạt đến sự kín kẽ hoàn hảo, luôn rất dễ tìm thấy khe hở trong các quy tắc. Hơn nữa, những khe hở đó rất khó để lấp thêm vào, làm không khéo còn có thể tự mâu thuẫn với các quy tắc ban đầu. Đã quá chi tiết nên cũng không muốn nói nhiều, nhưng tóm lại với khả năng kinh doanh của Hoắc Khải thì không khó để làm được điều này trong điều kiện hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Một dụng cụ thể thao trị giá vài chục tệ, miễn là có thể gây dựng nên hình ảnh tốt, gây được tính thời sự và trở thành một sản phẩm phổ biến, nó có thể mang lại đủ lợi ích cho công ty. Một số ít cổ đông khá thiền cận, họ không thấy được giá trị thật sự của những thứ rẻ tiền nên đương nhiên sẽ phản đối. Nhưng ninh thần, mục thế kiệt, và thậm chí là hầu hết các cổ đông khác trong công ty đều công nhận ý tưởng này của Hoắc Khải. Không phải là họ có thể thật sự hiểu được ý tưởng này, họ chỉ dựa vào sự tin tưởng của họ đối với Hoắc Khải mà giơ tay lên đồng ý. Chỉ có Giản Tư Tư lặng lẽ ở phía sau nói với Ninh Thần, mấy người kia thật đúng là đầu đất, ông chủ nắm trong tay hơn phân nửa cổ phần của công ty, bọn họ phản đối thì có ích lợi gì, lại tự dưng đi đắc tội với người khác. Hoắc Khải nghe được lời cô ấy nói, liền quay đầu lại liếc mắt đáp tôi khống chế phần lớn cổ phần nhưng có cổ phần lớn cũng không thể khống chế được lòng người nếu mọi người không đồng lòng cho dù có nắm trong tay toàn bộ cổ phần thì cũng không dùng được cho nên không thành vấn đề nếu như có ai đó phản đối miễn là chúng tôi chứng minh được rằng chúng tôi đúng thì sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ không thể dễ dàng nói ra lời phản đối với việc làm của chúng tôi nữa ninh thần gật đầu nói với giản tư tư chủ tịch lý nói đúng công ty cần có những người dám phản bác sự phục tùng một cách mù quáng sẽ chỉ khiến cho chúng ta thụt lùi. Chỉ có sự phản đối mới cho chúng ta cơ hội để suy xét lại. Chỉ có suy xét lại mới có thể phát hiện ra chúng ta đã sai ở chỗ nào. Sau khi bị hai sếp có quyền hành cao nhất lần lượt giáo dục, giản tư tư lẻ lưỡi nói, em biết rồi, không có phản đối thì không có tiến bộ. Em đó, em là người có tính khí tốt, nhưng suy nghĩ lại quá đơn giản. Sau này phải đi theo chủ tịch lý học hỏi thêm một chút, có biết không, Ninh Thần nói. Ninh Thần đã nở nụ cười và nói một cách rất dịu dàng, giản tư tư hiểu được Ninh Thần đang nhắc nhở mình, nên cũng mỉm cười nói, em biết rồi, em nhất định sẽ học hỏi nhiều hơn từ chủ tịch Lý. Ninh Hạo Bân là người phụ trách biên bản của cuộc họp này, anh ta đang quan sát cuộc trò chuyện giữa Hoắc Khải, Ninh Thần và giản tư tư với nét mặt bình thản, nhưng trong lòng thì đang thầm diễu cợt. Chuyện đúng đắn thì không làm, còn mấy cái ý kiến không ra gì đó thì lại đi tin theo răm rắp học hỏi từ anh ta sao, có thể học được gì từ anh ta chứ hả? Học cách kiếm tiền từ người nghèo à? Một công ty đã có thể kiếm được hàng chục triệu trong 3 tháng, thế mà không tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, tung ra những sản phẩm cao cấp để thu hút được sự chú ý của giới thượng lưu, lại ngu ngốc đến mức không thể ngu ngốc hơn là đi tìm kiếm sự yêu ái của những người tiêu dùng nghèo mạt. Cứ cho là người nghèo chiếm đa số trên thế giới thì thế nào chứ? Cái định luật 80 phần 20 chẳng lẽ đều là vô nghĩa hay sao? không có sản phẩm cao cấp chống đỡ thì có thể kiếm tiền được trong mấy năm. Cứ coi như có thể kiếm được tiền lâu dài, thì ở trong mắt người khác thương hiệu này cũng sẽ vĩnh viễn trở thành một thương hiệu giá rẻ. Ninh Hạo Bân cũng không thể nhìn ra chút ánh sáng nào trong ý kiến của Hoác Khải, anh ta chỉ biết rằng anh ta không cần để ý đến suy nghĩ của người đàn ông đó làm gì. Chỉ cần đem những gì mà mình biết đến nói với đối thủ cạnh tranh, thế là sẽ có người giúp anh ta dọn dẹp Hoác Khải ngay. Sau cuộc họp, Hoắc Khải và Ninh Thần cũng không chậm chế thêm, sau khi tạm biệt mọi người trong công ty, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của các nhân viên, họ lái xe ra sân bay. Nhìn xe của Hoắc Khải và Ninh Thần rời đi, một số cổ đông của công ty đã vây quanh Mục Thế Kiệt hỏi, Tổng quản lý Mục, ông có nghĩ rằng ý tưởng của Chủ tịch Lý thật sự có thể thành công không? Đầu tư vào những thứ rẻ tiền như vậy liệu có đáng tin cậy không? Tôi nghĩ là có thể tin cậy được, Mục Thế Kiệt gật đầu, nhìn về hướng chiếc xe đang rời đi rồi nói, không phải vì tôi nhìn thấy trước được thành công của ý tưởng đó, mà là tôi tin rằng người này có thể làm nên điều kỳ diệu. Chúng ta đã chứng kiến phép màu một lần, tại sao điều đó lại không thể xảy ra lần nữa chứ? Vì vậy, điều chúng ta phải làm là tin tưởng và hợp tác với Chủ tịch Lý. Bây giờ chúng ta đã không còn con đường nào khác để đi nữa. chương 302, Bành Trướng Sự coi trọng của Mục Thế Kiệt đối với Hoác Khải đã vượt qua sự sùng bái thông thường, mà ông ta gần như đã được tái tạo lại nếu không có những nỗ lực lật ngược tình thế của Hắc Khải, bây giờ ông ta có thể chỉ còn có vài trăm ngàn trong tay để tiếp tục hoài niệm quá khứ hoặc suy sụp đến mức tự sát. vậy mà bây giờ ông ta chẳng những không phải tự tử, lại còn có trong tay hàng triệu đồng cổ tức. còn hơn hai trăm ngày nữa là hết năm, lúc này đây trong lòng mục Thế Kiệt dường như đã không còn bình tĩnh, chưa có lúc nào mà ông ta ham muốn công việc hơn bây giờ. những kỳ vọng vô hạn về tương lai khiến cho ông ta cảm thấy như được trở lại thời trai trẻ đó là thời kỳ luôn tràn đầy năng lượng cho dù có làm gì cũng không ngại khó khăn ông ta có thể cảm nhận được điều này không chỉ vì những lợi ích mà hoạt động giảm cân toàn quốc mang lại cho công ty mà còn bởi phong độ của một người đàn ông trẻ hơn mình rất nhiều rõ ràng không bao giờ nói nhiều nhưng mỗi hành động đều vô cùng thuyết phục không chỉ mục thế kiệt nhiều người cũng có ý kiến tương tự nhưng họ sẽ không trực tiếp bày tỏ như mục thế kiệt hoặc giả không có cơ hội để bày tỏ Nhân viên của công ty chi nhánh giáp tử cứ như vậy mà chăm chú nhìn theo chiếc xe đang rời đi. Cuối cùng, Mục Thế Kiệt quay lại và vỗ tay lớn để bọn họ định thần lại, hãy trở lại làm việc, nhớ rằng tương lai của chúng ta vô cùng tươi đẹp. Nếu muốn vậy thì phải làm việc chăm chỉ và chiến đấu cùng nhau. Nỗ lực, phấn đấu, mọi người đồng thanh la to lên một cách cuồng nhiệt. Người nghèo thì ham lợi, Hoắc Khải đã sử dụng thành công phần thưởng cổ tức, điều này đã khơi dậy sự chăm chỉ của mọi người. Từ nay về sau, sự cám dỗ của tiền bạc sẽ không còn là vấn đề quan trọng nữa, và đã đến lúc để nói về lý tưởng. Chuyện gì cũng cần thực hiện từng bước một, về phương diện này thì Hoắc Khải đúng là giỏi hơn ai hết. Trở lại thành phố của mình, việc đầu tiên mà Hoắc Khải làm là đăng một tin tuyển dụng mới. Hiện tại công việc kinh doanh của công ty chi nhánh Giáp Tử đang phát triển tốt, sản phẩm giảm cân đạt được danh tiếng tốt nên không cần lo lắng về doanh thu. Với thức uống giảm cân Bữa ăn giảm chất béo và dụng cụ thể thao, trong tương lai một chuỗi các sản phẩm tốt hơn có thể được hình thành. Công ty chi nhánh chịu trách nhiệm chính trong khâu nghiên cứu phát triển sản phẩm và hậu cần, trong khi tổng công ty hy vọng mới chịu trách nhiệm tiếp thị. Việc kinh doanh bây giờ đang rất tốt, nên cho dù không cần làm báo cáo số liệu nữa thì công việc cũng chẳng giảm đi là bao. Hơn nữa, khi thị phần tăng lên, vô số các vấn đề nhỏ khác nhau sẽ lần lượt xuất hiện. Ví dụ như một số người có cơ địa không phù hợp với sản phẩm, có phản ứng bất thường sau khi ăn, tác dụng ít, đều cần phải được xử lý ngay. Nếu không có một chế độ hậu mãi đảm bảo, chỉ dựa vào sự truyền miệng của khách hàng thì sẽ khó có thể duy trì lâu dài. Hoác Khải là người đặc biệt chú trọng đến vấn đề dịch vụ sau bán hàng, tin rằng điều đầu tiên là cần phải thành lập một đội ngũ hậu mãi hoàn chỉnh. Đội ngũ này không cần quá nhiều, nhưng họ phải đủ linh hoạt để đối phó với những trường hợp khẩn cấp, và phải đủ mạnh mẽ để chịu áp lực. Nếu không, nhân viên vừa bị khách hàng la mắng liền nổi đóa lên cãi lại thì cũng không tốt. Ngoài ra, để thích ứng tốt hơn với sự mở rộng dần dần thị phần trong tương lai, nhân sự trong bộ phận kinh doanh cũng cần được tăng cường. Thương mại điện tử đúng là thị trường chủ đạo, nhưng kênh bán hàng trực tiếp cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Tất cả các loại trung tâm thương mại lớn, siêu thị, hiệu thuốc đều là những mục tiêu tấn công của Hoác Khải thương thảo như thế nào, ai là người sẽ đứng ra làm chuyện đó, rõ ràng không thể lúc nào cũng để cho anh và ninh thần tự mình làm hết. Nếu như nhân lực cạn kiệt trong một thị trường lớn như vậy, chỉ có hai ba người sẽ không làm được gì. Do đó, phải tuyển thêm nhân viên cho bộ phận kinh doanh. Không giống như đội hậu mãi, Hoác Khải chỉ có một yêu cầu duy nhất cho bộ phận kinh doanh, đó là phải năng động. Tố chất này, nói thì rất đơn giản, nhưng thực chất cũng chứa đựng rất nhiều thứ, chẳng hạn như độ nhận biết về sản phẩm và tầm hiểu biết sâu rộng, sự tự tin cá nhân, ý thức làm việc nhóm. Nếu không đủ năng động và linh hoạt thì sẽ không thể nào chiếm được thế thượng phong trong các cuộc đàm phán và sẽ dễ bị người khác điều khiển. Giờ đây, các sản phẩm của công ty chi nhánh giáp tử đã được công nhận rộng rãi, Hoắc Khải không cảm thấy cần phải nhượng bộ khi thảo luận về việc hợp tác với người khác. Hãy ngẩng cao đầu, tự tin đề ra các yêu cầu hợp tác, sau đó chiếm lĩnh thị trường này đối với quyết định của anh ninh thần không hề có ý định phản đối vì khoảng thời gian này đã chứng minh được khả năng kinh doanh tuyệt vời của hoác khải chỉ cần anh ấy nói thì cứ làm không có gì sai cả chính hoác khải chịu trách nhiệm cho việc tuyển dụng ngay sau khi tin tuyển dụng được đăng lên ngay lập tức đã có rất nhiều phản hồi trong đó có một số công ty môi giới tuyển dụng cũng chủ động đưa danh sách đến hỏi có cần giúp công ty anh tìm người có kinh nghiệm không đối với vấn đề này hoác khải hoàn toàn từ chối nguyên tắc của anh chính là không bao giờ dùng nhân viên, lão làng. Không phải do những người này không tốt, mà là do có quá nhiều kinh nghiệm làm việc sẽ dễ sinh ra suy nghĩ khác người. Không giống như người mới, chỉ cần cho chút ngọt ngào liền làm việc chăm chỉ hết sức, rất dễ kiểm soát. Công ty hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nên tính ổn định là điều đầu tiên cần phải xem xét, không thể có quá nhiều yếu tố không ổn định. Còn về kinh nghiệm làm việc, cái này có thể từ từ trao rồi được chỉ cần có một nền tảng tốt thì tự nhiên sẽ có thể dễ dàng phát triển. Bồi dưỡng nên nhân tài sẽ có giá trị hơn tìm người có sẵn kinh nghiệm từ bên ngoài. Những người có kinh nghiệm sẵn, ngày hôm nay có thể nhảy vào công ty của mình, ngày hôm sau nhiều khi lại nhảy vào công ty của người khác. Xét thấy nhân viên của công ty sẽ tăng lên đáng kể trong tương lai, Hoắc Khải đã yêu cầu Ninh Thần tổ chức lại một khuôn khổ phòng ban đơn giản, khiến cho công ty trở nên quy củ hơn. Vốn Dĩ Ninh Thần muốn đề nghị thuê một nhân viên tài chính chuyên trách, dù sao thì cô ấy cũng không chuyên nghiệp trong việc này, đôi khi đọc báo cáo tài chính cũng cảm thấy khá đau đầu. Nhưng Hoắc Khải cho rằng việc đọc báo cáo tài chính bây giờ không quá quan trọng, phạm vi kinh doanh đơn lẻ nên không cần thiết phải có yêu cầu quá cao về tính chuyên nghiệp của các báo cáo tài chính. Một mình Ninh Thần làm chuyện đó là đủ. Nghe thì có vẻ như anh không nghĩ đến vợ mình, nhưng Ninh Thần biết rằng Hoắc Khải rất cảnh giác với người ngoài. Chỉ có Ninh Thần là người duy nhất anh có thể tin tưởng trong công ty. Theo suy nghĩ của hai vợ chồng, sau khi công ty mở rộng, Giản Tư Tư và lớp người đầu tiên được tuyển dụng sẽ trở thành trụ cột của công ty, chịu trách nhiệm dẫn dắt những người mới đến làm quen với công việc kinh doanh. Nói trắng ra thì họ sắp được thăng chức, chỉ cần họ chăm chỉ thì ít nhất họ cũng sẽ là trưởng phòng trong tương lai. Chỉ là tin tức chưa được tiết lộ ngay lập tức, đợi nhân viên mới vào công ty rồi mới thông báo điều bất ngờ dành cho các nhân viên cũ sau hai ngày bận rộn công việc, lại đến cuối tuần, thời gian tiếp nhận tư vấn tâm lý quen thuộc lại đến. Hoác Khải đã đã lên kế hoạch thú nhận về tình trạng sức khỏe của mình để không còn lo lắng về chuyện này nữa, nhưng nghĩ đến khả năng tiếp thu của ninh thần, anh vẫn phải chọn dùng đến phương pháp điều trị của Phan Tư Mễ để giải tỏa vấn đề một cách tự nhiên. Sáng cuối tuần, Hoác Khải đi đến phòng khám tâm lý của Phan Tư Mễ. Một tuần không gặp, Cô nàng bác sĩ tâm lý đã từng du học ở nước ngoài này hôm nay lại trông có vẻ phờ phạc. "Cô bị sao vậy, gần đây không nghỉ ngơi nổi hả?" Hoắc Khải hỏi sau khi bước lên lầu. Hôm nay Phan Tư Mễ mặc một chiếc váy màu tím hồng, trang điểm không quá đậm, gương mặt khá quyến rũ đó lại thể hiện một sức hấp dẫn khác biệt. Hai người lần trước ở trong phòng khám đã xảy ra chút động chạm nho nhỏ, Hoắc Khải không hề coi trọng nụ hôn nóng bỏng đó, trong mắt anh thì đó chỉ là sự va chạm thân thể bình thường. Không có tình cảm làm nền tảng thì đừng nói là một nụ hôn, cho dù có tiếp xúc thân mật hơn nữa thì cũng vô nghĩa. Nhưng đối với Phan Tư Mễ lại không phải là như vậy. Cô ta cảm thấy rằng mình đã bị lún sâu vào người đàn ông này. Cô ta nói muốn giúp Ninh Thần vạch trần sự cặn bã của anh, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh là chồng của Ninh Thần trong lòng cô ta lại dâng lên một cảm giác phiền muộn không thể lý giải được. Trong sự cô đơn tĩnh lặng của màn đêm, cô ta thường nhớ lại những nụ hôn của Hoắc Khải, rất nồng nàn và mạnh mẽ, khiến cả người cô ta khẽ run lên. Một tuần qua không biết là cô ta đã mơ bao nhiêu giấc mơ. Thân mật với Hoắc Khải trong mơ sẽ luôn gây ra cảm giác áy náy vô cùng khó chịu sau khi cô ta tỉnh dậy. Cô ta không muốn trở thành kẻ thứ ba, cô ta sẽ không bao giờ là một kẻ thứ ba. Nhưng tại sao cô ta cứ nằm mơ những giấc mơ chết tiệt như vậy? Khi nhìn thấy Hoắc Khải, nhịp tim của Phan Tư Mễ đã tăng nhanh lên rất nhiều. Cô ta hít một hơi thật sâu và cố gắng tự an ủi bản thân rằng những chuyện này đều là do tên cặn bã kia có trình độ quá cao, khiến cho ngay cả khi cô ta là một bác sĩ tâm lý thì cũng sẽ bị ảnh hưởng một cách vô thức. Ngay cả cô ta mà cũng chịu không nổi, chẳng trách Ninh Thần lại bị người này lừa dối. Hoắc Khải càng quan tâm, Phan Tư Mễ lại càng không coi anh ra gì. Cô ta bây giờ đã rơi vào chấp nghiệp, một lòng muốn vạch trần Hoắc Khải, liền nói thế nào, nhìn tôi bây giờ rất xấu xí sao. Hoắc Khải hơi ngẩn ra, đúng là đối phương có vẻ hơi tiều tụy, nhìn qua là biết không nghỉ ngơi tốt, nhưng chuyện này cùng vấn đề xấu đẹp thì có liên quan gì chứ. chương 303, uy hiếp. Mà Phan Tư Mễ đã hỏi, thì anh cũng phải lắc đầu nói, không xấu. Phan Tư Mễ khịt mũi. Đứng dậy đi tới chỗ anh nói, mấy người cứ luôn miệng nói một đằng làm một nẻo nếu đã thấy tôi đẹp như vậy, sao chưa bao giờ thấy anh chủ động gọi điện hay thỉnh thoảng đến đây gặp tôi? Lẽ nào chỉ đến cuối tuần thì anh mới dám lấy lý do chữa bệnh để ghé qua đây sao? Không phải, chỉ là gần đây bận quá, không có việc gì quan trọng nên cũng không tiện làm gián đoạn công việc của cô, Hoắc Khải nói. Phan Tư mễ khịt mũi một lần nữa, đi tới trước mặt anh rồi đột nhiên ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ của Hoắc Khải, tôi nhớ có người đã nói, tốt hơn hết là đừng thách thức giới hạn của đàn ông nhưng mà tôi vẫn muốn thử thách cái giới hạn đó một lần nữa. Hoắc Khải nhìn cô ta chầm chầm mà không lên tiếng ngay. Phan Tư Mễ cũng không có ý định né tránh ánh mắt của Hoắc Khải, hai người cứ nhìn nhau như vậy, sau khoảng nửa phút thì Hoắc Khải mới nói tôi không hiểu tại sao cô lại làm thế này. Từ những lần tiếp xúc trước, Hoắc Khải đánh giá Phan Tư Mễ không phải là một người phụ nữ dễ chinh phục, đặc biệt là khi bản thân anh còn chưa thể hiện ra bất kỳ tín hiệu nào cho cô ta, nhưng người phụ nữ này lại mấy lần chủ động dính sát vào anh. Hoắc Khải tự biết sức quyến rũ của anh tương đối cao, nhưng anh không quá tự phụ đến mức cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ tự nguyện gánh tai tiếng của kẻ thứ ba mà chủ động dụ dỗ anh. Có thể hiểu rằng Phan Tư Mễ làm điều này là có lý do, nhưng anh thật không biết tại sao. Phan Tư Mễ nhìn anh cười nói, còn cần có lý do sao? Cần chứ, cô là bạn học cũ và là bạn tốt của vợ tôi, với tính cách của cô Đáng lẽ ra cô không nên làm thế này, Hoắc Khải nói. Giọng anh không cao không thấp, cũng không lạnh lùng, có vẻ rất bình tĩnh. Mà anh càng bình tĩnh thì trong lòng Phan Tư Mễ lại càng uất hận. Chẳng lẽ ở trong mắt của anh, cô ta dù một chút quyến rũ cũng không có hay sao, lại có thể lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh như vậy? Sự tức giận khiến cho Phan Tư Mễ nghiến răng nghiến lợi nói, bạn học cũ thì sao? Đàn ông hay nói không được động vào vợ bạn, nhưng tôi là phụ nữ. Tôi chỉ thích người đàn ông như anh, anh đã có gia đình rồi, còn tôi thì không muốn kết hôn, ngay cả khi có chuyện gì xảy ra thì cũng không thành vấn đề. Khi nói ra điều này, trái tim của Phan Tư Mễ đập rất nhanh, lại mơ hồ nhận ra một sự mong đợi thoáng qua. Mong đợi được nghe điều mà đối phương sẽ nói, được thấy việc mà đối phương sẽ làm. Hơn nữa, loại mong đợi này cũng tương tự như khát vọng. Cảm giác đó cũng không khiến cho Phan Tư Mễ cảm thấy hổ thẹn. Rõ ràng đây là kế hoạch để vạch trần kẻ cặn bã, làm sao cô ta có thể thật sự mong đợi những điều sẽ xảy ra tiếp theo chứ? Nhưng một lời cô ta đã nói ra, sau khi nói ra lại càng cảm thấy thoải mái và cởi mở. Cô ta tiến lại gần Hoắc Khải hơn, khoảng cách giữa hai môi bây giờ không quá 15 cm, hơi thở và mùi vị của họ dường như đã quyện vào nhau. Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì. Chỉ là tôi đã độc thân trong một thời gian dài nên cảm thấy cô đơn và không thể chịu đựng được những đêm dài quạnh quẽ. Vừa hay anh lại là người đàn ông khiến cho tôi cảm thấy vừa lòng và bản thân tôi cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành. Anh sợ bị Ninh Thần phát hiện, hay anh đang muốn nói rằng cái gọi là khái niệm đạo đức đang kìm hãm anh? Hoắc Khải nhìn cô ta, như thể muốn đánh giá điều mà người phụ nữ này đang nói là thật hay giả. Sau vài giây, anh nhận ra rằng anh không cần phải đánh giá điều này làm gì. Cho dù điều Phan Tư Mễ đang nói là thật hay giả cũng không liên quan gì đến anh. Đặt hai tay lên eo Phan Tư Mễ, thân thể đối phương có hơi cứng lại, nhưng sau đó đã nhanh chóng thả lỏng. Còn không đợi cô ta nở nụ cười, Hoắc Khải đã đẩy người cô ta ra và nói, quan niệm đạo đức không thể kìm hãm tôi, nhưng sở thích cá nhân thì có thể. Cô không phải là mẫu người của tôi, vì vậy thật xin lỗi. Đã nói đến mức đó mà vẫn là bị người đàn ông này đẩy ra. Hoắc Khải đã khiến cho Phan Tư Mễ cảm thấy bị xúc phạm. Vào giờ khắc này, cô ta dường như đã mất đi lý trí, chỉ muốn biết anh dựa vào cái gì mà dám nói như thế. Sao anh lại có thể đẩy cô ta ra? Tại sao phải đẩy cô ta ra? Có nhiều người đàn ông theo đuổi cô ta như thế, họ đều có thể tặng hoa, tặng xe, tặng nhà cho cô ta chỉ để đổi lại một cái gật đầu. Cô ta có thể quyến rũ những người đàn ông khác, tại sao người này lại giống như một cục đá? cảm thấy cô ta không có chút sức hút nào chứ. Phan Tư Mễ cảm thấy không phục, cô ta không thích cái cảnh bị người khác phớt lờ như thế này. Vì vậy, cô ta càng dùng sức ôm chặt cổ Hoắc Khải, cho dù thân thể có bị đẩy ra, cô ta vẫn nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì. Đàn ông vẫn là đàn ông, có thể không thích ngủ với phụ nữ sao? Anh cũng nói rằng tôi rất đẹp, làm sao anh có thể không có cảm giác gì với tôi chứ? Có một số việc không phải vì cô cho là có thì nhất định phải có, Hoắc Khải nói. Anh dùng sức một lần nữa, đẩy mạnh cơ thể của Phan Tư Mễ tách ra hoàn toàn ra khỏi mình. Sự thẳng thừng của anh càng khiến cho Phan Tư Mễ cảm thấy nhục nhã hơn, cô ta liền gằn giọng, "Tôi không tin. Tôi không quan tâm anh nghĩ gì, dù sao khi tôi đã muốn cái gì thì tôi cũng phải có cho bằng được. Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ nói cho Ninh Thần biết mọi chuyện. Nói cho cô ấy biết cái gì?" nói với cô ấy rằng anh đã hôn tôi sờ soạng tôi và ức hiếp tôi cô nghĩ cô ấy sẽ tin sao anh nghĩ rằng nếu tôi lấy chiếc áo sơ mi mà anh đã thay ở trung tâm thương mại trước đây sau đó nói với cô ấy rằng ban đầu anh không gặp vấn đề gì nhưng vẫn đồng ý đi mua sắm với tôi mà không nói cho cô ấy biết thì liệu cô ấy có còn tin anh không khoác khải nhíu mày chặt hơn cô đang uy hiếp tôi từ lâu anh đã nghĩ chuyện đó không nên xảy ra khi chiếc áo sơ mi bị bẩn anh nên trực tiếp nói cho ninh thần biết sự thật. Dù sao anh cũng không làm việc gì có lỗi với cô ấy nên cũng không cần phải giấu giếm. Nhưng bây giờ, vì anh đã nói dối trước, nên nếu Phan Tư Mễ nói ra vấn đề này thì ai có thể đảm bảo rằng ninh thần sẽ không suy nghĩ lung tung. Cô có thể sẽ tin những gì mà Hoác Khải nói, nhưng cũng có thể sẽ tin vào những lời khiêu khích của Phan Tư Mễ. Điều mà Hoác Khải nghĩ đến lúc này không phải là giải quyết mọi chuyện như thế nào, mà là có nên mạo hiểm như vậy hay không. Có nên dùng chuyện này để kiểm tra xem mối quan hệ giữa hai người có bền chặt không? Từ trước đến giờ Hoắc Khải luôn cảm thấy chán ghét mấy thủ đoạn dò xét lẫn nhau, nên đương nhiên anh cũng không muốn bản thân mình phải dùng đến loại thủ đoạn như vậy. Cô làm điều này thì có ích lợi gì cho cô?" Hoắc Khải hỏi. Phan Tư Mễ nghe thấy vậy thì giật mình, kinh nghiệm lâu năm của một chuyên gia tâm lý khiến cô ta đánh giá rằng sở dĩ đối phương nói câu này là bởi vì nội tâm đang dao động. Người này đang lo sợ, đang do dự. Tiếp xúc với Hoắc Khải nhiều lần như vậy, đây mới là lần đầu tiên Phan Tư Mễ cảm thấy bản thân mình có chút lấn lướt anh. Nét mặt của cô ta đã bớt cáo kỉnh, trên mặt lộ ra ý cười nói, không có lợi ích gì, nhưng tôi đã quá cô đơn, cũng không có gì để mất. Hơn nữa, tôi không tin anh thật sự không muốn. Khi anh hôn tôi lần trước, anh đã rất nhiệt tình và tôi vẫn thường nghĩ đến cảnh đó, cảm giác rằng đôi môi của tôi đã sưng lên vì anh chẳng lẽ muốn anh bồi thường cho tôi một đêm xuân mộng cũng không thể hay sao? Không thể không nói rằng Phan Tư Mễ thật sự có năng lực chuyên môn, tiến lùi khéo léo, có cám dỗ, có khuyên giải an ủi, thậm chí còn có chút ám chỉ. Các thủ thuật tâm lý khác nhau đã được cô ta sử dụng triệt để. Hoắc Khải Yên lặng nhìn cô ta, sau một hồi mới nói, có bao giờ cô nghĩ rằng nếu chuyện này mà lộ ra thì cô có thể sẽ mất đi người bạn thân nhất của cô hay không? Lúc còn đi học Chuyện giữa cô và Cơ Hương ngưng có lẽ chỉ là hiểu lầm, là cô ấy bị hiểu sai. Nhưng chuyện lần này rõ ràng là do cô chủ động, cô không bị ai hiểu sai. Tôi không nghĩ cô lại muốn trở thành người mà cô từng ghét. So với lời nói của Phan Tư Mễ tuy nhẹ nhàng rào đón nhưng lại mang đầy tính uy hiếp, thì lời nói của Hách Khải lúc này thuần túy chỉ là đang tấn công trực diện vào lòng tự tôn của cô ta. Sự cố ở trường đại học năm đó đã luôn là một nút thắt trong lòng của Phan Tư Mễ. Ngay cả khi sau đó cô ta nghĩ rằng có thể mình đã hiểu lầm cơ hương ngưng, nhưng cô ta vẫn chưa thật sự tháo bỏ được nút thắt đó trong lòng. Cô ta rất ghét kẻ thứ ba, ghét người khác làm kẻ thứ ba, bản thân lại càng không muốn làm kẻ thứ ba. Do đó, những lời nói của Hắc Khải thật sự đã tấn công vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim của cô ta. Thân là một bác sĩ tâm lý lại bị người khác phản kích như vậy, hơn nữa lại còn phản kích vô cùng hiệu quả. Phan Tư Mế Vốn đang rất oán giận, nên làm sao có thể chịu được chuyện này. Cô ta vứt đi hết mọi thủ đoạn, thô bạo ôm lấy Hoác Khải nói, tôi không quan tâm mà cũng không muốn nghĩ về điều đó, tôi chỉ muốn anh. Hoặc là đáp ứng yêu cầu của tôi, hoặc là chúng ta cùng chết chung. Bên kia có một cái giường, bên trong phòng cách âm tốt vô cùng, anh chỉ có một lựa chọn là mau ôm tôi vào trong. chương 304, trận đầu. Nếu như những lời nói trước đây chỉ là thương lượng, thì lần này lại chính là một lời đe dọa thật sự. Hoắc Khải không thích bị đe dọa, hơn nữa cũng sẽ không bị đe dọa, nhất là trong vấn đề nam nữ. Không phải anh không thích người phụ nữ như Phan Tư Mễ, nếu là trước đây, anh sẽ không ngại mà tiến thêm một chút với đối phương. Nhưng hiện tại, mối quan hệ của anh và Ninh Thần đang trong giai đoạn mấu chốt. Ngay cả người phụ nữ mà anh coi trọng nhất anh còn chưa xử lý xong, Hoắc Khải sẽ không vì dục vọng của bản thân mà phá bỏ đi danh giới cuối cùng này. Vì vậy sau khi nghe phan tư mễ nói những lời này anh đã dứt khoát đứng dậy và đẩy người phụ nữ đó ra dù là biểu cảm hay giọng nói hoác khải đều tỏ ra rất thờ ơ tôi không nghĩ bản thân có gì để bị cô uy hiếp cũng không nghĩ là cô có đủ tư cách để chết chung với tôi nếu muốn dùng cách uy hiếp để đạt được mục đích thì cô đã tìm nhầm người rồi đó vừa dứt lời thì hoác khải cũng quay lưng bỏ đi phan tư mễ sửng sốt cô ta không ngờ hoác khải lại có thể dứt khoát như vậy anh đã không hề tỏ ra sợ hãi. Sao có thể như thế được? Lúc trước ở trung tâm thương mại anh đã thay áo mới vì sợ ninh thần biết chuyện anh đi mua sắm với cô ta, sao bây giờ lại có thể trở nên thờ ơ trước chuyện này như thế? Sững sờ chừng hai giây, nhìn thấy Hoác Khải đã đi đến đầu cầu thang, Phan Tư Mễ vô thức hét lên, tôi có video bằng chứng anh đã hôn tôi. Nếu như anh dám đi, tôi sẽ cho ninh thần xem video. Hoác Khải dừng lại, điều này khiến cho phan tư mễ có chút vui mừng nghĩ rằng lời đe dọa của cô ta đã có hiệu quả tuy nhiên ngay sau đó hoác khải đã quay lại và nói một cách lạnh lùng tôi đã luôn nghĩ rằng cô cư xử rất kỳ lạ thì ra là để quay video sao vậy thì cô cứ cho cô ấy xem đi sau đó hoác khải một lần nữa nhanh chóng bước xuống cầu thang lần này cho dù phan tư mễ có kêu gào như thế nào thì anh cũng không dừng bước chứ đừng nói là quay đầu nhìn lại khi bóng dáng của người đàn ông đó đã biến mất hoàn toàn, Phan Tư Mễ vẫn đứng sững tại chỗ. Chuyện xảy ra ngày hôm nay thật sự khiến cho cô ta cảm thấy quá bất ngờ. Người này không sợ bị cô ta uy hiếp, cũng không bị cô ta dụ dỗ. Tại sao? Tại sao hả? Cho dù nội tâm của cô ta kêu gào cỡ nào cũng không có cách thay đổi mọi chuyện, Hoắc Khải đã bước đi hết sức kiên quyết. Phan Tư Mễ biết rằng mình đã thất bại, mặc dù cô ta nắm trong tay video hôn Hoắc Khải, nhưng video đó không đủ để chứng minh điều gì. Quá lắm cũng chỉ có thể nói rằng Hoắc Khải đã mắc chút sai lầm, hơn nữa việc hôn môi so với việc lên giường cùng với một người phụ nữ khác, hai chuyện đó là hai sai lầm có mức độ nghiêm trọng không giống nhau. Hầu hết phụ nữ có thể tha thứ cho chồng của họ khi hôn một người phụ nữ khác, nhưng rất khó để tha thứ cho việc chồng của họ lên giường với người phụ nữ khác. Bởi vì hành vi đó chính là sự tiếp xúc thân mật nhất giữa nam và nữ, cũng chính là giới hạn cuối cùng mà điều quan trọng nhất, Phan Tư Mễ không hiểu tại sao mình lại thất bại. Đối mặt với sự cám dỗ của cô ta, một kẻ cặn bã như anh đáng lẽ không thể rút lui một cách dứt khoát như vậy, ngay cả khi anh ta thật sự có muốn rút lui đi chăng nữa. Anh ta là một tên cặn bã mà. Không lẽ thật sự bởi vì sức quyến rũ của cô ta không đủ mạnh? Lễ Tân ở tầng dưới nghe thấy tiếng hét liền đi lên hỏi, "Bác sĩ Phan, đã có chuyện gì xảy ra sao?" biến đi, Phan Tư Mễ hét vào mặt cô ấy. Lễ Tân bị mắng thì sướng sờ, tự hỏi tại sao bác sĩ Phan thường ngày luôn lịch sự với người khác mà hôm nay lại nói chuyện như vậy. Nhưng cô ấy cũng không hỏi nhiều, ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhận ra tâm trạng của Phan Tư Mễ lúc này cực kỳ không ổn, nói bất cứ điều gì vào lúc này cũng chỉ có thể khơi dậy thêm sự tức giận của cô ta mà thôi. Mặc dù làm việc trong một phòng khám tâm lý, nhưng cô ấy cũng không phải là một nhà tâm lý học thật sự, Vậy tại sao phải bận tâm làm chi? Chỉ là khi bước xuống quầy lễ tân thì cô ấy vẫn nói chuyện phiếm với đồng nghiệp, rằng bác sĩ Phan tức giận quá, chắc là có liên quan đến anh Lý vừa rời đi đúng không nhỉ? Vừa rồi ở dưới lầu, hình như còn nghe thấy bác sĩ Phan nói về nụ hôn gì đó. Giữa hai người này rốt cuộc là có chuyện gì đây? Sau khi lớn tiếng với nhân viên quầy lễ tân, Phan Tư Mễ tức giận đá vào chiếc ghế bên cạnh. Kể từ khi làm việc trong ngành này, cô ta chưa bao giờ phải chịu thất bại như vậy. Rõ ràng sắp thắng chắc, nhưng lại thua một cách mơ hồ, làm cho không người khác không tài nào hiểu được. Nghĩ đến sự thờ ơ của Hoác Khải khi anh rời đi, Phan Tư Mễ cảm thấy trong lòng đau đớn khôn tả, pha lẫn chút xót xa không thể nói thành lời. Làm sao anh có thể đối xử với cô ta bằng sự thờ ơ như vậy? Phan Tư Mễ nghiến răng, đi đến bên máy tính và mở nó ra. Kết nối các dữ liệu điện thoại với máy tính, Cô ta tải video nụ hôn trước đó với Hoắc Khải lên điện thoại, mơ hồ lẩm bẩm tôi đã không muốn buông tha cho anh thì anh cũng đừng hòng chạy thoát. Nếu như Hoắc Khải vẫn còn ở đây, anh có thể đánh giá rằng trạng thái tinh thần của Phan Tư Mễ lúc này là cực kỳ không bình thường. Nghề này trong mắt người khác có vẻ như rất bí ẩn và lợi hại, nhưng trên thực tế, các nhà tâm lý học lại là kiểu người dễ mắc phải bệnh tâm thần nhất. Vì họ biết quá nhiều về mặt tối của nhân loại, nên nếu sự việc cứ tiếp diễn như vậy, cho dù có biết bao nhiêu phương pháp tư vấn và điều trị tâm lý thì chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phan Tư Mỹ hiển nhiên cũng đã mắc phải một số bệnh lý về tâm thần, chỉ là chưa thể hiện ra vì không có nhân tố kích động. Thái độ của cô ta đối với Hoác Khải có thể nói là bắt đầu từ một sự hiểu lầm. Cũng có thể nói rằng đó là do vấn đề tâm lý của chính cô ta gây ra, nhưng cả Hoác Khải và bản thân cô ta đều không nhận thức được điều này. Sau khi tải video xuống, Phan Tư Mễ cầm điện thoại lên rồi bước vội ra ngoài. Cô ta đã lún quá sâu vào sai lầm, tất nhiên không thể chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, trong khoảng thời gian này cô ta nhất định phải đưa cho Ninh Thần xem đoạn video. Hoác Khải không biết rằng Phan Tư Mễ đã cố chấp đến mức bộc phát trở thành bệnh nhân tâm thần. Sau khi rời khỏi phòng khám tâm lý, anh trực tiếp đi đến công ty, định nói cho Ninh Thần biết chuyện đã xảy ra giữa anh với Phan Tư Mễ cho rõ ràng bởi vì anh đại khái có thể đoán được phan tư mễ có khả năng sẽ muốn nhanh chóng nói điều này với ninh thần trước anh nếu như cô ấy sớm muộn gì cũng biết thì sự thật từ miệng anh nói ra sẽ tốt hơn là những lời kích động từ miệng của phan tư mễ nếu anh chủ động nói trước chính là anh muốn thành thật thú nhận nhưng nếu để cho phan tư mễ nói trước thì sẽ trở thành anh muốn cố tình che giấu sau khi đến công ty khoác khải bước vào văn phòng nhìn thấy ninh thần và giản tư tư một người ngồi một người đứng lo lắng nói về chuyện gì đó trong máy tính. Một nhân viên nhìn thấy Hoắc Khải liền chào, "Chào ông chủ." Hoắc Khải là người đại diện theo pháp luật của công ty, nhưng không có bất kỳ vị trí làm việc cụ thể nào, theo lý thuyết, anh chẳng qua chỉ là người thay công ty gánh vác nguy hiểm thôi, chứ không phải là nhân viên nội bộ chân chính. Nhưng công ty là của Hoắc Khải, còn tổng giám đốc là vợ của anh, cho nên dù quan hệ giữa anh với công ty có như thế nào, mọi người khi nhìn thấy anh đều sẽ luôn kính trọng gọi anh là ông chủ. Hoắc Khải giơ tay chào, ra hiệu cho người đàn ông tiếp tục làm việc. Cùng lúc đó, Ninh Thần và Giản Tư Tư quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Khải đang đi tới, cũng liền nhanh chóng đứng dậy và bước tới chỗ anh. Anh tới thật đúng lúc, vừa rồi Tư Tư có nói với em một chuyện, anh xem phải làm thế nào? Ninh Thần vừa nói vừa lo lắng cầm lấy tay Hoắc Khải cùng đi đến chỗ máy tính. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hoắc Khải hỏi. Chuyện là thế này, hôm nay có một số khách hàng đã hỏi liệu chúng ta có các chi nhánh khác không? bởi vì họ đã tìm kiếm thấy các cửa hàng khác của công ty chi nhánh giáp tử trên tao bao bán các sản phẩm tương tự như của chúng ta tôi đã xem xét qua thì thấy tất cả đều là hàng giả nhưng được làm gần giống như hàng thật điều quan trọng nhất là những dụng cụ thể thao mà chúng ta mới đề xuất ngày hôm qua lại đã có mặt trên kệ trong ngày hôm nay giản tư tư báo cáo lại khoác khải ngồi trước máy tính ninh thần mở vài liên kết cho anh xem và nói anh nhìn này trông giống hàng của chúng ta lắm em đã báo cáo với tao bao rồi, nhưng bình thường thì hình như những lời phàn nàn như vậy cũng không hữu ích cho lắm. Vì những nơi giả mạo này chỉ làm gần giống chúng ta chứ không giống hoàn toàn, hơn nữa cách giới thiệu sản phẩm cũng khác so với chúng ta. Hoác Khải xem qua các cửa hàng tao bao đó, trước khi anh lên tiếng, giản tư tư lại nói, không chỉ trên các cửa hàng tao bao, vừa nãy tôi đã truy cập vào jd.com và suning.com, trên các nền tảng thương mại điện tử lớn khác cũng có rất nhiều cửa hàng giả mạo, hơn nữa chúng chỉ vừa được đăng ký trong hai ngày qua. Ông chủ, tổng giám đốc Ninh có phản hồi từ cục quản lý thương hiệu rằng việc đăng ký thương hiệu của chúng ta đã bị phản đối. Người ta nói rằng có một công ty khác cũng gọi là công ty chi nhánh giáp tử đã nộp đơn đăng ký cho thương hiệu này, một nhân viên khác tới báo cáo. Tin tức xấu liên tục tới khiến cho Hắc Khải cao mày. Trong quy trình đăng ký thương hiệu thông thường, nếu như bị một công ty khác cùng tên phản đối, việc xem xét thật sự có thể bị ngừng lại. Vì vậy, tỷ lệ thắng khi có quá nhiều người đăng ký cùng một thương hiệu là rất thấp, 100 trường hợp may ra cũng chỉ còn được 5 trường hợp là thành công. chương 305, ác ý. Nhưng trước khi đăng ký, Hoác Khải đã kiểm tra trước rồi. Trong số các thương hiệu có liên quan đến giảm béo thì không có từ nào liên quan đến giáp tử hết. Anh cũng chưa từng biết đến công ty giảm béo nào trong nước lại có tên giống vậy cả. Không chỉ là giáp tử thôi đâu, cả thương hiệu ất sử sau này cũng đã có người lấy ra dị nghị. Muốn ngăn cản việc xét duyệt của chúng ta, lại có nhân viên bước đến báo cáo. Sao lại thế được, Ninh Thần vội vàng lấy máy tính bảng từ trong tay nhân viên kia ra xem. Sao lại trùng hợp đến vậy được, trước khi chúng ta đăng ký thì làm gì có công ty nào có tên như vậy? Tôi đã tra bao nhiêu lần rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều công ty như vậy chứ, giản tư tư không vui nói. Mặc dù cô ấy không hiểu nhiều về việc đăng ký thương hiệu, nhưng cô ấy vẫn tham gia vào một số công tác cơ bản. Hiện giờ việc xét duyệt bị dừng lại giữa chừng đồng nghĩa với việc toàn bộ công sức của cô ấy bị bác bỏ. Không có trùng hợp gì ở đây cả, rõ ràng là chúng ta đang bị người khác cố tình công kích, hoặc Khải không cầm lấy máy tính bảng mà Ninh Thần đưa cho. Với anh, có xem hay không cũng chẳng quan trọng. Hoắc Khải quay đầu lại nhìn các cửa hàng bán dụng cụ thể thao rồi nói, việc thương hiệu của chúng ta bị người khác ác ý tố cáo thì có thể lý giải được, cả việc cửa hàng giả mạo cũng thế. Thương hiệu tương đồng không phải việc gì lạ vì dù sao những chuyện này cũng rất dễ làm tuy nhiên dụng cụ thể thao là ý tưởng chúng ta vừa mới nghĩ ra những cửa hàng này vừa mở ra đã lập tức cho những sản phẩm này lên kệ hàng khiến tôi thấy hơi kỳ lạ gọi điện cho tổng quản lý mục xem tình hình bên đấy thế nào đi vâng em sẽ gọi luôn ninh thần vội vàng lên tiếng rồi gọi điện cho mục thế kiệt lúc cô đi gọi điện thì hoác khải cũng không nghỉ ngơi anh bảo giản tư tư đi điều tra giấy phép kinh doanh của các cửa hàng giả mạo kia, để xem giữa bọn họ có mối liên hệ gì với nhau không. Vậy mới có câu cây cao thì đón gió lớn. Hoạt động giảm cân của công ty có hiệu quả quá tốt và nổi tiếng trên toàn quốc. Trong danh mục giảm cân, thì cửa hàng hy vọng mới rõ ràng là đứng đầu. Có người đứng đầu thì sẽ có người đứng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đừng cho rằng đó chỉ là cách biệt về thứ hạng, trên thực tế thì doanh số cũng chênh lệch nhau vô cùng. Cửa hàng của Hóc Khải có doanh thu tháng của thực phẩm giảm cân là hơn 900.000, mà doanh số của hàng 2 thì mới hơn 10.000 một chút. Cách xa nhau đến 2, 30 lần như vậy thì ai mà chịu nổi. Ai mà chẳng biết sản phẩm của các nhãn hàng đều có cùng một công thức. Trong tình huống công hiệu của các sản phẩm đều giống nhau thế mà lại có một sự cách biệt lớn đến vậy thì thật sự khó mà cho qua nổi. Bởi vậy mà các cửa hàng giả mạo mọc lên như nấm cũng là chuyện bình thường. Có những người là muốn ké sự nổi tiếng, nhưng có những người lại cố ý bán hàng giả hàng nhái để làm hỏng danh tiếng của công ty chi nhánh giáp tử. Đây là những thủ đoạn cạnh tranh bẩn thường gặp, Hoắc Khải cũng chẳng lạ hay cho rằng đây là chuyện gì đáng kinh ngạc. Nhưng chỉ có chuyện dụng cụ thể thao lại khiến anh nhạy cảm thấy được là có gì đó không bình thường. Hơn nữa, trong số các cửa hàng này có một nơi còn đăng bài quảng cáo rằng sẽ ra một loại nước uống giảm cân mới trong vòng 3 ngày nữa nhìn thì có thể thấy là trong nước có rất nhiều nhãn đồ uống, nhưng thực ra thì trong số 80% thị phần đó đều do mấy nhãn hàng chiếm đóng, còn lại 7, 8 hãng kia thì chia nhau số thị phần còn lại. Mà tính đến nay, ngoài công ty chi nhánh giáp tử ra thì chỉ còn một công ty chuyên kinh doanh đồ ăn nhẹ là bán đồ uống có chức năng giảm cân. Các công ty cạnh tranh kia không phải là không nghĩ đến việc chế tạo đồ uống, nhưng bọn họ không muốn đầu tư vì việc nghiên cứu ra được một loại nước vừa khẩu vị hợp với nhu cầu của mọi người lại vừa không có calorie là cực kỳ khó. Cho dù chỉ đơn thuần là mô phỏng khẩu vị thì cũng phải tốn 2, 3 tuần mới làm được. Hiện giờ, cửa hàng giả mạo này lại thông báo rằng sắp đưa một loại nước uống giảm cân lên thị trường và còn đang bày bán dụng cụ thể thao, khiến cho Hoác Khải cảm thấy nghi ngờ rằng có người đã tiết lộ bí mật ra ngoài. Nếu chỉ đơn thuần là tiết lộ bước đi tiếp theo trong quá trình kinh doanh thì cũng không quá nghiêm trọng, nhưng nếu làm lộ cả công thức đồ uống ra thì lại là vấn đề lớn rồi đấy. Đừng thấy công ty chi nhánh Giáp Tử không đầu tư nhiều vào phần nghiên cứu nước uống mà cho rằng sản xuất nước uống giảm cân là dễ. Thực ra, có thể dùng số tiền ít như vậy để tạo ra một sản phẩm như thế trong thời gian ngắn thì phải có đến 90% là nhờ vào may mắn. Làm ăn là như vậy, có những lúc may mắn thì sẽ thuận lợi trăm bề một khi đen đuổi thì đầu tư bao nhiêu lỗ vốn bấy nhiêu. Về thành quả nhờ may mắn mà có được này, Hoắc Khải vẫn đánh giá rất cao. Mặt khác, Ninh Hạo Bân đang ngồi nhìn mọi người bận rộn đi lại và cũng thấy Hoắc Khải đang trao mày. Bên ngoài thì anh ta tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì sướng như điên. Đừng tưởng rằng có một cái hoạt động kiếm ra tí tiền mà nghĩ bản thân an ổn được. Giờ thì sao nào, tôi cho anh ít phiền phức xem anh có giải quyết được không. Trình độ thấp thì chỉ có vậy thôi, gặp chút khó khăn cũng chỉ biết ôm đầu đập vào tường. Ninh Hạo Bân hoàn toàn không có chút cảm giác tội lỗi nào cả. Anh ta một mực cho rằng bản thân đã xé toạc được bộ mặt thật của đôi vợ chồng kia, cho mọi người thấy được trình độ cực kỳ kém của họ. Anh ta chưa từng nghĩ rằng những chuyện mình đã làm sẽ mang đến thảm họa to lớn cho bất kỳ công ty nào ban đầu vì sao công ty chi nhánh giáp tử lại rơi từ vị trí có doanh thu hàng năm hơn trăm triệu xuống mức hoác khải chỉ cần tốn có 8 triệu là mua được rất nhiều cổ phần. Còn không phải vì công thức chủ chốt đã bị lộ hay sao? Những công ty toàn cầu tầm cỡ luôn luôn giữ cho công thức được tuyệt mật. Ví dụ như công ty Coca-Cola chỉ bán mỗi một loại nước uống nhưng lợi nhuận luôn vượt quá 99%. Không một ai biết người nắm giữ công thức của họ ở đâu nên muốn trộm cũng khó. Nghe nói là từ mấy chục năm trước đã có người chịu bỏ ra cả hàng trăm triệu đô để mua công thức mà còn không mua được. Ninh thần nhanh chóng ngắt điện thoại và nói với Hoắc Khải, tổng quản lý mục nói công ty chi nhánh bên đó không có vấn đề gì hết, vẫn như cũ. Nhưng hiện tại có một vài doanh nghiệp kinh doanh dụng cụ thể thao đã bắt đầu gọi cho bên đó hỏi xem có đang cần thuê nhà máy không, bọn họ sẽ bán với giá thấp hơn cho. Mục Thế Kiệt còn đam thấy khó hiểu, Rõ ràng là chỉ vừa mới quyết định bán dụng cụ thể thao và phòng AND mới đang tiến hành khai thác công thức học. Đừng nói đến chức năng và hình dáng thế nào, đến cả vật liệu còn chưa chốt được, thế mà đã có người đến hỏi rồi. Nhưng ông ta cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng có bao nhiêu người trong công ty biết, có người vô tình nói ra trong lúc khoe khoang cũng là chuyện bình thường. Nghe Ninh Thần nói vậy thì Hoắc Khải mới im lặng một hồi rồi nói, em gọi cho Mục Thế Kiệt bảo ông ta đến phòng A&D rồi tập hợp lại toàn bộ, sau đó hỏi từng người một. Anh nghi ngờ có người đã để lộ công thức đồ uống. Hả, Ninh Thần hoảng hốt. Mặc dù trong kinh doanh, cô không thể đạt đến trình độ cỡ Hoắc Khải, nhưng vẫn hiểu được chuyện công thức bị lộ có ý nghĩa gì. Vết xe đổ của công ty chi nhánh giáp tử vẫn còn đó, ai dám khinh thường đâu. Nhưng tại sao lại bị lộ được chứ, Người ở phòng AND đều do đích thân Hoắc Khải và Ninh Thần quản lý, cũng đã ký hợp đồng bảo mật. Nếu làm lộ ra thì sẽ phải bồi thường hàng chục triệu. Mà dù gì đây cũng chỉ là một loại đồ uống, tính đến giờ thì vẫn chưa thể hoàn toàn thể hiện ra được tiềm lực nào đáng sợ cả, ai lại chịu tốn mấy chục triệu để mua nó chứ? Mặc dù cho rằng chuyện này không có khả năng gì nhiều, nhưng Ninh Thần vẫn muốn tin phán đoán của Hoắc Khải hơn. Suy đoán của anh chưa bao giờ là sai, ngày trước không bây giờ cũng sẽ không. Nghĩ đến việc công thức có lẽ đã bị người ta trộm mất, Ninh Thần không thể chịu được mà phải đứng dậy gọi cho Mục Thế Kiệt. Ở đầu dây bên kia, khi biết được công thức đồ uống có khả năng đã bị lộ ra ngoài, Mục Thế Kiệt cũng sửng sốt, vội vàng nói, không thể nào. Bất kể là có thể hay không thì vẫn có tỷ lệ dính, cần phải tra. Tất cả mọi người trong phòng A&D dạo này liên lạc với ai, nhật ký giao dịch thế nào, tra hết cho tôi ông cũng phụ trách luôn mảng luật sư đi chuẩn bị mọi thủ tục đừng để người khác nắm lấy đuôi ninh thần nói trong lòng tuy dối nhưng lúc phân việc ninh thần vẫn tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh so sánh với lúc vừa bắt đầu kinh doanh thì đã là một tiến bộ cực lớn rồi mục thế kiệt biết tính nghiêm trọng của chuyện này nên lập tức trả lời được tôi sẽ làm ngay nhưng tôi thấy việc này khả năng không cao không cần biết có cao hay không cứ cha đã rồi tính ninh thần đanh giọng nói sau khi cúp điện thoại, cô lập tức quay lại chỗ Hoác Khải và hỏi xem nên làm thế nào. Hoác Khải đã nghĩ xong bước tiếp theo, bèn nói, không cần biết kết quả là gì, chúng ta đều phải tính đến trường hợp tồi tệ nhất, chuẩn bị tố cáo thôi. chương 306, bình tĩnh. Tố cáo, có ích gì không anh, Ninh Thần lo lắng nói, hiện giờ có biết bao nhiêu là cửa hàng tao bao giả mạo, chỉ nguyên phí tố cáo thôi cũng đã cao lắm rồi ấy. Chúng ta có thể bắt một hai chỗ để làm gương, giết gà dọa khỉ như vậy thì sẽ không tốn nhiều phí đâu giản tư tư ở bên cạnh nói khoác khải lắc đầu phủ định đối tượng cần tố cáo không phải những cửa hàng giả mạo đó đâu tổng giám đốc ninh nói đúng đấy nhiều cửa hàng quá phí tố cáo sẽ rất cao cùng với đó là bị tốn rất nhiều sức tôi bảo mọi người chuẩn bị là để tố cáo những kẻ đang có mưu đồ xấu kia mặc dù hiện giờ tôi vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng tôi cho rằng tỷ lệ cao là có người đã làm lộ công thức chuẩn bị trước cũng là để tránh cho chúng ta phải luống cuống khi chuyện đó xảy ra thật lát nữa tôi sẽ đến công ty chi nhánh nhà họ cơ một chuyến bộ phận pháp chế bên đó làm ăn khá ổn có thể mượn dùng một chút dùng luật sư của công ty chi nhánh nhà họ cơ sao cơ hương ngưng sẽ không không sao đâu hoác khải vẫy tay nói cô ấy sẽ không nói gì đâu mà còn thấy vui là đằng khác ấy bởi vì chỉ khi hoàn toàn tin tưởng thì mới đồng ý sử dụng luật sư của bọn họ Ninh thần nghĩ một lúc rồi cũng không phản đối nữa. Cô biết rõ chuyện xảy ra giữa cơ hương ngưng và hoắc khải, biết hai người còn có một vài chuyện phiền phức nữa, nhưng trước khi bọn họ trở mặt thì cô cũng không dám nói gì. Ông bà chủ đã quyết định rồi thì giản tư tư cũng chỉ đành nghe theo. hoắc khải giao cho cô ấy đi làm chuyện này luôn, không cần biết là điều tra cái gì, cô ấy có thể lấy danh nghĩa của ninh thần để làm. Có ai dám phản đối hay đứng ra ngăn cản thì có thể nói với anh hoặc ninh thần. Ai có mắt nhìn đều hiểu được Hoắc Khải đang rất tin tưởng Giản Tư Tư và xóa cô ấy ra khỏi danh sách nghi ngờ làm lộ thông tin. Những người được tuyển cùng đợt với Giản Tư Tư không vì thế mà cảm thấy ghen tị hay bất mãn, họ chỉ đang cực kỳ hâm mộ cô gái này mà thôi. Công ty hy vọng mới có một con đường phát triển sáng lạn, nếu được cấp trên tin tưởng thì tương lai đúng là sẽ phát triển vượt bậc. Còn Ninh Hạo Bân thì chỉ bĩu môi khinh bỉ. Mặc dù Hoắc Khải nói muốn điều tra ra người đã làm lộ bí mật nhưng anh ta không hề cảm thấy lo lắng. Người đưa anh ta đến phòng AND hôm ấy đã uống say bét nhẹ, e là chẳng còn nhớ nổi cái gì. Mà dù có nhớ thì chắc chắn cũng chẳng dám nói ra. Nếu không, đây sẽ được quy vào tội vi phạm hợp đồng bảo mật, tiền vi phạm hợp đồng là tận mấy chục triệu, ai dám nói là mình đã làm lộ cơ chứ. Mà Ninh Hạo Bân chỉ chụp ảnh chứ không hề dùng USB, nên chẳng sợ bị lộ dấu vết. Điều duy nhất cần chú ý chính là phải cắt đứt liên lạc với công ty kia, không được để ai phát hiện là bọn họ có liên hệ với nhau. Lời hứa thưởng tiền mặt, biệt thự, xe sang lúc trước, Ninh Hạo Bân cũng đã nghĩ xong. Anh ta định để cho bố mẹ mình đứng tên nhận lấy. Dù có điều tra kiểu gì đi nữa, có đi truy tìm lịch sử giao dịch cá nhân thì cũng chẳng có quyền mà điều tra đến thông tin của người thân đâu, vì đó là vi phạm nhân quyền. Khi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Ninh Hạo Bân thậm chí còn vui đến mức ngâm nga vài câu hát. Công ty càng loạn lạc thì anh ta càng vui. Sau khi xác định được bước đi tiếp theo, thấy vẻ mặt lo lắng của Ninh Thần, Hoắc Khải không đi nói với cô về chuyện liên quan đến Phan Tư Mễ nữa. Đó đều là chuyện nhỏ, không việc gì phải tăng thêm phiền phức cho Ninh Thần vào lúc cô đang dối trí hết. Sau khi mọi chuyện kết thúc thì nói vẫn kịp mà. Đây là lần nguy cơ đầu tiên mà công ty hy vọng mới gặp phải từ khi thành lập cho đến nay nếu xử lý không tốt thì tương lai của họ sẽ giống hệt kết cục của công ty chi nhánh giáp tử bất kể là giản tư tư hay là ninh thần hoặc là ai khác thì đều không dám lơ là với chuyện này nhưng hoác khải thì lại trông có vẻ rất thư thái ngoài việc đến công ty chi nhánh nhà họ cơ để tìm người của bộ phận pháp chế đến thảo luận việc tố cáo ra thì anh hầu như chẳng làm gì cả ninh thần cho rằng nguy cơ này là một việc vô cùng nghiêm trọng nhưng hoác khải thì lại thấy nó chỉ là một chuyện còn con bất luận là có tìm được người làm lộ bí mật hay không thì anh cũng không thiếu cách để giải quyết chuyện này. Các nhà tư bản đứng đầu đã có vô số thủ đoạn để đối phó từ lâu rồi. Điều duy nhất khiến Hoác Khải để ý chính là thân phận của người làm lộ ra bí mật. Suốt cuộc là nhân viên bình thường hay là những người thân thiết ở ngay bên cạnh đây? Nếu là trường hợp trước thì không quan trọng, lần sau làm chặt hơn trong việc bảo mật là được, nhưng nếu là trường hợp sau thì thật sự không tốt chút nào. Bản thân Hoắc Khải sống lại ở một thân xác khác chính là vì bị người gần gũi nhất phản bội, cho nên anh không muốn bước lên vết xe đổ một lần nữa. Chuyện này mà xảy ra thì nỗi đả kích về tinh thần còn khó chịu hơn việc tổn thất một mớ tiền. Không ai hiểu được suy nghĩ của Hoắc Khải, đến cả Cơ Hương Ngưng còn không nhịn được mà chủ động tới hỏi anh, công ty anh gặp chuyện hả? "Ừ, một rắc rối nhỏ." Hoắc Khải đáp. Vẻ bình tĩnh của anh khiến Cơ Hương Ngưng thấy tức giận. "Rắc rối nhỏ?" sau khi Hoắc Khải tìm bộ phận pháp chế thì cô ấy đã gọi điện cho Ninh Thần hỏi xem đã xảy ra việc gì. Khi biết được công thức đồ uống của công ty có khả năng đã bị lộ ra thì cơ hương ngưng cũng hiểu được việc này có ý nghĩa gì. Cứ tưởng rằng Hoắc Khải sẽ vội và nghĩ cách tìm ra kẻ làm lộ bí mật, ai mà ngờ anh lại đi tìm luật sư đến công ty hy vọng mới rồi yên ổn ngồi xử lý công việc của công ty chi nhánh nhà họ cơ mặc dù nói anh tuân thủ cương vị công tác và làm nhiều việc cho công ty chi nhánh nhà họ cơ khiến cơ hương ngưng có thể thả lỏng hơn một chút nhưng thái độ của anh lại khiến người khác cảm thấy bất mãn chuyện lớn như vậy mà sao anh vẫn bình tĩnh mà làm được chuyện khác anh phải lo lắng lòng như lửa đốt mới phải chứ lo lắng có tác dụng gì không khoác khải ngẩng đầu lên nhìn cô ấy và nói chuyện làm lộ bí mật thì tôi đã cho người điều tra rồi việc chuẩn bị tố cáo cũng đang được tiến hành tối nay tôi sẽ sắp xếp lại quy định bảo mật an toàn rồi gửi cho toàn thể nhân viên nếu lo lắng có thể khiến kết quả thay đổi thì tôi cũng không ngại đi chạy mấy vòng cho mồ hôi rơi đầy đầu đâu hoác khải nói rất đúng chuyện nên làm thì đã làm rồi có lo lắng cũng chẳng ít gì nhưng anh nói như vậy lại càng khiến cơ hương ngưng không thể thích ứng nổi bất kể là công ty xảy ra việc gì là một người phụ trách cô ấy luôn cảm thấy lo lắng vô cùng đứng ngồi không yên nào có giống hoác khải cứ như một người qua đường vậy, khiến người ta nghi ngờ rằng không biết đây có phải công ty của anh không nữa. Nhưng anh không sợ nếu xử lý mọi chuyện không tốt thì công ty sẽ đi đời hay sao, cơ hương ngưng hỏi. Sợ với lo lắng cũng giống nhau thôi, chẳng ảnh hưởng gì được đến kết quả hết, ngược lại còn ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân. Sau khi mất đi năng lực phán đoán thì mọi quyết định cô tạo ra cũng sẽ trở nên sai lầm. Vì vậy, không việc gì phải cảm thấy bi quan cả, hoặc khải đáp. Cơ Hương Ngưng im lặng không nói. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nhìn Hoắc Khải và hỏi, "Tôi bỗng nhiên cảm thấy anh thật đáng sợ." Dường như mọi chuyện anh đều có thể hoàn thành với thái độ rất thờ ơ, thậm chí còn khiến người ta cho rằng anh đang đeo một lớp mặt nạ. Hoắc Khải nghe vậy thì sửng sốt, anh chưa kịp phản ứng lại thì Cơ Hương Ngưng đã rời đi rồi. Nghĩ đến những gì Cơ Hương Ngưng nói, Hoắc Khải tự vấn lại bản thân rồi lắc đầu, không cười nữa. Phản ứng của anh có lẽ đã quá mức bình tĩnh nhưng có liên quan gì đến đeo mặt nạ đâu cơ chứ. Anh đâu có biết hiện giờ cơ hương ngưng đang có một cái nhìn phiến diện về mình. Cô ấy luôn cảm thấy dù là chuyện gì đi nữa, hoắc khải đều núp trong bóng tối và không bày tỏ ra cảm xúc của mình. Ngay cả khi công ty bản thân lập ra gặp phải nguy cơ lớn như thế mà anh còn điềm nhiên như không, thì liệu những chuyện khác có lay động được anh? Vậy lúc người đàn ông này ngồi trong phòng làm việc để giải quyết công việc cho công ty chi nhánh của cô ấy, liệu có thật lòng hay không? hay là nói, anh chỉ đang thay một bộ mặt nạ khác để mê hoặc một ai. Càng nghĩ, cơ hương ngưng càng trở nên dối rắm và càng muốn làm rõ mọi chuyện với Hoắc Khải. Cho dù có đào hết chuyện năm xưa lên thì cũng tốt hơn là bị dày vò về tinh thần mỗi ngày. Nhưng cô ấy lại hơi nghi ngờ rằng, có phải Hoắc Khải đang chờ cô ấy chủ động nói ra cho nên mới tỏ ra như vậy hay không? Người đàn ông đáng ghét này nữa. Mặt khác, Ninh Thần đang bận rộn với việc điều tra thì Phan Tư Mễ xuất hiện lúc đi vào phòng làm việc, cô ta thấy Ninh Thần đang xem một sấp tài liệu. Tất cả đều là các tài liệu về cửa hàng giả mạo và giản tư tư đã chỉnh lý xong. Bởi vì số lượng rất nhiều nên một mình cô làm thì tốc độ có hơi chậm. Lúc này Ninh Thần không muốn chỉ hoãn một giây nào hết mà dốc toàn lực vào để giúp đỡ. chương 307, xa hố rồi. Thấy Phan Tư Mễ đến, Ninh Thần cũng chỉ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống lật xem tài liệu, nói Tư Mễ, cậu ngồi xuống trước đi, tớ đang bận quá, đợt một lát rồi nói chuyện cùng cậu nhé. Phan Tư Mễ nhìn thấy cả công ty đều đang bận bù đầu và nhìn thấy cả những giọt mồ hôi trên trán ninh thần thì sự lo lắng, buồn bực hiện rõ trên nét mặt của cô ta. Lúc này, Phan Tư Mễ bất giác nắm chặt dây đeo túi sách, nắm rất chặt. Ninh thần thật sự nỗ lực và lăn xả vì cuộc sống, vì tương lai. Mà hôm nay bản thân cô ta lại đến đây mang cho cô một tai họa, nếu cô biết được chồng mình đích thực là một người đàn ông tồi tệ, đến bản thân của cô cũng không bỏ qua thì sẽ có biểu hiện gì? Cuộc sống của Ninh Thần thật không dễ dàng, mấy năm trước vẫn luôn kiệm ăn kiệm mặc. Ở cái tuổi đẹp nhất thì cô lại chưa từng hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc, mải mê với những thứ nhỏ nhặt tầm thường, lăn lộn với cơm áo gạo tiền. Những chuyện này, Phan Tư Mễ đều biết, cũng rất thương cảm với những gì mà bạn học cũ kiêm bạn thân phải trải qua. Nếu không khi cô ta từ nước ngoài trở về cũng không liên hệ ngay với Ninh Thần. Một người phụ nữ luôn thiếu tiền thì cũng không thể đi tư vấn tâm lý, vậy nên Phan Tư Mễ liên lạc với cô không phải để kiếm tiền, cũng không phải giống như những người bạn khác gặp mặt là muốn lợi dụng họ để phát triển các mối quan hệ mà chỉ đơn thuần là vì tình bạn mà thôi. Bao gồm cả những thử thách với Hoắc Khải, trên một ý nghĩa nhất định thì cũng là như thế. Chính vì đi du học được đào tạo chuyên sâu, cũng một phần vì cô ta hiểu lầm bạn trai và người bạn thân phản bội, cho nên mới hy vọng người bạn tốt của mình không bị lừa gạt trong tình yêu. Nhưng bây giờ, Ninh Thần đã bắt đầu trở nên hạnh phúc. Cho dù cô biết hay không biết thì ít nhất tại giờ phút này, cô cũng đang hạnh phúc. Thật sự phải nói cho cô biết sự thật này sao? Có lúc, sự thật không hẳn là đáp án mà người ta muốn biết, không biết có khi lại vui hơn. Mà nghề bác sĩ tâm lý này từ trước đến nay không phải là để khiến ai đó phải thấy một ngạt điều quan trọng nhất là khi nhìn thấy ninh thần trong lòng phan tư mễ bỗng nhiên dâng lên cảm giác tội lỗi khó hiểu cô ta luôn cảm thấy mình có lỗi với ninh thần tuy trong lòng rất cố gắng để an ủi bản thân cô ta làm vậy đều vì muốn giúp ninh thần nhưng cô ta tự hiểu rằng sự thật không phải như thế nói chính xác hơn là không hoàn toàn như thế lúc trước là vì muốn giúp ninh thần vậy sau này thì là vì sao Đặc biệt là hai lần gặp gần đây nhất, cô ta không dám bảo đảm những lời nói với Hoắc Khải, hoàn toàn không mang chút lòng riêng nào. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ, rốt cuộc có phải mình thật sự cho rằng người đàn ông kia là kẻ tồi tệ hay là ngưỡng mộ, đố kỵ với, với Ninh Thần có một người chồng ưu tú như thế. Giống những kẻ thấp hèn luôn hy vọng những người xung quanh không hạnh phúc mà từ đó được được sự cân bằng về mặt tâm lý. Đó là biểu hiện của việc không có ý thức và cũng không có cách nào đối mặt Đối với một bác sĩ tâm lý mà nói, điều này tương tương với việc đánh đổ sự chuyên nghiệp. Nếu ở nước ngoài, có thể cô ta sẽ bị yêu cầu tiến hành tự điều trị tâm lý và trước khi giải quyết được những vấn đề tâm lý của mình thì sẽ không được phép hành nghề. Trong nước thì lại không có quy định nghiêm ngặt về ngành này, thậm chí còn không có bác sĩ tâm lý được đào tạo chuyên môn mà chỉ có những phòng tư vấn tâm lý chỉ được cái danh hão. Ở nơi không có ràng buộc của những quy định nghề nghiệp, phan tư mễ cũng không biết mình có thể thật sự kiên trì tự điều trị được không giống như bây giờ rõ ràng biết bản thân mình có vài vấn đề nhưng cô ta vẫn đến nhưng đến rồi thì lại không dám nói cũng không nhẫn tâm nói cô ta chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống giản tư tư pha trà mang đến lịch sự nói mời cô dùng trà bây giờ tổng giám đốc ninh thật sự đang rất bận xin đợi một lát không sao phan tư mễ đón lấy tách trà do dự một lát rồi hỏi chỗ các cô có chuyện gì sao đúng là có chút vấn đề nhưng đã giải quyết ổn thỏa rồi ạ à, giản tư tư trả lời cô biết người phụ nữ thành thục xinh đẹp này là bạn của ninh thần nhưng đã là việc của công ty thì không nên nói cho người ngoài biết vẫn tốt hơn sau đó giản tư tư trở lại chỗ của mình tiếp tục chiến đấu với công việc một lúc lâu sau không biết là một tiếng hay hai tiếng cũng có thể là lâu hơn Ninh thần xử lý xong phần tài liệu của cửa hàng, cô đứng dậy vươn vai, nhưng đầu nhìn thì thấy trên sofa đã không còn bóng người. Phan tư mễ đã đi từ lúc nào rồi, giản tư tư rót trà đem tới cho cô, nói chị ấy rời đi một lúc rồi, nói chị bận quá, không cho em gọi chị. Ừ, chị biết rồi, Ninh thần gật đầu, uống một ngụm trà cho đỡ khô họng rồi cầm điện thoại gọi cho Phan tư mễ. Tư mễ, thật ngại quá, tớ vừa mới xong việc, Cậu đi sao không nói với tớ một tiếng, làm tớ ngại chết đi được." Ninh Thần áy náy nói. Sóng điệu của cô càng như thế thì Phan Tư Mễ ở đầu dây bên kia tim đập càng nhanh, "Không sao, cậu bận như thế, tớ cũng ngại làm phiền." "Hôm nay đến tìm tớ có chuyện gì vậy? Có liên quan đến Lý Phong không?" Ninh Thần hỏi. Phan Tư Mễ đã trở lại phòng làm việc, cô ta nhìn máy tính bảng trước mặt, trên đó là một đoạn video đang ở chế độ tạm dừng mà nội dung trong video là cảnh mà cô ta và Hawk Khải đang hôn nhau. Từ sau khi quay lại, cô ta đã xem mấy lần đoạn video này. Mỗi lần xem thì cảm thấy trái tim đập kịch liệt, dường như cả cơ thể đều nóng phát sốt. Sức nóng này khiến cô ta có chút mê muội, không thể chối từ. Bây giờ, Ninh Thần gọi điện thoại đến hỏi thăm thì trái tim của Phan Tư Mễ đập càng nhanh, cảm giác tội lỗi cũng dâng lên trong lòng. Cô ta theo phản xạ tắt máy tính bảng, nói, không có gì lâu rồi không gặp cậu nên muốn tìm cậu nói chuyện một chút ừ được rồi ninh thần ngừng một lát lại hỏi vậy anh phong hiện tại anh ấy đã tốt hơn chưa sau khi hoác khải tặng cô nhẫn ở nhà hàng hôm đó tình cảm của hai người càng thêm khăng khít hầu như buổi tối nào cũng ôm nhau ngủ ninh thần cũng có cảm nhận được thật ra chồng mình có phản ứng nhưng anh lại không làm gì dường như đang cố gắng nhẫn nhịn dựa vào chuyện trước đó ninh thần cũng không muốn đòi hỏi gì ép buộc quá cũng phản tác dụng nhưng ai cũng biết điểm cuối của tình yêu là hôn nhân mà điều cơ bản của hôn nhân ngoài tình yêu ra thì mối quan hệ mật thiết giữa hai vợ chồng cũng là một yếu tố quan trọng tuy rằng con người có trí tuệ nhưng cũng có bản năng của động vật là loại bản năng trong gen truyền từ đời này sang đời khác không thể loại bỏ nếu thật sự không được thì ninh thần cũng không vì thế mà buông tay hoác khải nhưng nếu có thì đương nhiên sẽ tốt hơn Cô lại không phải là thiếu nữ 20 ngây ngô, cô biết bản thân mình cần gì, không cần gì, trước mặt bản thân cũng không phải giấu giếm, nếu không thì lúc đầu cũng không đưa Hoắc Khải đến trị bệnh. Nghe Ninh Thần hỏi về vấn đề này, nhịp tim của Phan Tư Mễ càng nhanh hơn. Cô ta rất muốn nói cho Ninh Thần biết, người đàn ông đó không hề có vấn đề, khỏe mạnh như một con bò điên, có thể chinh phục tất cả. Nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Hoắc Khải khỏe mạnh là sự thật nhưng ninh thần không biết có thể bây giờ cô vẫn cảm thấy thân thể của chồng mình có vấn đề nếu nói rằng chồng của cô vẫn luôn khỏe mạnh mà bản thân cô ta là bạn tốt nhất cũng là bác sĩ tâm lý của hoác khải lại không nói cho cô biết sự thật thì cô sẽ nghĩ sao có khi nào cô sẽ cho rằng cô ta đang cố ý che giấu điều gì nếu cô ta nói ra chuyện đã thân mật với người đàn ông kia có thể nào gây hiểu lầm rằng mình muốn làm nhục cô sự lo lắng của hoác khải lúc đầu bây giờ Phan Tư Mễ cũng cảm thấy rồi. Chỉ có thể nói rằng, một khi tâm lý phòng bị của con người có lỗ hổng thì rất khó có thể luôn giữ sự hoàn mỹ. Không nói thì có tật giật mình, nhưng ít nhất là sẽ không nói ra tất cả sự thật. Do đó, cuối cùng Phan Tư Mễ chỉ có thể nói, thân thể của anh ấy hồi phục rất tốt rồi, còn cụ thể hiệu quả thế nào thì phải tùy hai người hợp tác hành động với nhau. Hợp tác hành động, Ninh Thần nhắc lại một lần, sau đó mới hiểu từ này có nghĩa là gì, không nhịn được đỏ cả mặt. Cho dù muốn hay không muốn giả vờ thục nữ một chút trước mặt bạn tốt nhưng chuyện riêng giữa hai vợ chồng lại nói thẳng ra như thế vẫn khiến cô cảm thấy rất xấu hổ. Mà Phan Tư Mễ nói ra câu nói đó thì liền cảm thấy trong lòng ngoài sự bực bội còn mang theo chút đau đớn. Hoác Khải là một người đàn ông khỏe mạnh, anh thật sự muốn làm gì thì nhất định sẽ làm. Nghĩ đến Hoác Khải và Ninh Thần có thể, hòa hợp Phan Tư Mễ liền cảm thấy khó thở. Sắc mặt của cô ta có chút tái nhợt vì cô ta đã phát hiện ra, bản thân mình đối với người đàn ông đó đã không đơn giản chỉ là để chứng minh điều gì. Chương 308: Kết quả điều tra. Đã biết vấn đề của bản thân mình, Phan Tư Mễ cũng không nói tiếp nữa, chỉ nói, việc của vợ chồng các cậu thì nên đóng cửa bảo nhau. Tuy tớ là bác sĩ tâm lý của anh ấy nhưng cũng không tiện nói quá nhiều về chuyện này. Tớ biết rồi, Ninh Thần thẹn thùng đỏ mặt nói vì đã lựa chọn tạm thời không nói ra mọi chuyện nên Phan Tư Mễ nhanh chóng chủ động cúp điện thoại. Nhưng tuy đã cúp điện thoại rồi thì trái tim của cô ta cũng vẫn chưa thể bớt rối loạn. Vì vẻ mặt khi Hoác Khải rời đi khiến cô ta rất bất an, trong lòng có một dự cảm không lành. Nếu người đàn ông này quyết tâm làm chuyện gì thì ai mà cản được. Bản thân cô ta đã không quyến rũ được anh, vậy thì anh cũng sẽ dứt khoát nói hết tất cả mọi chuyện cho Ninh Thần biết nếu thật sự như vậy thì cô ta làm gì còn mặt mũi nào để đối diện với bạn học. Mọi người đều biết, cô ta ghét nhất người thứ ba, thế mà cuối cùng cô ta lại trở thành người như vậy. Điều quan trọng nhất là, bây giờ Phan Tư Mễ cũng không thuyết phục nổi bản thân thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng cô ta chỉ có ý tốt nên mới làm như thế. Cứ như vậy trải qua hai ngày, kết quả điều tra các hạng mục liên quan đến chuyện cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh hầu hết đã có thông báo. Một vài cửa hàng giả mạo, đã điều tra khắp nơi cùng trốn mà không phát hiện ra chút manh mối nào tất cả các cửa hàng đều đến từ những địa phương nhỏ không rõ tên trên toàn quốc tuy nhiên đăng ký kinh doanh đều là thật nên nếu thực sự muốn tố cáo họ thì cũng không phải không thể nhưng như ninh thần đã nói chi phí khởi tố rất cao cho dù là kiện thắng thì có khi không thu nổi tiền phí thưa kiện lãng phí tâm huyết sức lực lại không có ý nghĩa gì bên phía mục thế kiệt đã tiến hành kiểm tra chặt chẽ nội bộ chi nhánh giáp tử thông qua pháp luật tổ chức kiểm định kỹ lưỡng toàn bộ tài khoản của tất cả công nhân viên. Nhưng về mặt tiền bạc thì không phát hiện bất kỳ manh mối nào trong tài khoản của công nhân viên, ngoài tiền lương mỗi ngày thì nhiều nhất cũng chỉ có người kiếm chút tiền ngoài giờ. Nếu chuyện này bị phát hiện vào lúc khác thì có lẽ sẽ trở thành chứng cứ của việc vi phạm nội quy, nhưng trong thời điểm mấu chốt này thì ai còn quan tâm đến mấy chuyện còn con như thế. Nhân viên của phòng AND thì bị tập trung lại, xét hỏi hai ngày hai đêm. Trong hai ngày này, không có bất kỳ ai được rời khỏi công ty, tất cả mọi người đều được xét hỏi riêng rẽ. Nhưng mà cũng không phát hiện ra vấn đề gì, tất cả mọi người đều kiên quyết phủ nhận chuyện tiết lộ bí mật kinh doanh. Biểu cảm và lời nói của họ, thậm chí cả những chi tiết động tác hình thể đều rất tự nhiên. Có một vài người còn vì bị nghi ngờ mà tức giận và có chút kích động thì cũng có thể hiểu được. Để chắc chắn trong quá trình xét hỏi không có ai nói dối. Mục Thế Kiệt còn tự bỏ tiền mời một vị bác sĩ tâm lý có tiếng đến tham gia. Theo cách nhìn của bác sĩ thì những người này đều không nói dối. Đối với Mục Thế Kiệt mà nói thì đấy vừa là tin tốt mà cũng vừa là tin xấu. Tin tốt là vì ông ta có thể quang minh chính đại, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Hoắc Khải, nhân viên của ông ta không phản bội công ty. Nhưng tin xấu là nếu người của chi nhánh giáp tử không bán đứng Hoắc Khải thì điều đó có nghĩa là kẻ phản bội từ một nơi khác có lẽ là vài người thân cận nhất bên phía Hoắc Khải, cũng có thể là người nào đó dùng thủ đoạn đặc biệt tiến hành ăn cắp bí mật nội bộ. Nhưng mà kết quả điều tra camera giám sát ở công ty thời gian gần đây lại không phát hiện có bất kỳ người lạ nào. Chỉ có duy nhất một điều không ổn là, vào đêm tổ chức tiệc mừng, không biết vì sao camera giám sát lại gặp trục trặc. Mãi đến ngày hôm sau mới có kỹ thuật đến để sửa chữa. Thiếu mất video giám sát tối hôm đó có khi nào lại liên quan đến việc lộ bí mật hay không thì không ai dám chắc. Một vài cổ đông khuyên mục thế kiệt, tốt nhất là đè chuyện này xuống, coi như chưa từng xảy ra. Nếu tất cả nhân viên đều không nói dối thì quan tâm ai tiết lộ bí mật làm gì. Trái lại, nếu nói cho ông chủ lớn biết chuyện video giám sát bị mất thì khác nào chứng minh hàng ngày họ làm việc có sơ sót. Tuy rằng không có nghĩa nói họ chính là nguyên nhân dẫn đến chuyện để lộ bí mật kinh doanh nhưng dù sao nếu chuyển ra ngoài cũng xấu mặt đối với cách làm này mục thế kiệt chẳng nói đúng hay sai nhưng ông ta không nghe lời đề nghị của họ mà dứt khoát đem tất cả những gì điều tra được nói cho hóc khải biết bao gồm cả chuyện camera giám sát có vấn đề sự thẳng thắn của mục thế kiệt cũng không ngoài dự đoán của hóc khải anh biết người đàn ông này có tham vọng nhưng đạo đức của ông ta thì không cho phép mục thế kiệt rất rõ năng lực của bản thân ông ta sẽ không thể trèo trống cho tham vọng của mình cho nên ông ta đem tất cả tiền đặt cược cho hóc khải Người này có thể thành công thì ông ta cũng sẽ thành công, người này thất bại thì cả đời ông ta cũng không thể được như mong ước. Vì đã hiểu cách nghĩ của Mục Thế Kiệt nên Hoắc Khải cũng tin những gì ông ta nói đều là sự thật. Chi nhánh giáp tử không có người phản bội, ít nhất đến bây giờ là không có. Thậm chí, sự việc video giám sát thiếu mất một ngày cũng khó nói rõ là có liên quan đến chuyện bị lộ bí mật kinh doanh lần này hay không. Trước khi làm sáng tỏ vấn đề, Hoắc Khải sẽ không thể tùy tiện đổ oan cho ai hay đẩy trách nhiệm cho người nào. Các ông làm rất tốt, nếu đã như thế thì tôi yên tâm rồi, Hoắc Khải nói. Nhưng tôi cảm thấy, điều này cũng là một biến số nguy hiểm. Nếu người tiết lộ bí mật không phải ở chi nhánh bên này thì rõ ràng kẻ đó có khả năng ở phía bên cậu. Nói khó nghe thì người bên cạnh cậu đều là những người gần đây mới tuyển vào, có đủ tin cậy hay không, có thể hoàn toàn tin tưởng không thì tôi không rõ. Nhưng theo tình hình trước mắt thì có khả năng rất lớn. Tôi hiểu ý của ông, điểm này tôi cũng đã nghĩ đến, Hoắc Khải ngắt lời ông ta, nói, chuyện này không nên nghĩ nhiều, ông nên ổn định lại tinh thần của những nhân viên của chi nhánh trước đã, nên làm gì thì làm. Đây chỉ là chuyện nhỏ, sẽ nhanh chóng xử lý xong. Trong mắt Hoắc Khải, đây chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng với người khác thì đây lại là nguy cơ lớn. Mục Thế Kiệt không nghĩ ra được Hoắc Khải sẽ dùng cách nào để cứu vãn công ty, lẽ nào lại tổ chức một hoạt động lớn rầm rộ nữa sao? Trước tiên chưa nói đến khách hàng sẽ bị bội thực các hoạt động mà công tác chuẩn bị cũng rất khó hoàn thành trong thời gian ngắn. Nhưng theo tình hình trước mắt, đã có nhiều công ty làm nhái sản phẩm của chi nhánh giáp tử, có người còn chuẩn bị xuất ra thị trường đồ uống cùng loại, thậm chí còn xuất bán dụng cụ thể thao trước họ sự cố xảy ra không chỉ ở phương pháp pha chế đồ uống mà còn trên tất cả các mặt hàng trong kế hoạch bán hàng tạo nên áp lực rất lớn cho công ty. Chuyện mà Mục Thế Kiệt có thể nghĩ đến thì đương nhiên Hoác Khải cũng đã nghĩ đến. Anh cũng không giải thích nhiều, an ủi Mục Thế Kiệt vài câu rồi cúp máy. Mục Thế Kiệt nói rất đúng, người ăn cắp bí mật kinh doanh rất có khả năng là mấy người thân cận nhất, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng. Trong mấy người mà công ty hy vọng mới tuyển dụng, có cơ hội tiếp cận với phương pháp pha chế đồ uống chỉ có hai người, ngoài Giản Tư Tư cũng chỉ còn lại Ninh Hạo Bân. Nếu thật sự là người của công ty làm thì ngoài Ninh Hạo Bân cũng không còn ai khác. Hoắc Khải đã sớm nghĩ đến điều này nhưng anh không nói cho ai biết mà thôi. Dù sao lúc đó vẫn chưa có kết quả điều tra ở chi nhánh Giáp Tử nên tùy tiện chĩa mũi giáo vào ai đó là không đúng. Hơn nữa Hoắc Khải cũng có kỳ vọng rất lớn đối với Ninh Hạo Bân nên đương nhiên không hy vọng cậu trai trẻ này sẽ trở thành kẻ thù của mình. Nhưng theo tình hình hiện tại xem ra câu nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn lại đúng rồi. Có lẽ, sẽ có người nói, chỉ dựa vào hai ba câu nói của Mục Thế Kiệt đã áp đặt tội để lộ bí mật kinh doanh cho Ninh Hạo Bân thì rõ ràng là quá võ đoán. Thực ra, Hoắc Khải phán đoán như vậy không chỉ dựa vào lời nói của Mục Thế Kiệt Biện pháp bảo mật của phòng R&D vẫn rất nghiêm ngặt, nhiều lớp bảo vệ, trừ khi sử dụng bạo lực nếu không gần như không thể tiến vào. Theo kết quả điều tra, trạng thái ra vào phòng R&D đều bình thường, không có sự tác động của ngoại lực. Mà nhân viên của phòng R&D thì hầu hết đã xác nhận được là không phải là người tiết lộ bí mật kinh doanh. Vậy kẻ đó có thể là ai? Điều quan trọng nhất là mấy ngày trước Hoắc Khải từng nghe Ninh Thần nói một chuyện. Cô nói Trước đây Ninh Hạo Bân làm việc không chuyên tâm, càng ngày càng không muốn tăng ca, thường xuyên rời đi khi vừa đến giờ tan ca, thậm chí còn rời đi trước giờ. Công việc giao cho anh ta, phần lớn đều không hoàn thành, tất cả đều phải dựa vào mấy người khác giúp đỡ. Nhưng có một ngày sau khi anh ta về rồi thì đột nhiên quay lại, nó nhìn thấy một bà lão nhặt rác dưới lầu và học được sự biết ơn từ bà ấy. Ninh Thần cũng kỳ vọng rất lớn đối với Ninh Hạo Bân, thậm chí còn cao hơn so với Giản Tư Tư. Ninh Hạo Bân có thể trở nên tốt hơn thì Ninh Thần cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lúc cô nói đến chuyện này thì trên mặt tràn đầy ý cười, Hoắc Khải ở bên cạnh lắng nghe cũng cảm thấy vui mừng, dường như có chung một cảm nhận với cô. Chương 309, mục đích duy nhất. Nhưng trên thực tế, trong lòng Hoắc Khải cũng cảm thấy nghi hoặc. Theo sự hiểu biết của anh về Ninh Hạo Bân, cậu trai trẻ này vô cùng cao ngạo, cũng không phải kiểu người dễ dàng thay đổi tính cách và quan điểm hơn nữa anh cảm nhận được rất rõ là ninh hạo bân xem thường bọn họ vậy nên nếu như có một lúc nào đó anh ta lặng lẽ rời khỏi công ty để đi tìm việc khác ngon hơn thì hoác khải cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng anh ta không từ chức ngược lại còn thay đổi thái độ làm việc chỉ vì một bà cụ nhặt phe trai chuyện này có thể xảy ra được không lòng người phức tạp một người lương thiện hoặc một kẻ xấu đến cùng cực có lẽ thật sự sẽ thay đổi suy nghĩ cực đoan của mình vì một chuyện nào đó nhưng một người đang đứng ở vị trí trung lập và chỉ mới hơi nghiêng về một phía thì sẽ không như vậy. Bởi vì người đó mới chỉ hơi nghiêng sang một chút mà thôi, hơn nữa cũng không cảm thấy mình đang nghiêng, vậy thì vì sao phải sửa lại phương hướng của mình? Ngoài ra, ai cũng phải có mục đích khi làm bất cứ một chuyện nào đó. Nếu như chuyện Ninh Hạo Bân thay đổi tính cách không phải một hiện tượng bình thường, vậy thì chắc chắn là anh ta có mục đích nào đó. Khi đó Hoắc Khải cũng không rõ mục đích đó là gì. Anh có thể phân tích tâm lý của người khác, nhưng không có nghĩa là anh có thể đoán được suy nghĩ của tất cả mọi người. Bây giờ anh cảm thấy có thể mình đã biết Ninh Hạo Bân muốn làm gì rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mục Thế Kiệt, Hoắc Khải ngẫm nghĩ một lát rồi gọi điện cho luật sư trong bộ phận pháp chế của công ty chi nhánh nhà họ Cơ và dặn dò, "Trong công ty hy vọng mới có một người tên là Ninh Hạo Bân, điều tra tin tức của những người đã gọi cho cậu ta gần đây rồi gửi cho tôi." Điều tra lịch sử cuộc gọi là phương pháp trực tiếp nhất đồng thời cũng là phương pháp dễ bị bỏ qua nhất trong khi cha tìm kẻ phản bội một số người sẽ nghĩ đến phương diện tiền bạc nhiều hơn thế nhưng anh có thể nghĩ ra được thì người khác cũng nghĩ ra được nếu là chuyện mà ai cũng có thể nghĩ ra vậy thì còn mất công suy tính làm chi nữa có biết bao người có thể nhận tiền giúp được vì sao phải dùng tài khoản của mình cơ chứ nhưng lịch sử cuộc gọi thì khó mà gạt được người khác nếu có người luôn sử dụng hai hoặc nhiều số điện thoại để liên lạc với người khác thì chỉ có thể nói rằng người đó quá kỹ tính đương nhiên nếu ninh hạo bân có mấy số điện thoại thật thì cũng chẳng có gì là lạ bây giờ số điện thoại bắt buộc phải dùng tên thật chỉ cần dùng tên thật thì chắc chắn sẽ tra ra được trừ khi số điện thoại mà ninh hạo bân dùng không phải là của anh ta nhưng theo sự hiểu biết khái quát của hoác khải về những người tới ứng tuyển chuyện này không có khả năng cho lắm Kể từ ngày đầu tiên tuyển dụng, Ninh Hạo Bân vẫn luôn dùng số này, chưa bao giờ thấy anh ta sử dụng số khác, hơn nữa tên chủ sim cũng là anh ta. Đại đa số công ty đều không nghĩ tới chuyện điều tra xem số điện thoại mà nhân viên ứng tuyển sử dụng có phải sim chính chủ hay không, thói quen này của Hoác Khải bắt đầu từ lúc trước. Nắm quyền điều hành một doanh nghiệp gia tộc hàng đầu, Hoác Khải có tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe với những người tới ứng tuyển, mọi phương diện đều phải điều tra rõ ràng rồi mới được nhậm chức, bởi vì anh sợ đối thủ cạnh tranh trà trộn vào quấy rối. Đừng nói là Ninh Hạo Bân, ngay cả Ninh Thần cũng không biết chuyện Hoắc Khải từng điều tra số di động của mấy nhân viên này. Đối với các luật sư trong bộ phận pháp chế, việc tra cứu lịch sử cuộc gọi cũng chẳng phải chuyện gì phiền phức. Bọn họ có kinh nghiệm dày dặn về mảng này, phiền toái duy nhất là điều tra thông tin của từng dãy số 1, vụ này khá là tốn sức. Nhưng một ngày sau, Hoắc Khải vẫn nhận được câu trả lời mà anh cần mấy chục tờ giấy ghi rõ tên tuổi nghề nghiệp của chủ nhân các số điện thoại. Khoác Khải chỉ xem hai trang là dừng lại, bởi vì anh đã nhìn thấy thứ mà mình cần rồi. Theo lịch sử cuộc gọi, Ninh Hạo Bân dính líu đến mấy công ty giảm béo. Trong số đó, một công ty tên là Skinny Girl có mối quan hệ mật thiết với anh ta nhất. Chủ nhân của số điện thoại này là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, đồng thời cũng là cháu trai của chủ tịch công ty, thời gian cuộc gọi của những công ty khác tối đa là 2 phút, chỉ có số điện thoại này là có mấy lần kéo dài hơn 5 phút. Hoác Khải ngẫm nghĩ giây lát rồi lấy điện thoại gọi cho Ninh Thần, nói đã chuẩn bị hết thông tin về cửa hàng giả mạo chưa? Xong hết rồi, anh có muốn xem không? Để em gửi tới mail của anh, Ninh Thần nói. Một phút sau, Hoác Khải mở email ra, nhìn thấy hàng loạt danh sách trong đó. Căn cứ theo vị trí sở tại của công ty Skinny Girl, Hoắc Khải đã tra tìm giấy phép kinh doanh của những nơi tương tự, cuối cùng chú ý tới một cửa hàng trong số đó. Cửa hàng giả mạo này cùng chung thành phố với Skinny Girl, chẳng những đã đưa dụng cụ thể thao ra thị trường mà còn thông báo là sẽ tung ra đồ uống. Khi sâu chuỗi các mắt xích lại với nhau, trên cơ bản đã có giàn khung rồi, nhưng vẫn phải xác nhận lại và điều tra kỹ càng hơn. Căn cứ vào thông tin người đại diện pháp lý trên giấy phép kinh doanh, Hoắc Khải cẩn thận điều tra mối liên hệ giữa người này và Skinny Girl cũng phải nói rằng công ty này rất cẩn thận, người đại diện pháp lý của cửa hàng giả mạo không phải nhân viên trong công ty. Nếu có đủ thời gian, Hoác Khải có rất nhiều cách để xác nhận xem rốt cuộc người này có liên quan gì đến công ty Skinny Girl. Nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, anh không thể dồn hết tâm trí vào chuyện này được, bèn gọi điện cho luật sư trong bộ phận pháp chế của công ty chi nhánh nhà họ cơ, nhờ bọn họ điều tra. Có tên người, tên công ty và địa điểm cụ thể, việc điều tra không hề khó khăn, đoán chừng đến sáng hôm sau là sẽ biết kết quả khoác khải không sốt ruột gì nữa anh tắt mèo đi xử lý những công việc còn sót lại trong công ty chi nhánh hết giờ làm việc anh thong thả đứng lên chuẩn bị đi về nhà nhưng khi anh đi đến cửa phòng làm việc thì thấy cơ hương ngưng đang đứng ở đó có vẻ như cô ấy đang tập trung suy nghĩ điều gì đó đến mức giật nảy mình khi anh mở cửa ra nhìn thấy dáng vẻ hết hồn của cơ hương ngưng Hoắc Khải khó hiểu hỏi, cô đứng đây làm gì? Cơ Hương ngưng nhìn anh, một lúc sau mới nói như đã hạ quyết tâm, tôi có chuyện cần nói, muốn hẹn anh vào một lúc nào đó. Có quan trọng lắm không? Nếu quan trọng thì nói luôn bây giờ đi, không quan trọng thì để ngày mai đi làm rồi nói, kẻo tôi không kịp đón Đường Đường mất, Hoắc Khải nói. Kể từ khi mua xe, Hoắc Khải phụ trách đón Đường Đường tan học. Vốn dĩ Đường Thế Minh nói rằng có thể giúp anh, nhưng Hoắc Khải đã lựa lời từ chối anh ta từng là vệ sĩ kiêm tài xế của giáo sư triệu người khác rất dễ nhận ra bảo anh ta đi đón đường đường thì phô trương quá tôn chỉ của hoác khải từ trước đến giờ là khiêm tốn làm người mạnh tay làm việc không để người ta ức hiếp nhưng cũng không cần khiến quá nhiều người chú ý tới anh như thế thì mới tồn tại lâu dài được tiếc rằng anh hiểu được đạo lý này quá muộn chuyện nên đến hay không nên đến thì đều đã xảy ra cả rồi cơ hương ngưng cắn răng nói với vẻ mặt do dự, cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, tôi chỉ muốn hẹn một lúc nào đó thôi, nếu bây giờ không tiện thì mấy ngày nữa trò chuyện cũng không sao. Hoác Khải nhìn ra được rằng cô ấy có điều gì đó khó mở lời, nhưng anh không gặng hỏi nữa, chỉ nói, vậy thì đợi mấy ngày nữa đi, lúc nào cô muốn nói thì cứ việc nói. Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. Thấy cơ hương ngưng gật đầu, Hoác Khải lập tức đi lướt qua người cô ấy. Vì khoảng cách quá gần nên mùi hương nam tính trên người anh sộc vào mũi, khiến cơ hương ngưng khẽ run. Trước khi gặp Hoắc Khải, cô ấy cứ ăn không ngon, ngủ không yên, làm chuyện gì cũng vô thức nhớ đến anh. Nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy, rốt của cô ấy cũng không chịu được nữa, định tới nói thẳng mọi chuyện ra với Hoắc Khải, cho dù anh muốn làm gì thì cô cũng đồng ý. Thế nhưng khi thật sự đứng trước mặt Hoắc Khải, lòng can đảm khó khăn lắm mới dâng lên ấy lập tức biến mất hết. Nhất là khi nghe Hoác Khải nói, lúc nào cô muốn nói thì cứ việc nói, khuôn mặt của cô ấy lại hơi tái đi. Ý anh là anh đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng đúng như những gì cô ấy đoán, anh vẫn luôn chờ cô chủ động mở miệng. Nhìn theo bóng lưng Hoác Khải, cơ hương ngừng cắn chặt răng, tuy rằng trái tim đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần, nhưng sắc mặt của cô ấy vẫn hơi nhợt nhạt. Chuyện năm đó sắp bị vạch trần thật rồi sao? Vậy thì cô ấy còn cơ hội cứu vãn nữa không? Khó khăn lắm mới được như bây giờ, liệu bọn họ có thể duy trì được không? Mọi nghi vấn khiến Cơ Hương ngưng cảm thấy bủn rủn chân tay. Chương 310: Suy nghĩ của Ninh Thần. Buổi tối, sau khi về nhà, Ninh Thần trông rất lo lắng, từ khi vào cửa đã thấp thỏm không yên, đến cả đường đường cũng nhìn ra được trạng thái khác lạ của cô nên hỏi: "Mẹ ơi, mẹ bị ốm ạ?" À? Hoắc Khải bế cô nhóc lên, "Mẹ con không bị ốm, mẹ thấy hơi mệt thôi." đường đường ồ một tiếng thế thì hôm nay con không cần mẹ ru nữa con tự ngủ được nói xong cô nhóc ngoan ngoãn chui vào phòng ngủ sự quan tâm của con gái khiến hoác khải cười tươi như hoa còn ninh thần ở bên cạnh thì lại tức giận nói công ty dối như nổi cám lợn rồi mà anh vẫn còn cười được có gì to tát lắm đâu đừng suốt ngày ủ rột như trời sắp sập thế cho dù trời sập thật vẫn còn anh đứng ra chống đỡ cho em mà hoác khải nói sao lại không có gì to tát anh biết chuyện này gây ra ảnh hưởng lớn thế nào với công ty không? Vốn dĩ chúng ta đang đàm phán việc hợp tác với siêu thị rồi, thế mà vì chuyện này, hôm nay có mấy cuộc điện thoại gọi tới hỏi có phải đăng ký nhãn hiệu của chúng ta gặp trục trặc không. Em không biết phải trả lời thế nào, đành bảo Tư Tư trả lời lấp liếm cho xong. Khi nói chuyện, gương mặt Ninh Thần lộ rõ vẻ khó chịu. Hiển nhiên chuyện này ảnh hưởng tới cá nhân cô còn nhiều hơn tới công ty. Từ không đến có, lập nghiệp bằng tay trắng, có thể làm được đến bước đường ngày hôm nay, thực sự không dễ gì. Dù tính cách Ninh Thần chín chắn đến đâu thì cũng không mong mất đi tất cả mọi thứ. Hợp tác cùng siêu thị là kế hoạch trước đó đích thân cô quyết định, dự định nắm cả việc buôn bán ngoại tuyến lẫn buôn bán trực tiếp. Tuy rằng bây giờ thị trường ngoại tuyến bị thương mại điện tử chèn ép đến mức không ra gì, nhưng vì các nguyên nhân về quan hệ xã hội như tiện lợi và có thể tương tác cùng nhau mà vẫn có thị trường nhất định. Giống như Hoắc Khải anh thích tự mình đi mua thức ăn chứ không phải đặt đồ ăn trên app siêu thị rồi đưa tới tận cửa. Chất lượng thực phẩm tại các siêu thị lớn thì cũng na ná nhau thôi, nhưng thiếu đi bầu không khí khác biệt ấy, thế nào cũng khiến người ta thấy không ổn. Sản phẩm của công ty con Giáp Tử rất được yêu thích, rất nhiều khách hàng đề nghị mong họ mở cửa hàng độc quyền tại nơi khách hàng sống. Vì quan hệ hợp tác khi kinh doanh bữa ăn giảm cân mà thời gian vận chuyển đã nhanh lắm rồi về cơ bản có thể giao hàng trong 24 tiếng đồng hồ trên phạm vi toàn quốc. Nhưng cho dù là vậy, đa số mọi người vẫn mong mỏi ra khỏi cửa 30 phút là mua được đồ về nhà. Đợi thêm một tiếng thôi cũng thấy dần vặt. Ninh thần không hiểu biết quá nhiều về thương mại điện tử, cũng biết rằng mở cửa hàng độc quyền không chỉ vì kiếm tiền mà còn vì quảng bá sản phẩm, tương đương với một hình thức quảng cáo biến tướng. Người qua đường ngày ngày ngang qua cửa hàng độc quyền của mình, thành phố này có, thành phố kia cũng có, Lâu dần, hiệu ứng thương hiệu sẽ xuất hiện. Mấy ngày gần đây, cô vẫn luôn bận rộn đàm phán việc hợp tác trên phương diện này, siêu thị tại địa phương có đám người phương xương thịnh giúp đỡ, đàm phán rất dễ dàng. Nhưng siêu thị ở tỉnh thành khác, do không quá quen với tính cách con người, muốn đàm phán vẫn phải tốn công sức. Siêu thị bình thường rất ít khi bán thực phẩm chức năng, họ biết hiệu quả thực sự của thứ này rất kém, kiếm cơm nhờ thủ đoạn và mánh khóe, không ai muốn đập luôn danh tiếng của mình vì thứ này nếu không phải vì phong trào toàn dân giảm cân nổi tiếng như cồn, vang dội khắp cả nước, có lẽ cô ấy vừa mở miệng, người ta đã từ chối luôn rồi. Bây giờ cửa hàng giả mạo nhiều như thế, đăng ký nhãn hiệu lại bị ngừng kiểm duyệt giữa chừng do người ta dị nghị, cũng không biết ai tung tin ra nữa, tóm lại mấy người phụ trách siêu thị đã biết cả rồi. Cuộc gọi của họ khiến ninh thần áp lực khủng khiếp. Đây là lần đầu tiên tự cô đưa ra một phương pháp kinh doanh, rất muốn làm thật tốt để chứng minh khả năng của bản thân với Hoắc Khải, thế mà vừa vào đầu đã gặp ngay một rắc rối to đùng. Tính cách của Ninh Thần vốn không phải dạng độc tập và kiên cường, điều gì cũng chịu đựng được, cho dù Hoắc Khải đã giúp đỡ, cô cũng sẽ cảm thấy nhụt chí vì áp lực quá lớn. Hôm nay bận rộn ở công ty lâu như thế, đến bây giờ đầu óc vẫn thấy choáng váng. Nhìn vẻ mỏi mệt trên gương mặt cô, Hoắc Khải biết sự việc này đã tạo thành mối lo cỡ nào cho Ninh Thần. Trên thực tế, bất kỳ người bình thường nào gặp phải tình huống thế này cũng sẽ khó chịu dù sao nó liên quan trực tiếp tới tiền đồ của công ty đừng nghĩ nhiều như thế không phải anh đã nói với em rồi sao cho dù là chuyện gì anh cũng sẽ giúp em giải quyết việc em cần làm bây giờ là nghỉ ngơi đầy đủ sau đó đợi tin tức tốt lành hoác khải nói lấy đâu ra tin tốt lành bây giờ chúng ta còn chẳng biết kẻ làm lộ bí mật là ai ninh thần rũ đầu xuống thân phận của kẻ tiết lộ bí mật không hề khó tìm chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cho tất cả mọi việc rồi như các cụ ngày xưa bảo ấy mọi thứ đã đầy đủ chỉ còn thiếu gió đông thôi ninh thần ngẩng đầu nhìn anh trên gương mặt có chút nghi hoặc sau đó dường như hiểu ra điều gì cô cất tiếng hỏi đầy kinh ngạc chẳng lẽ anh đã biết ai là kẻ tiết lộ bí mật rồi à hay là đã tìm được điểm yếu nào có thể trừng trị công ty đó đã xác nhận được một phạm vi đại khái nhưng vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn hoắc khải nói phạm vi có thể nói cho em biết, có những ai không?" Ninh Thần tò mò hỏi, cô hy vọng được biết trước đáp án hơn bất kỳ ai. Hoắc Khải cũng không có ý định giấu giếm cô, anh nói thẳng thừng, Mục Thế Kiệt đã điều tra người của công ty con giáp tử, xác nhận rằng bên đó không có ai tiết lộ, anh tin rằng họ sẽ không vì một tí lợi ích trước mắt mà từ bỏ tương lai tốt đẹp như vậy. Như thế, kẻ tiết lộ bí mật chỉ có thể xuất phát từ phía chúng ta. Mà người có cơ hội tiếp xúc với phương pháp điều chế cũng chẳng được mấy người ngoại trừ em và anh ra thì không còn nhiều người nữa ninh thần không phải kẻ ngốc cô lập tức nghe ra ý tứ của hoắc khải ý của anh là giản tư tư và ninh hạo bân sau khi nói ra hai cái tên này ninh thần lập tức lắc đầu không thể nào em biết tính cách của cô nhóc tư tư này không khác gì em không phải loại người thích bán rẻ lợi ích của người khác để đổi lấy cái lợi cho riêng mình ninh hạo bân nhắc đến cái tên này ninh thần không thể khẳng định chắc nịch như khi nói về giản tư tư chỉ đành do dự tuy rằng tính cách của cậu ta khá kiêu ngạo nhưng cũng không có khả năng lắm có khả năng hay không thì bây giờ khẳng định vẫn hơi sớm nhưng khả năng cao chính là cậu ta rồi hoác khải nói anh nói khả năng cao thực ra chỉ là một cách nói khiêm tốn dùng suy nghĩ của hoác khải về cơ bản có thể chắc chắn ninh hạo bân đã tiết lộ bí mật chi tiết mà người khác không chú ý tới hoặc sự việc mà người khác không liên tưởng tới anh sẽ không dễ gì bỏ sót tổng hợp đủ thứ nhân tố và manh mối để đưa ra phán đoán, tỷ lệ chính xác rất cao. Ninh thần không hề phản bác, thực ra lúc ban ngày, cô cũng từng nghi ngờ giản tư tư và Ninh Hạo Bân, chỉ là cảm thấy hai người này còn trẻ, chắc không đủ can đảm đến thế. Bây giờ hoắc Khải nói ra suy đoán này, xét trên lòng tin đối với anh, Ninh thần chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thế nhưng, một khi nghĩ tới người mà mình coi trọng nhất có khả năng là kẻ phản bội, lòng Ninh thần thấy rất khó chịu. Hoắc Khải ôm lấy đầu vai cô, anh nói, thương trường như chiến trường, câu này không phải nói suông. Muốn thành công, em không chỉ phải đối mặt với kẻ địch thực sự, mà có khả năng còn có cả đâm lén từ sau lưng. Không nói đến trường hợp khác, ngay cả chính em ngày trước làm việc ở cửa hàng quần áo, lẽ nào chưa từng gặp phải lúc bị người ta lừa. Chuyện này rất bình thường thôi, sau này cũng có khả năng gặp nhiều thứ hơn, phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Ninh thần ừm một tiếng, mặt mũi trông rất khổ sở, thực ra em có thể nghĩ đến tình huống không phải chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ là khi người mà em mong mỏi nhất có khả năng là kẻ phản bội, trong lòng cứ thấy khó chịu. Thực ra không phải em trách cứ ai, chỉ cảm thấy mình chưa làm tốt công việc của mình. Nếu chúng ta có thể làm tốt tất cả mọi việc, làm sao họ có thể phản bội được? Hoác Khải nghe xong mà sững sờ, từ khi bước chân vào giới kinh doanh đến giờ, anh gặp phải vô số kẻ phản bội, từ lâu đã quen với việc này thương trường vốn là nơi dối trá lọc lừa, không có thủ đoạn đủ thâm sâu, chỉ dựa vào nhiệt huyết hay chân thành thì rất khó tồn tại được. Từ nhỏ gia tộc đã dạy dỗ anh là không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, cho dù là người họ hoắc. Phải nhớ rằng, dưới chướng mình chỉ là người hầu kẻ hạ làm việc cho mình, không phải bạn bè. Nhân chi sơ, tính bản thiện, câu này chỉ là tam tự kinh thuở nhỏ từng đọc. Trong hiện thực, nhân tính luôn tồn tại cái ác, chẳng qua có người thể hiện ra bên ngoài, có người giấu kín sâu bên trong. Câu nói của Ninh Thần với lời dạy của gia tộc hoàn toàn tương phản. Cô không cảm thấy bị người ta phản bội là vì nhân cách của người kia không đoan chính, mà vì công việc của mình chưa đến nơi đến chốn. Nếu làm tốt công việc của mình, làm sao họ phản bội được? Đạo lý này nghe qua có vẻ nông cạn, nhưng ngấm kỹ lại, cũng không phải không đúng. chương 311, hy vọng. Có điều muốn hoàn toàn giống như Ninh Thần nói, làm mọi thứ đến độ hoàn mỹ hoàn hảo thì lại cực kỳ khó. Anh nói xem, có phải em đã đối xử tệ bạc với ai đó? Hoặc có chuyện gì mà em xử lý không công bằng không? Ninh thần nhìn Hoắc Khải, biểu cảm rất nặng nề, người ta bảo người trong cuộc mù mơ, người ngoài cuộc tỉnh táo, có lẽ chúng ta thực sự đã làm sai gì đó mà không nhận thức được. Nhìn người phụ nữ lương thiện này tự trách và ái náy, Hoắc Khải không khỏi thở dài một tiếng anh vuốt mái tóc dài của ninh thần và nói em không làm sai gì cả chỉ là em lương thiện quá khiến một số người cảm thấy em dễ bắt nạt thôi còn về việc có phải chúng ta từng thiếu công bằng thì anh nghĩ chuyện này hãy để người khác phán xét bây giờ anh hy vọng em nghỉ ngơi đầy đủ đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm bản thân mệt mỏi quá độ ngày tháng tương lai vẫn còn dài lắm ninh thần có thể nghe ra được sự quan tâm từ giọng nói của anh cô không óng ẹo từ chối hay khăng khăng khóc lóc đòi treo cổ để biểu đạt cảm giác đè nén trong lòng. Không cần biết tương lai sẽ biến thành thế nào, kiểu gì họ cũng vẫn phải đi tiếp. Cô ngoan ngoãn đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mà Hoắc Khải vẫn quan tâm suốt cả quá trình, thái độ còn chu đáo hơn cả lúc trước. Không chỉ vì tính cách, mà vì bây giờ anh đột nhiên phát hiện ra, anh không hiểu vợ mình lắm. Sự lương thiện của ninh thần đến từ tận bên trong, đồng thời, cô cũng sở hữu nhân tố quan trọng nhất để thành công, đó là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình trước đã. Nếu liên tục tìm nguyên nhân khách quan thì bản thân không thể tiến bộ được, cũng cách thành công ngày một xa. Làm một thằng đàn ông, có được người vợ xinh đẹp và lương thiện thế này, anh còn đòi hỏi gì nữa? Ngày hôm sau, Hoác Khải còn chưa kịp ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ luật sư của bộ phận pháp chế trực thuộc công ty con nhà họ cơ họ đã điều tra rõ ràng mối quan hệ giữa người đại diện pháp luật của cửa hàng giả mạo và công ty Skinny Girl. căn cứ theo điều tra của các luật sư, người này chính là thân thích của phó trưởng phòng kinh doanh công ty Skinny Girl, kinh doanh một cửa hàng thực phẩm chức năng tại địa phương. Trước kia, họ chỉ bán những thương hiệu lớn truyền thống, ví dụ như bột protein hoàn mỹ, lần này lại đột nhiên chuyển sang làm thương mại điện tử, hiển nhiên không phải chính bản thân người này muốn làm. Biết được quan hệ của đối phương, Hoắc Khải nhờ các luật sư điều tra về động thái của bạn bè thân thích Ninh Hạo Bân. Không cần điều tra thông tin gì quá quan trọng, chỉ cần điều tra xem gần đây những người này đã đi đâu, có khoản chi tiêu lớn nào đặc biệt hay không thôi. Điều tra như vậy không hề khó, hệt như điều tra căn cơ của công ty Skinny Girl, thậm chí còn đơn giản hơn. Theo tính toán của các luật sư, cùng lắm thì đến chiều, họ sẽ tra ra được. Dặn dò xong những việc này, Hoắc Khải lần lượt đưa đường đường đến trường, đưa Ninh Thần tới công ty, sau đó bản thân anh cũng quay về công ty con của nhà họ cơ làm việc. Đến chiều, luật sư gọi điện cho anh, báo rằng sáng sớm nay bố mẹ Ninh Hạo Bân đã đặt vé tàu cao tốc tới tỉnh thành này. Đến chiều, họ được mấy người khác dẫn dắt tới trung tâm hành chính làm thủ tục sang tên nhà đất. Là một căn biệt thự độc lập với tổng diện tích trên 200 mét vuông, giá trị hàng chục triệu tệ, ngoài ra còn có một chiếc Mercedes-Benz S-Class mới cóng cũng được sang tên cho họ. Còn về phía tiền bạc, do hạn chế đặc thù, tạm thời chưa tiện điều tra, các luật sư hỏi rằng có cần tiếp tục điều tra không. Người bình thường muốn điều tra tài khoản của người khác thì chắc chắn không thể nhưng các luật sư lại có quyền điều tra. Chỉ cần tìm chút quan hệ là làm được. Thực ra không nói gì đến họ, kể cả bản thân Hoắc Khải cũng có thể làm được. Bây giờ anh được coi là một nhân vật lớn trong hiệp hội thương mại của tỉnh rồi. Bất kể hội trưởng, phó hội trưởng hay hội viên bình thường khi nhắc tới trợ lý của tổng giám đốc công ty con nhà họ cơ, họ luôn tỏ ra là mình cảm thấy khó tin. Lần đầu tiên gặp mặt nhau, anh vẫn là một nhân vật tép siêu trông có vẻ sắc bén, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã trở thành truyền nhân của Triệu Vĩnh An. Người có quan hệ tốt với Hoác Khải như Hạ Hoàng Viễn đương nhiên là vui mừng hơn hẳn. Đến bây giờ Phó Hội trưởng Hạ vẫn cực kỳ đắc ý, cho rằng bản thân mình tạo dựng quan hệ với Hoắc Khải khi đối phương còn chưa nổi tiếng là quyết định sáng suốt nhất trong những năm gần đây, không có gì bị nổi. Và lại, Hoắc Khải cũng không để ông ấy chịu thiệt, khi nhập hàng từ cửa hàng hoa quả, anh cũng toàn dùng giá thành phẩm, không kiếm lời nhưng cũng không lỗ. Ngoài ra, phương thức hợp tác của công ty hy vọng mới và phương diện chuyển phát nhanh cũng cho Hạ Hoàng Viễn một hướng đi mới. Bây giờ ông vua hoa quả đang chuẩn bị việc liên kết hoa quả với ngành hàng khác mà trước đó ông ấy từng nói với Hoắc Khải. Hiệu quả thời gian của công tác vận chuyển chính là vấn đề lớn nhất kìm hãm mô hình liên kết này. Chỉ cần giải quyết được thì cửa hàng hoa quả Hoàng Viễn có thể chính thức bước ra khỏi phạm vi tỉnh thành, xảy chân tới mọi nơi trên toàn quốc. Thế nên, nếu Hoắc Khải tìm ông ấy để nhờ giúp chuyện điều tra, chị e hạ Hoàng Viễn sẽ tung tăng đi giúp ngay. Giúp được thì giúp, không giúp được cũng phải giúp. Nhưng Hoắc Khải không muốn làm phiền Hạ Hoàng Viễn vì chuyện điều tra nhỏ nhặt này, nói thế nào thì ông ấy cũng là thương nhân nổi danh trong tình. Tốt nhất vào dùng vào chỗ cần thiết, không thể tùy tiện đi tìm ông ấy vì bất cứ chuyện gì, như thế thì ân tình cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên, sau khi các luật sư điều tra ra được hành động của bố mẹ Ninh Hạo Bân, họ cũng không cần điều tra thêm gì nữa. Nếu nói hôm qua đã phán đoán sơ bộ Ninh Hạo Bân là kẻ tiết lộ bí mật thì hôm nay, bốn chữ phán đoán sơ bộ này có thể đổi thành hoàn toàn chắc chắn. Đến giờ chiều, Hoắc Khải rời khỏi công ty con nhà họ Cơ trước giờ tan ca, tới tòa nhà nơi đặt văn phòng của công ty Hy vọng mới. Khi anh vào văn phòng, người bên trong vẫn đang bận rộn với đủ loại công việc. Chuyện công ty gặp phải phiền phức đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới tâm lý, nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm doanh số bán hàng mỗi ngày mấy trăm ngàn tệ không phải con số nhỏ những việc ngoài ý muốn xen lẫn trong đó đều cần có người xử lý kịp thời bây giờ ninh thần càng lúc càng cảm thấy nhân lực không đủ dù mỗi người phân thân ra rồi mọc thêm hai cánh tay nữa cũng vẫn còn thiếu thấy hoác khải đến người trong văn phòng lập tức dừng công việc để chào hỏi anh hoác khải không bảo họ tiếp tục công việc như mọi khi mà vỗ vỗ tay nói mọi người dừng hết công việc trong tay lại đi tôi có đôi điều muốn Ninh Thần bước tới, nhìn anh, sau khi nhìn vào mắt nhau, thấy rõ ánh mắt của Hoắc Khải, lòng dạ cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng. Ánh mắt của Hoắc Khải vừa kiên định vừa bình tĩnh, dường như muốn nói rằng tất cả đang trong tầm tay. Biểu hiện của chồng khiến Ninh Thần nhận được sự đồng cảm, giống như Hoắc Khải nói, cho dù trời sập, cũng có anh chống lên giúp cô. Đợi khi mọi người đã tập trung lại, Hoắc Khải mới nói, tin rằng mọi người đều đã biết được rắc rối mà công ty đang gặp phải trong hai ngày nay sự việc không là quá lớn nhưng nó cũng không nhỏ. Quan trọng nhất là nó tạo thành ảnh hưởng nhất định tới uy tín của công ty và tâm thế của chúng ta. Tôi muốn nói với mọi người rằng, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới công việc, ngược lại phải lấy đó làm động lực. Chỉ có thất bại mới cổ vũ chúng ta không ngừng tiến lại, không ngừng trèo tới đỉnh núi cao hơn. Một loạt những lời khẳng khái và nhiệt huyết khiến giản tư tư lập tức vỗ tay khen hay, ông chủ nói đúng. Chúng em sẽ không ủ rột đâu không được để những tên khốn nạn chơi xỏ chúng ta được dịp cười cợt. Những người khác không nói gì, có người trầm tư suy nghĩ, có người tỏ ra cay đắng. Biểu cảm của Ninh Hạo Bân trông có vẻ rất bình tĩnh, không có gì đặc biệt, nhưng trong lòng đã coi những lời hoác khải nói như trò nhảm nhí. Sắc rối không lớn lắm, lấy thất bại làm động lực. Anh chém gió mát ghê á, sắp chết héo đến nơi còn dám ba hoa khoác lác, định lừa ai vậy? người có mặt ở đây đâu phải kẻ ngốc mà nghe anh lừa như vậy đúng lúc này hoác khải lại nói tiếp ngoài ra còn một chuyện nữa cần phải nói với mọi người liên quan tới rắc rối lần này của công ty chúng tôi đã chắc chắn rằng công thức của đồ uống bị tiết lộ mà qua hai ngày điều tra thân phận của kẻ tiết lộ công thức đã lộ diện ở ngay trong chúng ta tôi hy vọng người này có thể chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm nếu người này chủ động nhận sai có lẽ tôi sẽ không tiến hành tố tụng hình sự nếu không chỉ có hình phạt nghiêm trọng nhất đang chờ đợi người đó. Lời nói của anh khiến đám đông đưa mắt nhìn nhau. Công thức đồ uống bị tiết lộ chỉ là việc mà Hoác Khải và Ninh Thần trao đổi với nhau, ngoài giản tư tư có thể đoán ra vài phần thì những người khác không ai biết. Còn về đoạn sau, người tiết lộ công thức đã được tìm thấy, còn ở trong số họ, khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Nhân viên công ty tính đi tính lại cũng chỉ có 5 người, một trong số đó lại là tên đầu sỏ tạo nên nguy cơ lần này chương 312, một lần bị rắn cắn. Mấy người kia lia mắt nhìn nhau, muốn tìm ra kẻ tiết lộ bí mật đang ẩn náu ở nơi này, nhưng họ cũng không dám khẳng định ai với ai, cho dù trong lòng đã có suy đoán, vân đành phải giả bộ ngơ ngác. Chân tướng nhất định phải do chính miệng ông chủ nói ra, nếu không lỡ như mình đoán sai, chẳng phải là đắc tội người ta à. Biểu cảm của Ninh Hạo Bân rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức khinh thường. Trong mắt anh ta, cái gọi là điều tra ra được kết quả, chân tướng lộ diện đều là hù dọa người khác. Khi Ninh Thần nhận cuộc gọi của Mục Thế Kiệt, Giản Tư Tư đứng ngay bên cạnh nghe rõ mười mươi, Mục Thế Kiệt nói rằng bên công ty con giáp tử không điều tra ra được bất kỳ vấn đề nào. Nếu công ty chi nhánh không có vấn đề gì, chứng tỏ người dẫn anh ta tới bộ phận nghiên cứu và phát triển đã quên mất, hoặc giống như anh ta đoán, người này không dám nói thật. Bất kể là khả năng nào, đều không có khả năng điều tra ra anh ta thế nên hoác khải và ninh thần sẽ nghi ngờ người bên cạnh mình có vấn đề nhưng cũng tuyệt đối không biết được người đó là ai bây giờ lời nói của anh chẳng qua chỉ muốn lừa người đó đứng ra nhận tội đúng là thủ đoạn vừa thấp hèn vừa ti tiện ninh hạo bẩn cực kỳ khinh thường càng khiến anh ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích cho dù ánh mắt của hoác khải đảo tới chỗ mình vẫn hoàn toàn bất động muốn hù tôi à anh còn non và xanh lắm Vẻ điềm tĩnh của Ninh Hạo biến khiến Hoắc Khải và Ninh Thần đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự thất vọng của đối phương. Đến nay Ninh Thần chưa hề nói bất cứ điều gì về việc điều tra tại công ty, bởi vì Hoắc Khải không muốn đánh rắn động cỏ. Theo suy nghĩ của cô, cho dù sau cùng xác nhận rằng Ninh Hạo Bân đã làm lộ công thức bí mật, cô cũng hy vọng có thể cho chàng thanh niên này một cơ hội. Có lẽ bình thường bản thân cô đã làm gì đó không đúng, khiến anh ta oán niệm. Một nhân tài xuất sắc như thế, nếu thực sự bị tố tụng với tội danh tiết lộ bí mật thương mại thì thứ chờ đợi anh ta nhẹ nhất cũng là dưới 3 năm tù cải tạo hoặc giam giữ. Nếu tổn thất lần này của công ty vượt qua mức độ nào đó, vậy thì có thể là phạt tù trên 3 năm dưới 7 năm, đồng thời còn phạt tiền. Theo tính toán của Hóc Khải, nếu không xử lý tốt nguy cơ lần này thì tổn thất có thể lên đến hàng chục triệu, dù nằm trong kết quả nào đã đoán trước thì đây cũng là tổn thất rất lớn. Phạt tù từ trên 3 năm đến 7 năm đối với một thanh niên vừa tốt nghiệp mà nói, đồng nghĩa với việc chôn vùi luôn mấy năm hoàng kim nhất. Ninh thần sau cùng vẫn là một người phụ nữ mềm lòng, cho dù biết hành vi của mình quá cổ hủ, tốt bụng quá đáng, vẫn không dằn lòng làm gì đó quá tuyệt tình. Vì thế, cô bàn bạc bà cùng hoắc khải, cho Ninh Hạo Bân thêm một cơ hội. Nếu anh ta có thể chủ động nhận lỗi, có lẽ hoắc khải sẽ không quá tuyệt tình, dù không tránh được hình phạt, nhưng tốt xấu gì cũng chừa cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu tiếc rằng, Ninh Hạo Bân không biết quý trọng cơ hội lần này, trông anh ta như không hề xảy ra chuyện gì vậy. Người khác không nhìn ra được chứ Hoắc Khải tất nhiên vẫn nhìn ra được, anh ta hoàn toàn không coi lời nói của anh ra gì. Thoáng lắc đầu, Hoắc Khải nói cho người kia một buổi tối để suy nghĩ, 7 giờ sáng mai, tôi hy vọng có thể nhận được điện thoại của người đó. Nếu không gọi điện thoại tới, có lẽ trước 8 giờ sáng người này sẽ bị bắt. Đám đông vẫn đưa mắt nhìn nhau, không một ai nói gì hoác khải không nói nhiều thêm đồng thời khi nhìn thấy dường như ninh thần muốn lên tiếng anh lập tức kéo vợ mình lại nói nhỏ với cô đã cho cơ hội rồi nếu bản thân anh ta không biết trân trọng dù em nói gì thêm cũng vô dụng ninh thần biết hành vi của mình rất không phù hợp kẻ tiết lộ công thức đã gây nên tổn thất không nhỏ cho công ty chỉ tính riêng hiện tại đã tổn thất ít nhất vài triệu tệ thế mà bản thân mình cứ liên tục nói đỡ cho người ta chẳng phải đang muốn đập luôn bát cơm của mình à sau khi thở dài một tiếng ninh thần ngậm miệng lại theo hoác khải rời khỏi văn phòng xảy ra chuyện như thế này cho dù cô ở lại cũng không có tâm trạng nào để làm việc đúng lúc này giản tư tư chạy ra hỏi ông chủ các anh thực sự điều tra ra được người làm lộ bí mật là một trong số chúng tôi hoác khải có thể cảm nhận được giản tư tư đã có suy đoán dù sao quan hệ của cô ấy và ninh hạo bân thân thiết nhất cũng là người hiểu anh ta nhất nếu nhìn ra manh mối nào đó cũng không quá kỳ lạ. Nhưng anh không nói rõ, chỉ đáp quả thật đã điều tra ra, nhưng tôi hy vọng người đó có thể tự mình nhận tội, có lẽ tôi sẽ khoan dung hơn. Giản tư tư hé miệng, định nói mà thôi, đến sau cùng, cô cũng không nói gì nữa. Sau khi rời khỏi công ty, tận đến khi lên xe, ninh thần vẫn cứ buồn bực. Hoác Khải cúi người giúp cô thắt dây an toàn rồi nói, đừng nghĩ nhiều như thế, mỗi người đều phải suy tính cho lợi ích của mình trước, chuyện như thế này rất dễ gặp, từ từ rồi sẽ quen thôi. Em rất khó quen với chuyện này, cứ cảm thấy lòng giả rất khó chịu, ninh thần thở dài thêm một tiếng rồi hỏi, anh nghĩ cậu ta sẽ thừa nhận chứ? Hoắc khải chẳng buồn nghĩ ngợi gì đã lắc đầu, khả năng này không cao, nếu cậu ta muốn nhận, chắc sẽ bước ra trước giản tư tư. Và lại, từ biểu hiện của cậu ta, có lẽ cảm thấy chúng ta đang dọa dẫm thôi. Liệu chúng ta có phán đoán sai không? có lẽ thực sự không phải cậu ta ninh thần lại nói khả năng này cực kỳ thấp tất cả kết quả điều tra đều cho thấy ngoại trừ cậu ta ra không có người thứ hai hoác khải không hề trần trừ anh rất tự tin với phán đoán của mình bất kể chuyện gì cũng cần chứng cứ bây giờ mọi chứng cứ đều chỉ về hướng ninh hạo bân khiến người ta muốn giúp anh ta thoát tội cũng hết cách còn về việc khả năng sai sót cực kỳ nhỏ có tồn tại hay không hoác khải không nghĩ tới trong thế giới của anh kết quả phán đoán về bất kỳ chuyện gì, cũng chỉ có hai kết quả đúng hoặc sai. Hoặc là đúng, hoặc là sai, không có tỷ lệ phần trăm. Ninh thần cũng biết phán đoán của chồng mình trước nay rất chuẩn xác, khả năng sai sót cực kỳ thấp. Cô không tỏ ra nghi ngờ về kết quả này, chỉ hỏi nếu thực sự xác định là cậu ta, chúng ta sẽ khởi tố thật à? Em mềm lòng quá, hoặc khải khởi động xe, vừa lái xe vừa đáp, em phải nhớ kỹ rằng, thương trường chính là chiến trường, người có thể chỉ đạo mọi thứ trên chiến trường, nhất định phải sát phạt quyết đoán. Không phải nói rằng em dám giết thì người khác sẽ nghe lời em, mà vì em dám giết nên người khác mới sợ bị giết rồi nghe lời em. Người dẫn dắt một công ty, nếu không có khả năng uy hiếp, vậy thì công ty này cách ngày sụp đổ không còn xa nữa. Giống như sự việc lần này, nếu như chúng ta tha cho người tiết lộ công thức, vậy thì sau này còn ai sợ hậu quả khi làm lộ bí mật nữa. Thành ngữ giết gà dọa khỉ không phải nói chơi chơi đâu. Em hiểu rồi, ninh thần cúi đầu, vẫn không vui vẻ gì, chỉ cảm thấy đáng tiếc quá. Nhân tài xuất sắc trước nay không hề thiếu, nước ta đất rộng người đông, thiếu một người, sau này cũng có thể tuyển thêm rất nhiều người khác. Và lại, người như thế này, em vẫn dám dùng tới à? Ninh thần không nói gì, đương nhiên cô không dám dùng, cho dù độ lượng đến mức tha thứ cho đối phương thì suy cho cùng, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Sau khi thở dài đến lần thứ ba, Ninh Thần dừng việc thảo luận về chủ đề này. Tất cả đã thảo luận xong, không cần phải nói thêm gì nữa. Việc còn lại, chỉ chờ xem Ninh Hạo Bân lựa chọn thế nào thôi. Từ sâu trong nội tâm của mình, từ đầu đến cuối, Ninh Thần vẫn mong Ninh Hạo Bân có thể chủ động nhận lỗi. Không nói rằng có thể vớt phát được tổn thất, chỉ ít có thể khiến anh ta chịu ít trừng phạt hơn. Ở bên khác, Giản Tư Tư quay về công ty, trông cứ nặng nề tâm trạng. Cô kín đáo liếc nhìn Ninh Hạo Bân rồi lập tức thu lại ánh mắt, không để ai chú ý thấy biểu cảm của mình. Giống như Hoắc Khải nghĩ, giản Tư Tư rất hiểu con người Ninh Hạo Bân, hiểu đến độ Hoắc Khải vừa tiến vào phòng làm việc và mở lời, trong lòng cô đã đoán ra rồi. Chỉ là suy đoán ấy khiến cô cảm thấy không thể tin nổi. Làm sao lại là anh ta được chứ? Một người kiêu ngạo như thế sẽ chấp nhận trở thành kẻ phản bội ư? Cho dù Ninh Thần đã rời đi trước, nhưng trong văn phòng cũng không ai thảo luận thêm về chuyện này. Tất cả mọi người đều lén lút quan sát người khác, cố gắng tìm ra thân phận của kẻ tiết lộ bí mật. Chẳng qua họ không dám khẳng định suy đoán trong lòng mình là đúng hay sai, thỉnh thoảng tầm mắt đụng phải nhau, họ chỉ thấy lúng túng và mất tự nhiên. Bầu không khí trong phòng làm việc trở nên bình tĩnh đến khác lạ, nhưng cũng đẻ nén đến khó chịu. Đến 6 rưỡi tối, đám đông đã hoàn thành công việc mới lục tục rời khỏi văn phòng. Ninh Hạo bân tắt máy tính, đang định ra ngoài thì bị giản tư tư gọi lại. Anh ta quay người, nhìn thấy cô bạn gái cũ của mình tỏ ra thiếu tự nhiên, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Ninh Hạo bân mỉm cười và gật đầu, được thôi. mười 313, khuyên nhủ. Anh ta không thể từ chối lời mời của giản tư tư, không phải là muốn nối lại tình cũ mà là bây giờ anh ta đã nắm giữ thế cuộc, khiến cho đôi vợ chồng luôn dựa vào vận may để kiếm chắc này phải lộ ra bộ mặt thật buồn nôn từ góc độ này mà nói, anh ta đã thắng rồi, chứng minh phán đoán của anh ta không sai. mà giản tư tư lại luôn nghe răm rắp lời của hoắc khải và ninh thần thì đương nhiên cũng là kẻ thất bại. là người thắng cuộc thì sao anh ta phải từ chối lời mời của kẻ thua cuộc? cô ấy mời mình có nghĩa là cúi đầu nhận thua, chịu lép vế. hai người cùng rời khỏi văn phòng, vốn dĩ ninh hảo bân định gọi một chiếc taxi, nhưng giản tư tư lại nói đi bộ một lát đã em muốn hít thở không khí thoáng mát bên ngoài. Cả buổi chiều, cô đã phải kiềm nén bản thân, kiềm nén đến nỗi cảm thấy một ngạt. Ninh Hạo Bân cũng không từ chối, rất ngoan ngoãn đi bộ cùng Giản Tư Tư. Giản Tư Tư chỉ im lặng, từ đầu đến cuối không mở miệng. Bây giờ, tâm trạng của Ninh Hạo Bân có chút quá khích, nói, "Không phải em gọi anh ra để diễn kịch câm đấy chứ?" Giản Tư Tư ngẩng đầu nhìn anh ta hy vọng có thể nhìn thấy hình ảnh người bạn trai cô từng khiến người khác ngưỡng mộ của mình, nụ cười trên mặt anh ta vẫn như khi ở trường học, kiêu ngạo và tự tin như thế. Chính nụ cười này đã khiến cô này sinh cảm giác tốt đẹp về anh ta ngay từ đầu, vì cô thích người bạn trai hay cười. Khi còn ở trong trường, nụ cười của Ninh Hạo Bân chưa bao giờ biến mất, ở bất kỳ lĩnh vực nào, anh ta đều là người nổi bật. Giải thưởng anh ta từng đạt được còn nhiều hơn những gì mọi người nói người đạt nhiều học bổng nhất mỗi năm là anh ta hội trưởng hội học sinh là anh ta mà người duy nhất được đặc cách trở thành thực tập sinh của giáo sư cũng là anh ta thế nhưng bây giờ nụ cười trên khuôn mặt này tại sao lại nhìn xa lạ như vậy sao lại nhìn anh không nói gì ninh hạo bân cười tươi nhìn cô ấy rồi hỏi suy nghĩ của giản tư tư bị cắt ngang cô định thần lại rồi lại im lặng vài giây sau mới nói lần này công ty tổn thất rất lớn em với tổng giám đốc ninh tính toán rồi chỉ trong 2 ngày, cửa hàng giả mạo đã cướp mất khoảng 10% lượng khách truy cập, còn các đối tác như siêu thị truyền thống, vốn dĩ đã bàn bạc xong hết rồi thì họ lại từ chối. Phản hồi không tốt về nhãn hiệu, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế lại rất nghiêm trọng. Những hàng hóa lên kệ trong siêu thị đều là những thương hiệu lớn có tiếng. Thỉnh thoảng cũng có sản phẩm không nổi tiếng lắm nhưng ít nhất cũng phải có thương hiệu. Thương hiệu là gì? Nói thẳng ra chính là nhãn hiệu đến cả nhãn hiệu cũng không có thì trong con mắt của nhiều người chính là sản phẩm ba không. Nghe cô ấy nói đến tình hình của công ty, Ninh Hạo Bân cười lớn, nói em đang lo công ty phá sản rồi thì sau này không có chỗ làm à. Đừng lo, anh quen rất nhiều người, ngộ nhớ, công ty thật sự xong rồi thì anh đưa em đi tìm công việc mới, bảo đảm lương còn cao hơn ở đây. Khi nói những lời này, trên mặt anh ta tỏ ra vô cùng đắc ý. Trước đây, không phải là cô coi thường tôi sao, không phải cảm thấy gã họ Lý kia tài giỏi lắm sao? Bây giờ thế nào, công ty vừa gặp chút sóng gió thì hoang mang sắp chết. Sao không đi tìm chủ tịch Lý, thần tượng của cô mà kêu? Nhưng không sao, Ninh Hạo Bân tôi rất rộng lượng. Chỉ cần cô thừa nhận lúc đầu cô nhìn lầm rồi thì sau này đi theo tôi còn có đồ ngon mà ăn. Anh ta dương dương tự đắc khiến cho Giản Tư Tư bỗng nhiên có cảm giác muốn nôn. Cô thật sự đã từng thích một người như thế này sao? tại sao lại cảm thấy như mới gặp anh ta lần đầu vậy hai ngày trước còn có mấy công ty gọi điện cho anh nói chỉ cần anh gật đầu thì tùy ý nâng lương lên mấy lần cũng không thành vấn đề nhà sang xe đẹp vì anh chọn sẽ đều mua cho anh anh đang không biết đồng ý bên nào đây nếu không lần này chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trước đã anh và em nói qua tình hình của mấy công ty đó xem chọn chỗ nào Ninh Hạo Bân đang ăn nói đầy vẻ hùng hồn thì bỗng nhiên nghe thấy Giản Tư Tư hỏi, anh thật sự xác định không gọi điện thoại cho chủ tịch sao? Giọng nói của Ninh Hạo Bân bỗng bị nghẹn lại, anh ta nhìn Giản Tư Tư, tỏ ra không hiểu, em nói anh à? Anh gọi điện cho ai? Gọi làm gì? Đã nói đến chuyện này thì Giản Tư Tư cũng không chần chừ nữa. Cô hít sâu rồi nghiêm khắc nhìn Ninh Hạo Bân, nói, có phải anh cảm thấy hôm nay chủ tịch tới thật sự là không điều tra ra được điều gì? em nói cho anh biết anh nghĩ sai rồi chủ tịch là người quá tài giỏi anh ấy đã nói ra như vậy thì nhất định sẽ thực hiện cho nên em hy vọng anh có thể gọi cho anh ấy thừa nhận những lỗi lầm cũng bản thân anh theo hiểu biết của em về tổng giám đốc ninh chị ấy nhất định sẽ nói đỡ cho anh ninh hạo bân nghe thấy cô ấy nói thế thì xanh mặt không đợi giản tư tư nói xong liền gào lên cô bị điên à bảo tôi gọi cho anh ta làm gì thừa nhận lỗi lầm của tôi tôi cần ai nói đỡ không hiểu cô nói gì hết. Cần phải nói trắng ra mới được sao? Công thức pha chế đồ uống là ai tiết lộ ra, lẽ nào trong lòng anh không rõ, giản tư tư nói. Tôi rõ cái khỉ gì, công thức pha chế đồ uống đều là phòng AND của chi nhánh quản lý, có liên quan khỉ gì đến tôi. Nếu tìm người tiết lộ thì sao lại đổ cho tôi? Cô đang đùa giỡn đấy à, Ninh Hạo Bân tỏ vẻ khó chịu chỉ vào giản tư tư, nói tôi biết trong lòng cô nghĩ gì, không phải là cảm thấy người đàn ông kia có tiền, tài giỏi sao? trước đây tôi cũng ngại nói nhưng bây giờ tôi nói rõ cho mà biết, cô có mắt không chồng? Lý Phong chẳng có bản lĩnh gì cả, bị người ta tiết lộ bí mật kinh doanh thì liên quan gì đến tôi? vừa nói mấy câu liền đồ tội cho tôi, có phải là cô bị mất não rồi không? Ninh Hạo bần gào thét một hồi, giản tư tư cũng không tỏ ra biểu hiện gì, sắc mặt của cô ấy còn bình tĩnh hơn so với lúc trước. yên lặng nhìn người đàn ông đang bốc hỏa trước mắt cuối cùng giản tư tư mới nói, tôi nói rồi, kẻ tiết lộ bí mật là ai thì trong lòng anh rõ nhất. Chủ tịch đã sẵn lòng cho một cơ hội vì anh ấy quá rộng lượng. Nếu không biết trân trọng thì anh sẽ hối hận. Tôi hối hận cái ông nội cô ấy, Ninh Hảo Bân văng tục, trên cổ nổi rõ cả gân xanh, anh ta chưa tức giận như bây giờ. Trước đây, khi giản tư tư tin tưởng hoắc khải, anh ta chỉ cảm thấy người con gái này thật ngu ngốc một gã đàn ông dựa vào may mắn để kiếm tiền mà cũng cảm thấy tài giỏi thì thật sự không có hiểu biết. Nhưng bây giờ, khi công ty gặp phải nguy cơ lớn như thế, tấm gương của chi nhánh giáp tử vẫn còn ngay trước mắt mà giản tư tư lại không vì thế mà mất lòng tin vào hoắc khải, trái lại, lại ở đây mà khuyên nhủ anh ta thú tội. Điều này khác gì nói, Ninh Hảo Bân Anh chính là một tên đại ngốc, ở đấy mà cố làm ra vẻ nửa ngày nhưng thực ra là sớm bị người khác nhìn thấu rồi. Tất nhiên, một phần nguyên nhân là do ninh hạo bân có tật giật mình việc tiết lộ bí mật bị người ta chỉ tận mặt khiến anh ta chỉ có thể dùng sự tức giận để che giấu cảm giác hoảng loạn trong lòng giản tư tư rất hiểu anh ta vừa nhìn biểu hiện và ánh mắt của anh ta là biết cô nói đúng rồi nhìn bên ngoài cô có vẻ bình tĩnh nhưng thực tế thì cảm xúc ở trong lòng lại không an ổn như thế bởi vì cô biết nếu mình có thể đoán ra thân phận của người tiết lộ bí mật thì chủ tịch cũng nhất định đã biết chân tướng rồi nể tình chúng ta trước đây, tôi khuyên anh đừng sai lầm nữa. Chủ tịch và Tổng giám đốc Ninh không phải là người lòng dạ độc ác, họ. Tâm nghiệp, Ninh Hạo bân túm cổ áo giản tư tư, kéo cô ấy đến trước mặt, độc ác giơ tay lên, nói con mẹ nó nói ít thôi, tôi đánh cô đấy, tin không? Dáng vẻ của anh ta bây giờ, nhìn giống như lũ đầu đường xó chợ, nào giống thanh niên nho nhã lúc trước nữa. Hình ảnh như vậy khác biệt quá lớn với người trong trí nhớ của giản tư tư, thậm chí khiến cô ấy còn cảm thấy như đang mơ. Trái tim cô ấy loạn nhịp, mắt đỏ ngầu. Nhìn cô ấy như vậy, trong lòng Ninh Hạo Bân càng hỗn loạn, anh ta tức giận đẩy giản tư tư ra, quát lên, đồ thần kinh. Ngứa cả mắt, nói xong, anh ta rời đi, không nói tiếp nữa. Giản tư tư bị anh ta đẩy ra suýt nữa bị ngã xuống đất, lùi lại vài bước, nhìn bóng lưng của Ninh Hạo Bân, cuối cùng cô ấy không nhịn được mà hét lên tại sao phải làm như vậy chủ tịch cũng không đối xử tệ bạc với anh, anh ấy kỳ vọng vào anh như thế, tại sao anh lại phản bội anh ấy? Ninh Hạo Bân dừng lại, quay qua nhìn giản tư tư bằng vẻ mặt dữ tợn. con mẹ nó, tôi nói cho cô nghe, đừng nói mấy lời thối tha đó trước mặt tôi. Anh ta đối với tôi như thế nào, tôi còn rõ hơn cô. Kỳ vọng cái chó gì, không phải là sai khiến tôi như thằng ngốc à. Tôi không ngu như cô, không cần khom lưng khuỵu gối với anh ta. Nhìn xem, không đến mấy ngày nữa, bọn họ sẽ xong đời, đến lúc đó cô sẽ biết ai mới thật sự là kẻ thắng cuộc, ai mới thật sự là người có bản lĩnh. Sau đó, Ninh Hạo Bân rời đi không quay lại nữa. Nhìn bóng dáng của anh ta dần xa, cuối cùng, những giọt nước mắt của Giản Tư Tư cũng không nén nổi mà lăn dài trên má. Chương 314: Khóc to. Từ nhỏ đến lớn, trong mắt gia đình và bạn bè thân thiết, Giản Tư Tư luôn là một cô gái ngoan. Cầm kỳ thi họa đều biết ít nhất là chưa từng khiến người khác phải lo lắng vì vấn đề học tập. Bố mẹ đều là lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, hoàn cảnh gia đình ưu Việt, vốn dĩ ý của người lớn trong nhà là đợi cô ấy tốt nghiệp thì sẽ sắp xếp vào đơn vị, đường công danh sán lạn. Nhưng từ nhỏ đã nhìn thấy hết những ràng buộc của doanh nghiệp nhà nước nên giản tư tư hy vọng được làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân. Không gian phát triển rộng lớn ở đó sẽ giúp phát huy tối đa năng lực cá nhân. Năng lực càng cao thì tương lai càng mở rộng. Sau khi lên đại học, cô ấy vẫn luôn nỗ lực vì công việc trong tương lai, hy vọng có thể thông qua học tập khiến cho bản thân giàu có hơn nhiều người. Đến năm 2 thì cô ấy quen Ninh Hạo Bân, lúc đó, Ninh Hạo Bân là một nhân vật nổi tiếng ở trong trường, vừa sang năm 2 đã là hội trưởng hội sinh viên. Ninh Hạo Bân vẫn luôn là một người kiêu ngạo, anh ta nói với người khác không muốn yêu đương, nếu có yêu thì cũng phải là một cô gái xuất sắc như anh ta. Và không thể nghi ngờ, giản tư tư chính là người như vậy. Dưới sự cố ý vun vén của nhiều người cùng với sự ăn ý của hai bên, dù là sở thích, học tập hay là kế hoạch và mục tiêu đối với tương lai đều có sự đồng điệu, khiến họ thêm phần cảm mến nhau. Đến năm 3 thì xác nhận mối quan hệ yêu đương. Học lên thạc sĩ rồi đến khi tốt nghiệp cũng đã yêu nhau được 6, 7 năm rồi. Từ trước đến nay, hai người chưa từng tranh cãi nhau về vấn đề gì, mâu thuẫn lớn nhất có lẽ chính là cách ứng xử trước hôn nhân. Theo cách nghĩ của Ninh Hạo Bân, bản thân anh ta một lòng chịu trách nhiệm với giản tư tư, dù làm gì đều sẽ không thể ảnh hưởng đến tình cảm trong tương lai của hai người. nhưng giản tư tư từ nhỏ sống trong gia đình giáo dục nghiêm khắc, tư tưởng hơi truyền thống, rất chú trọng loại chuyện này. cô ấy hy vọng khi kết hôn có thể giao cho chồng mình một thân thể còn nguyên vẹn. do đó, trong mối quan hệ của hai người, thân mật nhất cũng chỉ có hôn môi, không dám bước qua lôi trì. không phải là ninh hạo bân không muốn mà là giản tư tư không sẵn sàng. Vì chuyện này, họ đã tranh luận rất nhiều lần. Có lẽ quan điểm về phương diện này có bất hòa nên sau khi tốt nghiệp, tình cảm cũng lạnh nhạt đi nhiều. Hơn nữa sau khi bước vào xã hội, gặp phải Hoác Khải và Ninh Thần, đôi vợ chồng dựa vào vận may để kiếm tiền mà giản tư tư lại vô cùng ngưỡng mộ hai người họ khiến Ninh Hạo Bân càng khó chịu. Đứa con gái ngu xuẩn. Giản tư tư không nghĩ vậy. Cô thấy rất rõ, Hoác Khải và Ninh Thần có thể thành công không phải là do may mắn mà là do tài năng thật sự. Như hoạt động toàn dân giảm cân lần này, từ chi tiết cho đến tổng thể đều phát huy sức mạnh to lớn. Nếu không có hai người họ thì gần như không thể làm tốt hoạt động quy mô lớn phủ khắp cả nước. Khi mới gia nhập công ty, hy vọng mới chỉ là một cửa hàng nhỏ với doanh thu bán hàng mỗi ngày chỉ đạt mấy chục ngàn, còn chưa được xếp hạng trên tao bao. Bây giờ thì sao? Trong ngành giảm béo, chi nhánh Giáp Tử tự coi là thứ hai thì không ai dám coi là thứ nhất. Giản Tư Tư luôn vui mừng vì ngay sau khi tốt nghiệp, công việc đầu tiên cô tìm được là một công ty có hy vọng như thế, mà chủ tịch lại là một người vô cùng tài giỏi. Nhưng bây giờ cô ấy mới phát hiện ra, bạn trai cô Ninh Hạo Bân lại không nghĩ như vậy. Anh ta luôn cảm thấy người ta dựa vào may mắn, chỉ mình anh ta mới thật sự có bản lĩnh, nói đi nói lại đều là lời nói đầy sự coi thường và xem nhẹ. Sau trận cái cọ lần trước, Giản Tư Tư không phải không muốn làm lành với anh ta cô ấy cũng không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm đã cố gắng gìn giữ bao năm. Nhưng Ninh Hạo Bân lại không có ý nghĩ quay lại, anh ta kiên trì với cách nghĩ của mình, thậm chí nảy sinh suy nghĩ muốn rời khỏi công ty. Những điều này Giản Tư Tư đều biết rõ nhưng cũng biết không thể khuyên được anh ta. Nếu Ninh Hạo Bân thật sự rời công ty thì Giản Tư Tư cũng không trách cứ mà sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối cho anh ta. Nhưng cô không ngờ rằng cuộc khủng hoảng lớn nhất mà công ty gặp phải lại là do Ninh Hạo Bân chủ động tiết lộ bí mật kinh doanh. Chính là vì anh ta cảm thấy hai người họ dựa vào vận may, chính vì anh ta không phục thành tích mà họ đạt được nên dùng thủ đoạn đê hèn như tiết lộ bí mật kinh doanh để phá rồi chuyện làm ăn của người ta sao. Quá thấp hèn, quá vô liên xỉ, giản tư tư chưa bao giờ cảm thấy thất vọng như bây giờ. Tình cảm 6-7 năm, chuyện tình từng khiến người khác ngưỡng mộ trong trường học, Hình mẫu người chồng tương lai trong mắt nữ sinh lại thành ra thế này. Đây là tình đầu của cô, những thứ bỏ ra thì không nhiều nhưng tình cảm lại không thể nói rõ được thành lời. Vàng bạc có giá, tình cảm vô giá. Khi nhìn ra manh mối từ Hoắc Khải, giản tư tư vẫn luôn ngỡ ngàng, cũng không có cách nào tiếp nhận được kết quả thế này. Phản ứng đầu tiên của cô ấy là hy vọng mình phán đoán sai rồi. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô ấy về Ninh Hạo Bân, nói hai ba câu là có thể nhìn ra Chủ tịch phán đoán không hề sai. Cho nên, cô ấy lại lùi thêm một bước, hy vọng Ninh Hạo Bân có thể chủ động nhận sai, xin chủ tịch rộng lòng tha thứ. Nhưng đáng tiếc, Ninh Hạo Bân vẫn không nhận sai, anh ta vẫn kiên quyết đi về một hướng khác, càng ngày càng xa. Thất vọng, vô cùng thất vọng, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Tình yêu đầu tiên của cô ấy, lại gặp phải một người như vậy. Cô nhìn người quá kém sao? hay là từ trước đến nay vẫn chưa thật sự hiểu anh ta từ giây phút minh hạo bân quay lưng đi giản tư tư đã biết hai người đã không còn đường lui nữa cả đời này đều không thể nào quay lại tình cảm nhiều năm trong phút chốc sụp đổ khiến cô gái trẻ vừa rời ghế nhà trường làm sao có thể chịu đựng được vài phút sau điện thoại của hoác khải vang lên anh cầm lên nhìn là cuộc gọi của giản tư tư giờ này anh đang cùng ninh thần chuẩn bị hồ sơ khởi tố chứng cứ và quy trình cụ thể, đoàn luật sự phòng pháp chế của chi nhánh nhà họ cơ đã chuẩn bị xong. Còn Hoác Khải và Ninh Thần phải chuẩn bị bản báo cáo tài chính của công ty. Để khởi tố một người phạm tội xâm phạm bí mật kinh doanh, đầu tiên phải xác định công ty đã bị tổn thất bao nhiêu tiền. Số tiền này thì đoàn luật sự không thể tự bịa ra. Hoác Khải vỗ vai Ninh Thần, tỏ ý bảo cô tiếp tục rồi đứng dậy nghe điện thoại. Vừa ấn nút nghe máy thì nghe thấy tiếng khóc từ đầu bên kia, chủ tịch. Ninh, Ninh Hạo Bân, anh ta." Giản Tư Tư nói năng ngập ngừng, tiếng khóc át cả giọng nói. Tuy cô ấy không nói rõ nhưng Hoắc Khải cũng hiểu ý của cô ấy. Anh không hỏi giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi "Bây giờ cô ở đâu?" "Công, trước cửa công ty." Giản Tư Tư khóc nước nở nói. "Vậy đợi ở đó, tôi qua bây giờ." Hoắc Khải cúp máy rồi nói với Ninh Thần, "Chắc là con nhóc Tư Tư cãi nhau với Ninh Hạo Bân, khóc ghê quá, anh qua xem thế nào." Cãi nhau, Ninh Thần ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng hiểu, chắc chắn là Giản Tư Tư đã đoán ra Ninh Hạo Bân là kẻ tiết lộ bí mật, nói không chừng là vì chuyện này mà tranh chấp với anh ta. Cô nhóc này rất chuyên tâm vào chuyện của công ty, làm việc cũng đáng tin khiến Ninh Thần rất thích cô ấy. Nghe thấy Hoắc Khải nói cô ấy khóc ghê quá, Ninh Thần vội vàng hỏi, "Hay là em đi với anh?" "Không sao, anh đi đưa cô ấy về, em chỉnh sửa lại bản báo cáo tài chính một chút." Hoắc Khải nói ninh thần vâng một tiếng cũng không ngượng ép nữa cô đứng dậy lấy áo khoác đưa cho hoác khải nói bây giờ đã vào thu rồi buổi tối gió lạnh cũng rét lắm sự quan tâm của cô khiến hoác khải cảm thấy ấm lòng anh nhẹ gật đầu nói em vất vả rồi ninh thần quay sang cười với anh có lẽ cũng có vất vả nhưng nghe chồng mình nói một câu như vậy thì vất vả hơn nữa cũng đáng sau đó hoác khải lái xe rời đi khoảng nửa tiếng sau thì tới công ty trên đường lớn anh nhìn thấy giản tư tư đang ngồi trước tòa nhà văn phòng. Đỗ xe bên đường, khoác khải cầm áo khoác đi qua. Khi anh tới gần thì mới nhìn thấy giản tư tư chôn mặt giữa hai đầu gối, vẫn nức nở không ngừng. Có thể thấy, cô ấy rất đau lòng. Như Ninh Thần nói, gió đêm mùa thu rất lạnh. Một trận gió thổi tới khiến giản tư tư run lên cầm cập. Khoác khải đi tới, nhẹ nhàng khoác áo lên người cô ấy, nói trên đời này có 10 người thì có 8-9 người gặp chuyện không ngư ý, nhưng không nhiều người có thể ngồi ở ven đường khóc như này giản tư tư vội ngẩng đầu lên hai mắt của cô vì khóc nhiều mà sưng lên như hai qua hồ đào nước mắt vừa rơi xuống nhưng vẫn cứng miệng nói tôi không phải ngồi ở ven đường khóc khoác khải cố ý nhìn quanh một vòng sau đó gật đầu nói cô nói đúng còn cách lề đường những mấy em m nhưng cô chắc chắn muốn ngồi đây tiếp tục khóc à giản tư tư cũng biết mình khóc thành dạng này đã sớm thu hút sự chú ý của nhiều người nếu không phải là cô ấy ngồi khóc một mình ở đây thì chắc là đã bị vây lại xem rồi. chương 315, gặp bố mẹ. Nhưng cô ấy không biết mình nên làm gì bây giờ. Nhất là khi nhìn thấy hoác khải và sự quan tâm từ trong ánh mắt của anh. So sánh với sự lạnh lùng và đê tiện của Ninh Hạo Bân thì lại càng là một trời một vực. Trước khi gặp Hoác Khải, Giản Tư Tư chỉ thấy phẫn nộ và thất vọng. Sau khi gặp Hoác Khải thì chỉ còn thấy ấm ức cô ấy không hiểu vì sao bản thân lại ấm ức như vậy, giống như cô gái nhỏ bị kẻ xấu nào bắt nạt và đang chờ người thân an ủi vậy. Có lẽ vì tâm trạng bản thân quá phức tạp hoặc là vì sự uất ức này quá mãnh liệt khiến cô ấy xúc động đến mức mất đi lý trí mà nhảy bổ vào trong lòng hoắc khải rồi khóc hòa lên. Ninh Hạo Bân đã tiết lộ bí mật, tại sao anh ấy lại làm vậy chứ, lại còn không chịu nhận tội. Trong lúc bất ngờ, hoắc khải không biết nên làm thế nào. Nếu ôm thì không thích hợp cho lắm, mà không ôm thì cũng hơi kỳ lạ. Sau khi hơi do dự một chút thì anh lựa chọn vỗ nhẹ vào vai của giản tư tư để an ủi và nói chuyện này không liên quan đến cô, cô không cần cảm thấy tự trách đâu. Dù ngày mai có thế nào thì mặt trời vẫn sẽ mọc mà. Giản tư tư khóc rất to. So với một cô gái khóc lóc thì một đôi nam nữ càng thu hút ánh nhìn của mọi người hơn. Rất nhiều người đã dừng lại và nhìn hai người. Nhưng ánh mắt hóng hớt đó khiến Hoác Khải cảm thấy không thoải mái mặc dù giản tư tư chủ động ôm anh mặc dù hai người là vì chuyện công việc nơi mới thế nhưng dù sao cũng là cấp trên với cấp dưới mà lại còn ở dưới công ty không thể chắc chắn được rằng trong đám đông này có người quen hay không nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì sẽ không tốt chút nào mặc dù hoác khải không phải là người quan tâm đến suy nghĩ của người khác nhưng anh vẫn phải nghĩ cho danh dự của giản tư tư và cảm giác của ninh thần sau khi an ủi một hồi giản tư tư mới dần dần ổn định như cũ. Sau khi lý trí dần quay lại thì cô ấy mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của sếp mình. Sau khi kêu lên một tiếng kinh hãi, cô ấy nhảy lên như một con thỏ bị dọa. Nhưng giản tư tư vốn đang quỳ, nhảy lên như vậy làm đầu cô ấy đập thẳng vào cằm của Hoác Khải. Một tiếng, bụp, vang lên, Hoác Khải ôm cằm trao mày còn giản tư tư thì ôm đầu suýt xoa. Giản tư tư kêu đau mấy tiếng rồi lại nhìn Hoác Khải, cảm thấy ngượng vô cùng, sau đó bối bố rối nói, sếp. Tôi, tôi xin lỗi, đụng chúng anh, anh có đau lắm không? Không ngờ đầu cô lại cứng vậy đó, hoắc khải ôm cầm đáp. Cú đụng ban nãy làm cầm anh đau đến mức ngay cả sợi dây thần kinh trong não cũng rung rung. Bộ dáng này khiến giản tư tư càng ngại hơn. Cô ấy muốn xin lỗi nhưng lại không biết nói thế nào, không xin lỗi mà đứng đó thì lúng túng biết bao. Nhất là khi nhớ đến việc bản thân ôm xếp từ lúc nào, điều này càng khiến cô ấy muốn đào một cái lỗ mà chui xuống hơn. Hoác Khải xoa cầm một lúc, sau khi thấy đỡ hơn thì mới đứng dậy nói, được rồi, nếu cô đã nín khóc thì lên xe lau nước mắt đi, tôi đưa cô về. Giản tư tư nào dám từ chối, chỉ ngoan ngoãn lên xe. Nhưng khi mở kính chiếu hậu ra và nhìn thấy đôi mắt sưng húp của bản thân, cô ấy kêu lên thất thanh, mắt tôi. Hoác Khải thắt dây an toàn rồi nhìn cô ấy và nói, sao, có thêm một cặp mắt to tròn như vậy mà không thích à. Giọng nói trêu đùa càng khiến Giản Tư Tư thêm ngược, cô ấy vội vàng tìm giấy để lau nước mắt. Xe từ từ khởi động, đi về phía nhà của Giản Tư Tư. Lúc mới đi, trong xe còn yên tĩnh, khi đi được khoảng nửa tiếng thì Giản Tư Tư mới không kìm được mà hỏi, Xếp ơi, Ninh Hạo Bân công ty sẽ giải quyết việc của cậu ta, cô cứ làm tốt việc của mình, đừng phân tâm vì chuyện này. Tôi biết mối quan hệ của cả hai." nhưng chuyện nào ra chuyện đó dù là xin tha thứ hay phê phán thì cô đều không nên làm hiểu chứ giọng nói của hoác khải hơi nghiêm khắc giản tư tư hiểu rằng anh đang muốn bản thân né tránh sự nghi ngờ cũng đang bảo vệ để cô ấy không bị liên lụy dù sao cô ấy và ninh hạo bân cũng từng là một cặp bạn trai trở thành kẻ làm lộ bí mật nên nghi ngờ bạn gái cũng là lẽ thường ngữ khí giống như đang nhắc nhở nhưng cũng như một sự quan tâm giản tư tư hiểu cho nên càng cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm mà Hoác Khải dành cho mình. Nhìn góc mặt chăm chú lái xe của Hoác Khải, trong lòng cô ấy bật ra một suy nghĩ, góc mặt này của sếp đẹp trai ghê. Ngay sau đó, cô ấy đã bị suy nghĩ của mình làm cho đỏ cả mặt. Ban nãy còn khóc sướt mướt, bây giờ lại khen người ta đẹp trai. Huống hồ đây còn là sếp của cô ấy, lại là người đã có vợ. Sao cô ấy lại có thể nghĩ Hoác Khải thật đẹp trai chứ? Mà dù có đẹp thì cũng đâu có liên quan đến mình. Nghĩ vậy, giản tư tư lại cảm thấy hơi lạc lõng. Bạn trai mình đệ hại như thế, chồng người ta vừa giỏi giang lại đẹp trai. So sánh như vậy thật đúng là tức chết mà. Không lâu sau, Hoác Khải đã đưa giản tư tư về đến trước cửa nhà. Trùng hợp là bố mẹ cô ấy cũng vừa từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy giản tư tư bước xuống từ con xe Mercedes-Benz, hai người kinh ngạc không thôi, cũng vô thức nhìn sang vị trí lái. Ánh mắt dò so hỏi của bọn họ làm tim Giản Tư Tư đập liên hồi, thậm chí còn cảm thấy hơi chột dạ, liền vội vàng nói: "Bố, mẹ, đây là sếp của con, anh Lý." "Sếp, đây là bố mẹ của tôi ạ." À. Dù gì cũng đã gặp rồi thì vẫn nên chào hỏi. Hoắc Khải xuống xe và chủ động vươn tay ra, mỉm cười nói: "Chào cô chú ạ, à, cháu là Lý Phong." Bố của Giản Tư Tư là Giản Gia Văn bắt tay với anh, khẽ gật đầu, "Ừ, một tiếng coi như đáp lời." nhưng mẹ của giản tư tư là chắc thụy mẫn thì lại đánh giá hoác khải một lượt ánh mắt của bà ta mang theo sự hòa nhã và yêu thích bà ta cười híp mắt và nói hóa ra là cháu lý cô nghe tư tư nhắc về cháu rồi khen cháu tuổi trẻ tài cao hôm nay được gặp mặt không ngờ cháu lại trẻ và đẹp trai thế này nào đã tới rồi thì vào trong nhà ngồi, uống cốc trà đã. Giản tư tư quá hiểu mẹ mình và biết bà ta đang nghĩ gì nên sắc mặt càng đỏ cô ấy vội vàng đẩy chắc thụy mẫn ra và nói mẹ sếp còn nhiều việc quan trọng khác phải làm nữa mẹ đừng kéo dài thời gian của người ta cái đứa này mẹ chỉ mời cậu ấy vào uống trà thôi chứ có làm gì đâu mà lỡ thời gian cháu lý cũng là người ở đây đúng không chắc thụy mẫn lại hỏi hoác khải đang định trả lời thì giản tư tư đã đẩy anh lên xe và nói sếp muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi ạ à. bye bye hoác khải bị cô ấy đẩy lùi về sau cũng không tiện rằng con nên đành vẫy tay với giản gia văn và chắc thụy mẫn. Vậy cháu chào cô chú ạ. À. Hôm nay chú đến đột ngột quá nên không mang quà. Ngại quá, lần sau cháu sẽ mang lại bù ạ. À. Ừ ừ, vậy lần sau quay lại đây thì nhớ báo trước nhé. Cô nấu một bữa cho cháu ăn, chắc thụy mẫn vui như hoa nở. Sau khi lên xe, hoác khải lại vẫy tay chào cả nhà qua cửa kính rồi mới rời đi. Đưa mắt nhìn chiếc xe đi khỏi, chắc thụy mẫn kéo giản tư tư lại rồi hỏi con làm sao thế hả mẹ vừa mới nói được đôi câu mà con đã đuổi người a đi rồi làm sao mẹ là ác thú hay gì đâu có đâu ạ à, nhưng anh ấy bận thật mà mẹ giản tư tư đáp bận thì cũng không đến nỗi không uống được cốc trà chứ chắc thụy mẫn hừ một tiếng sau đó nhìn thấy ánh mắt sưng húp của giản tư tư thì mới hoảng hốt kêu lên và kéo cô ấy ra hỏi tư tư mắt con làm sao đấy khóc à có chuyện gì hả là cái tên xếp đó bắt nạt con sao giản ra văn đanh giọng hỏi Mặt ông ấy tỏ rõ sự phẫn nộ, nhìn vô cùng có uy. Giản tư tư vội vàng nói, không ạ, à, xếp tốt lắm, không bắt nạt con đâu ạ. À. Vậy cái áo khoác nam này của con là cậu ta đưa à, giản gia văn lại hỏi. Giản tư tư chưa kịp trả lời thì ông ấy đã hừ một tiếng, con có bạn trai rồi cơ mà, sao còn mặc áo của người ta hả, còn ra cái thể thống gì nữa. Mau cởi ra ngay, giản gia văn nói vậy mới làm chắc thụy mẫn chú ý đến chiếc áo trên người con gái bà ta nhìn chăm chú rồi lườm giản gia văn cái đồ bảo thủ ở đơn vị dạy dỗ người ta chưa chán hay sao mà còn về nhà thị uy hả con gái mặc đồ của người khác thì làm sao việc của ông à bà đúng là con bé đã có bạn trai rồi mà còn mập mờ với cấp trên nữa giản gia văn tức muốn chết chắc thụy mẫn không thèm quan tâm chuyện đó mặc kệ ông có làm chức cao đến mấy thì cuối cùng vẫn phải giặt quần áo nấu cơm cho vợ con đấy thôi Chương 316, tái hôn cũng được hứa đệ. Thế nào gọi lại dây dưa, khoác một cái áo thì là dây dưa sao? Ông già cổ hủ này, chắc Thụy Mẫn lườm ông ấy một cái, nói, "Còn nữa, ông cũng đừng nhắc đến người bạn trai đó của con gái nữa, tên Hạo gì đó đúng không?" Ngoài chuyện biết đọc sách thì có tác dụng gì? Không có tiền, gia đình cũng bình thường, con gái của chúng ta phải gả cho một con mọt sách như vậy thì chẳng phải sẽ chịu thiệt thòi sao? Hơn nữa, cậu ta vừa không có bản lĩnh tính tình thì khó ưa, chẳng có lấy một ưu điểm, cả ngày chỉ biết tỏ vẻ kiêu ngạo. Con gái nhà chúng ta muốn tìm bạn trai thì cũng phải tìm người như cậu Lý, vừa ưa nhìn lại có bản lĩnh, nói năng, hành xử khéo léo. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Chủ tịch đã kết hôn từ lâu, con bé cũng đã học tiểu học rồi, giản tư tư ngại ngùng hai má đỏ hồng. Từ lâu, cô cũng đã biết, mẹ không hài lòng với Ninh Hảo Bân. Không chỉ mẹ cô, mà cả bố giản gia văn cũng vậy nhưng dù sao ông ấy cũng là đàn ông lại là lãnh đạo nên không muốn nói thẳng tuy cảm thấy bạn trai của con gái không tốt cũng chỉ có thể dùng lời nói nghiêm khắc để hướng dẫn và giáo dục chắc thụy mẫn thì không như thế bà ta nghĩ gì nói nấy không quan tâm người khác nghĩ gì con gái là do bà ta sinh ra không lo cho cô ấy thì lo cho ai kết hôn rồi nhìn cậu lý còn trẻ như thế mới bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn rồi chứ vội vàng làm gì thật là trác thụy mẫn tỏ vẻ đầy tiếc nuối nói bà đừng có rảnh rỗi kiếm chuyện nữa bây giờ biết người ta đã kết hôn rồi thì đừng có lôi thôi nhiều giản gia văn nói trác thụy mẫn lại trừng mắt với ông ấy nói kết hôn thì sao chứ so với cái cậu tên hạo gì đấy thì coi như tái hôn cũng còn hơn nếu bảo ông chọn thì ông chọn ai làm con rể đương nhiên là giản gia văn nói đến một nửa thì cũng không nói tiếp nữa vì ông ấy cũng đang do dự đúng vậy nên chọn ai làm con rể đây tuy rằng ninh hạo bân là bạn học cùng trường với con gái có nền tảng tình cảm nhưng người này thì không có gì nổi bật khó làm nên việc lớn trái lại ông chủ nhỏ kia vừa rồi nhìn có vẻ rất phong độ cũng rất ưa nhìn nhưng tiếc là đã kết hôn rồi thì còn nói chuyện gì giản tư tư bị hai người họ nói đỏ mặt tía tai vội vàng kéo hai người vào nhà nói bố mẹ đừng có nghĩ lung tung con cũng không phải là không gả đi được cần phải lo lắng như thế sao? Sao lại không cần chứ, con đã 26 tuổi rồi. Khi mẹ lớn bằng con thì con cũng đã chơi tung tăng khắp phố rồi đấy. Xung quanh có nhiều người như thế, không ngày nào là không có người chia sẻ ảnh cháu chắt trên trang cá nhân mà mẹ chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn chắc ngụy Mẫn không vui, nói. Người đến tuổi này rồi, những việc có thể làm, có thể nghĩ đến đã không nhiều nữa. Tâm nguyện lớn nhất có lẽ là được nhìn thấy con cháu đầy nhà mà thôi quan trọng là người xung quanh đều như thế, ai không có thì chính là người không theo kịp Trào Lưu, khác gì việc bị đá ra khỏi vòng bạn bè. Không dễ gì mới đưa bố mẹ vào phòng, Giản Tư Tư bất giác nhìn theo hướng Hoắc Khải rời đi, nhịp đập của trái tim vẫn chưa thể chậm lại một chút. Như Trác Thụy Mẫn đã nói, nếu tìm được người giống như Hoắc Khải thì coi như tái hôn thì cũng còn tốt hơn Ninh Hạo Bân. Có lẽ bà ta cũng không thật sự cổ vũ con gái tìm người đã qua một đời vợ nhưng ý tứ trong lời nói lại khiến Giản Tư Tư động lòng từng kết hôn cũng được sao trước đây đã từng có người nói người đàn ông từng ly hôn mới là người tốt nhất bởi vì họ có đủ sự thành thục biết quan tâm người khác cũng biết được đâu là ngòi nổ của những mâu thuẫn trong cuộc sống khi vừa nghe về quan điểm này giản tư tư còn coi nhẹ không quan tâm bản thân cô có nhan sắc có học thức điều kiện gia đình cũng khá giả có lẽ không so được với nhà giàu hàng tỷ nhưng ở tầng lớp công nhân viên chức thì họ cũng đã xếp hàng trên rồi người như cô có thể tìm người học thức cao siêu cũng có thể tìm được người có thật sự năng lực thế mà lại tìm một người đàn ông tái hôn vậy thì mất mặt quá nhưng hiện tại giản tư tư đột nhiên phát hiện quan điểm từng nghe trước đây có lẽ là đúng chiếc áo khoác vẫn đang choàng ở trên vai giường như vẫn còn lưu lại độ ấm trong lòng bàn tay của người đàn ông đó khiến cả người cô đều cảm thấy ấm áp nếu so với hoác khải thì ninh hạo bân thật sự là không có điểm nào bằng nhưng Tình cảm của anh và bà chủ tốt như vậy, sao có thể? Khi nghĩ đến điều này, bỗng nhiên Giản Tư Tư cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng lên như bốc cháy. Cô xấu hổ vỗ vào trán mình mấy cái. Nghĩ lung tung cái gì đấy, không nói đến chủ tịch thế nào mà tổng giám đốc Ninh cũng tốt với cô ấy như vậy, không thể làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình họ. Nhớ lại dáng vẻ hạnh phúc của Hoắc Khải và Ninh Thần nắm tay nhau đi vào văn phòng mấy ngày trước, trong lòng Giản Tư Tư lại tràn đầy ngưỡng mộ. Có lẽ câu nói, chồng người ta là tốt nhất, thật sự đúng rồi. Sau khi trở về, Hoắc Khải nói qua về tình hình của Giản Tư Tư cho Ninh Thần nghe. Biết được cô ấy đau khổ vì chuyện Ninh Hạo Bân phản bội công ty như thế, cô thở dài nói, con bé này vẫn luôn trọng tình nghĩa, một bên là bạn trai cũ, một bên là công ty, có lẽ thật sự khiến cô ấy rất phiền lòng. Cũng không hẳn là phiền lòng, theo anh thấy có lẽ cô ấy phát hiện ra hình tượng mà cô ấy xây dựng nên trên thực tế lại sụp đổ như vậy nên trong tâm lý có hơi khó chấp nhận. Qua một thời gian nữa hiểu ra rồi sẽ tốt hơn, Hoắc Khải nói. Vậy ngày mai anh làm thế nào? Nếu Ninh Hạo Bân không gọi điện thì anh sẽ tố cáo cậu ta, Ninh Thần hỏi, hay là, chúng ta tìm cậu ta nói chuyện riêng? Ninh Thần quá mềm lòng, không muốn khiến cho sự việc trở nên ẩm ý, cũng sợ làm ảnh hưởng đến những nhân viên khác trong công ty, nhưng Hoắc Khải không nghĩ như vậy, anh nói, đối với công ty, chuyện này vừa là một khủng hoảng cũng là một cơ hội. Nếu làm tốt, chúng ta có thể khiến cho công ty gắn kết hơn, ở một mức độ nhất định có thể ngăn không cho sự việc tương tự xảy ra nữa. Cho nên, muốn làm phải làm quang minh chính đại, đưa ra ánh sáng để mọi người đều biết. Ninh Thần hiểu rất rõ về quan điểm này, nhưng cô không có cách nào làm được như Hoắc Khải, biến nguy cơ trở thành động lực tiến lên, vì trong quá trình đó luôn có một vài người một vài việc làm phiền cô. Ninh Thần cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, nếu đã biết kết quả như thế nào mới là tốt nhất thì dù cô không nhẫn tâm cũng chỉ có thể chấp nhận. Trong lòng cô hiểu rõ, công ty có thể đạt đến quy mô ngày hôm nay, hơn 90% là công sức của Hắc Khải, 5% là cơ hội đến đúng lúc, còn lại 5% là do sự cố gắng làm việc của đầu bếp. Nói một cách đơn giản, Ninh Thần không đủ sự tự tin, ở trước mặt người khác, có lẽ cô có thể tỏ ra tự tin một chút mạnh mẽ một chút. Nhưng trước mặt Hoắc Khải, cô luôn bất giác cúi đầu, cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh quá lớn. Hoắc Khải có thể nhìn thấy điểm này nhưng lại rất khó để khuyên cô. Từ trước đến nay, sự tự tin không phải dùng lời nói nuôi lớn mà phải dựa trí thức, dựa vào sự vun đắp kinh nghiệm thành công tích lũy trong thời gian dài. 6 giờ sáng hôm sau, Hoắc Khải đưa bản báo cáo tài chính hoàn chỉnh cho luật sư. 7 giờ 30 phút, anh và Ninh Thần cùng xuất hiện ở văn phòng. Hôm nay, nhân viên của công ty đều đến rất sớm. Sau khi đến thì họ nhìn Hoác Khải và Ninh Thần rồi lại nhìn những người khác. Ngày hôm qua Hoác Khải đã nói, hy vọng người tiết lộ bí mật kinh doanh sẽ gọi cho anh trước 7 giờ 30 Đã đến giờ rồi, họ đều rất tò mò chọn lựa của người đó ra sao. Tâm trạng của Ninh Thần không tốt lắm, cô ngồi trước máy tính, không biết nên làm gì. Hoác Khải ngồi trên sofa uống trà, không lâu sau, giản tư tư cũng đến sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần của cô ấy đã tốt hơn một chút nhưng hai mắt vẫn sưng đỏ thấy rõ thấy hôm nay hoác khải đến công ty sớm như vậy tim giản tư tư đập thình thịch cô biết hôm nay không phải là một ngày bình thường năm phút sau ninh hạo bân cũng bước vào văn phòng hầu như tất cả mọi người đều nhìn anh ta ninh hạo bân cũng không bị ảnh hưởng vẫn cười tươi như cũ thậm chí sự tự tin trên nét mặt còn rõ ràng hơn Ngày hôm qua, bố mẹ đã giúp anh ta nhận thù lao, xe sang, nhà đẹp. Khoản thù lao lớn này khiến Ninh Hạo Bân cảm thấy cuộc sống có vô vàn điều tuyệt vời. Thậm chí hôm qua sau khi tan ca, cuộc cãi nhau với giản tư tư cũng không khiến anh ta phiền lòng. Một đứa con gái ngu xuẩn, không có giá trị. Chủ tịch Lý, tổng giám đốc Ninh, Ninh Hạo Bân chủ động chào hỏi. Cử chỉ tự nhiên, ung dung của anh ta khiến những người khác có chút nghi ngờ. Tại sao không nhìn ra ai giống người tiết lộ bí mật chứ? Tuy rằng mọi người đều cảm thấy tò mò, nhưng không ai tỏ ra lo lắng, chuyện này nói lên điều gì? Lẽ nào chủ tịch nói là đã tìm ra chân tướng chỉ để dọa họ sao? Khi Ninh Hạo Bân trở về chỗ ngồi của mình, Hoắc Khải ngẩng đầu lên, nói, "Ninh Hạo Bân, điện thoại của cậu có ở đây không?" Chương 317, coi như cậu thú tội câu hỏi này khiến Ninh Hạo Bân sững người chỉ có ninh thần và giản tư tư hiểu được ý nghĩ của câu hỏi này là gì ninh hạo bân bất giác sờ vào túi áo tìm điện thoại sau đó lấy ra nói vẫn còn ạ à, sao thế hoác khải nhìn anh ta ánh mắt có chút sắc bén nói vậy tại sao tôi không nhận được điện thoại của cậu ninh hạo bân lại xứng người thêm lần nữa ninh thần nhẹ nhàng thở dài một hơi cô biết hoác khải đã chính thức tra hỏi rồi những người khác cũng đua nhau nhìn sang trong lòng họ vừa nghi ngờ vừa tò mò chủ tịch nói như vậy là có ý gì nếu liên hệ với câu nói ngày hôm qua thì ninh hạo bân chính là người tiết lộ bí mật sao ninh hạo bân cũng đã tự hiểu được anh ta tỏ ra không tự nhiên hỏi chủ tịch lý tôi không rõ ý của anh anh có việc tìm tôi sao tôi không nhận được thông tin nào của anh cả hoác khải vẫn ngồi ở đó ninh hạo bân thì đang đứng nhưng khiến người khác cảm thấy hoàn toàn không giống nhau Mặc dù ngồi trên sofa nhưng khí thế của Hoắc Khải vẫn khiến người khác phải ngẩng đầu nhìn như núi cao. Cũng đã nói đến đây rồi mà Ninh Hạo Bân vẫn còn giả ngốc, Hoắc Khải cũng không thèm nói nhiều lời thừa thãi với anh ta mà đi thẳng vào vấn đề liên quan đến chuyện tiết lộ bí mật của công ty. Tôi đã cho cậu cơ hội nhưng thật đáng tiếc, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu. Cho dù là đến bây giờ thì cậu cũng không có ý thừa nhận cho nên tôi sẽ dựa vào tội tiết lộ bí mật kinh doanh để tiến hành khởi tố. Cậu có thể tự tìm luật sư, cũng có thể tìm luật sư hỗ trợ miễn phí, nhưng dù như thế nào thì tất cả những gì cậu từng nói đều sẽ trở thành chứng cứ trước tòa. Cậu thừa nhận hay không đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phán quyết đối với cậu trong tương lai. Kết quả của việc nói thẳng tuyệt ra là Ninh Hạo Bân như một con mèo xù lông, sắc mặt anh ta đỏ bừng, tỏ ra vô cùng tức giận, nói chủ tịch lý, anh đang nói gì vậy? Tôi là người tiết lộ bí mật, tuy anh là người trả lương cho tôi, nhưng bôi nhọ người khác như thế này thì cũng quá đáng lắm. Công ty chịu khủng hoảng thì bắt tôi làm con dê thế mạng sao? Không ai muốn biến cậu thành con dê thế mạng, là bản thân cậu lầm đường lạc lối, Hoắc Khải nói. Ngớ ngẩn, người ta đã xé rách lớp mặt nạ thì Ninh Hạo Bân cũng không tiếp tục giả bộ nữa. Anh ta chỉ vào mặt Hoắc Khải, quát mắng, khốn kiếp, đừng có ra vẻ trước mặt tôi, anh làm ăn cho đàng hoàng ông đây không thừa nhận nói tôi tiết lộ bí mật anh đưa ra chứng cứ đi nếu không đưa ra được chứng cứ tôi sẽ kiện anh kiện cho đến khi anh táng ra bại sản lộ bộ mặt thật chó chết của anh đồ chân đất học cái loại trường hạng bét mà cũng dám đổ tội cho tôi tôi đã sớm ngứa mắt với mấy người rồi cứ đợi đấy hôm nay tất cả mọi người có thể làm chứng cho tôi tôi sẽ đi tìm luật sư ngay bây giờ Lời nói quá khó nghe, đến cả Ninh Thần dễ tính như thế mà nghe vậy còn cảm thấy tức tối. Tối qua, cô còn cân nhắc con nên cho tên nhóc này một cơ hội hay không, hoặc giúp anh ta bớt đi một vài mức phạt, nhưng hôm lại nhìn ra kết quả thế này. Ninh Hạo Bân vẫn luôn coi thường họ. Những ngày làm việc chung, giúp đỡ lẫn nhau, đều là giả sao? Không chỉ có Ninh Thần, mà tất cả mọi người đều vô cùng tức giận. Hoắc Khải và Ninh Thần có bản lĩnh hay không, họ đều có thể nhìn ra công ty thành công như ngày hôm nay chắc chắn là do sách lược và đường lối đúng đắn của người lãnh đạo. Cùng một việc, cùng một điều kiện hoàn cảnh thì không phải bất kỳ ai đều có thể làm tốt. Coi như người ta thật sự may mắn thì anh cầm đồng lương của người ta thì có thể nói những lời khó nghe như vậy sao? Quả thật là người vong ơn bội nghĩa. Giản tư tư đứng ra đầu tiên, trách mắng, ninh hạo bân, anh đừng có mà không biết điều. Chủ tịch đã cho anh cơ hội, là chính anh không trân trọng, bây giờ còn liên quan quái gì đến cô ninh hạo bân ác độc nhìn giản tư tư nói đừng cho rằng tôi không biết cô nghĩ gì thấy hắn có tiền đẹp trai đúng không người ta kết hôn rồi có con rồi cô còn rồ dại chen vào sao nào giáo dục truyền thống của gia đình lãnh đạo nhà nước đều dạy cách làm kẻ cướp chồng sao những lời nói độc ác khiến giản tư tư nghe thấy tái cả mặt ninh hạo bân còn dám nói ra cả những lời này ninh thần không nhịn nổi nữa nói ninh hạo bân Cậu nói linh tinh cái gì vậy, xin lỗi thư tư ngay. Đến giờ còn dám ra lệnh cho tôi? Chị có quyền gì?" Ninh Hạo Bân cười lạnh lùng, nói, "Trả lương được vài đồng bạc lẻ thì đừng có lên mặt. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ chính quy của 10 trường đứng đầu danh sách 211 trường đại học danh tiếng khắp cả nước, một tháng trả 10, 20 ngàn tiền lương. Không phải là quá kỳ sao? Cứ làm như tốt với tôi lắm, thật sự nghĩ rằng bản thân cô làm được việc gì to tát sao? Tôi không thèm sau này ông đây cũng không làm không công nữa nói xong ninh hạo bân muốn rời đi ngay lúc này cánh cửa văn phòng bị đẩy ra luật sư bộ phận pháp chế của chi nhánh nhà họ cơ và vài nhân viên chấp pháp đi vào ai là ninh hạo bân nhân viên chấp pháp hỏi khoác khải vẫn ngồi trên ghế sofa chỉ vào ninh hạo bân nói là cậu ta mấy nhân viên chấp pháp đi đến bên cạnh ninh hạo bân và nói với vẻ vô cùng nghiêm túc anh là ninh hạo bân hiện tại có người tố cáo anh cố ý tiết lộ bí mật của công ty hơn nữa đã giao đầy đủ chứng cứ phiền anh đi cùng chúng tôi hợp tác điều tra nhìn thấy mấy người mặc đồng phục đi tới nhịp tim của ninh hạo bân không khỏi tăng lên đột biến dù anh ta cố tỏ ra bình tĩnh thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ sự uy nghiêm của pháp luật đã gây ảnh hưởng lớn đến một người từ nhỏ đến lớn càng là người phạm tội thì càng sợ hãi pháp luật tôi không đi dựa vào cái gì mà tôi phải đi họ đổ oan cho tôi, các anh không có lệnh bắt người, không thể bắt tôi, Ninh Hạo Bân lớn giọng nói. Bây giờ không phải là chúng tôi bắt anh, mà là mời anh hỗ trợ điều tra. Mỗi công dân đều có nghĩa vụ hợp tác với nhiệm vụ của chúng tôi. Nhưng nếu anh từ chối, chúng tôi có quyền áp dụng biện pháp mạnh, nhân viên chấp pháp kia nói. Một luật sư cầm túi văn kiện, lấy ra vài tờ rồi nói, anh Ninh, tôi cảm thấy anh vẫn không cần ôm tâm lý may mắn làm gì, Quan hệ giữa anh và công ty Skinny Girl, bao gồm nhà, xe và tiền mặt mà hôm qua họ chuyển cho bố mẹ anh. Chúng tôi đều đã điều tra rõ ràng rồi. Ngoài ra, tuy rằng camera giám sát của chi nhánh Giáp Tử bị hỏng rồi, nhưng chúng tôi đã điều tra những camera giám sát trên đường đi vào tối hôm đó thì phát hiện anh và một nhân viên của phòng A&N đi cùng đi vào công ty. Nhân viên đó đã bị bắt mà tiến hành thẩm vấn độc lập. Anh nhận tội hay không, thực ra cũng không quan trọng, bởi vì đã có đầy đủ chứng cứ dùng để khởi tố anh. Trong văn kiện có ghi chép rõ ràng diện tích căn hộ, giá cả, hóa đơn mua xe, ủy nhiệm chi mà bố mẹ Ninh Hạo Bân đã nhận, ngoài ra còn có một chiếc điện thoại, phát lại khung cảnh được ghi hình trong chiếc camera giám sát trên đường, trên đó cũng có thể nhìn thấy Ninh Hạo Bân và nhân viên của phòng AND cùng đi vào công ty. Có lẽ, video trong đêm tối không quá chi tiết nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát thì từ camera của khách sạn có thể theo dõi được toàn bộ hành trình di chuyển của anh ta chỉ cần xác nhận hành trình thì có thể nhìn rõ mặt của người trong video hay không, cũng không quá quan trọng. Rốt cuộc thì Ninh Hạo Bân vẫn quá ngây thơ, anh ta cho rằng camera giám sát không ghi lại được hình ảnh của anh ta, trên máy tính lại không có vết tích, phía chi nhánh giáp tử điều tra không có kết quả thì có thể hoàn thành chuyện lớn. Nhưng lại không nghĩ đến, bất kỳ ai làm chuyện gì thì sẽ đều để lại dấu tích trên thế giới này. Mà ý nghĩ của pháp luật, chính là sâu chuỗi những dấu vết, tạo nên một chứng cứ hoàn chỉnh để phán đoán ai đã từng làm gì. Chứng cứ liên kết hoàn chỉnh, phán đoán ra sự thật. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện bảo anh ta giải thích về nhà, xe và tiền mà công ty Skinny Girl đã chuyển qua thì anh ta cũng khó có thể nói rõ. Tôi chuẩn bị nhảy việc, đó là phần thưởng mà họ chi trước cho tôi. Anh nói tôi đã đi vào chi nhánh giáp tử, đúng là tôi có qua đó, nhưng tôi không làm gì cả, Ninh Hạo Bân vẫn nỗ lực biện hộ cho mình đến lúc này cuối cùng hoác khải cũng đứng dậy anh chậm rãi bước đến trước mặt ninh hạo bân ninh hạo bân cũng cảm nhận được áp lực to lớn đang lại gần anh ta loại áp lực này đến từ tâm lý nó xuất phát từ người thật sự tự tin dù có coi thường hoác khải như thế nào nhưng khi hai người trở thành kẻ thù của nhau ninh hạo bân mới phát hiện khí thế của người đàn ông này lại giợn người đến như vậy như một vị thần trên trời đang đứng từ trên cao nhìn người phàm trần ánh mắt của Hoắc Khải nhìn Ninh Hạo Bân như nhìn một con kiến. Ánh nhìn coi thường của anh khiến Ninh Hạo Bân cảm thấy rất nhục nhã. Nhưng lời nói của anh lại khiến Ninh Hạo Bân run lên bần bật. Cậu có thể ngụy biện nguồn gốc của những thứ này, cũng có thể phủ nhận bản thân cậu đã làm những gì. Những mỗi một sự việc đều có hai mặt của nó. Trong lòng cậu rất rõ đã đưa cái gì cho người của Skinny Girl. Tôi đã đàm phán xong với công ty của họ, chúng tôi có thể hợp tác phát triển thị trường đồ uống lần chơi xấu này, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của họ nhưng họ phải bán đứng cậu. Khủng hoảng lần này, cuối cùng chỉ cần một người chịu trách nhiệm. Cậu cảm thấy, người của Skinny Girl có sẵn sàng bảo vệ cậu không? Nếu đáp án của cậu là chắc chắn thì tôi có thể cho cậu cơ hội gọi một cuộc điện thoại. Nhưng cậu đã để lỡ cuộc điện thoại lúc 7 giờ 30 phút rồi. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, gọi một cuộc. Cậu không nhận tội, không gọi điện thì tôi vẫn có thể coi như cậu đã thú tội chương 318, lời giáo huấn. Anh đừng có mà ở đây hù dọa tôi, tôi không tin, Ninh Hạo Bân chừng chừng hai mắt, điên cuồng hét lên. Hoác Khải nhìn sang các nhân viên chấp pháp, lạnh giọng nói, thả cậu ta ra, để cho cậu ta gọi điện thoại rồi ghi âm lại nội dung cuộc gọi, như vậy không thể tính là tự thú. Một trong số bọn họ gật đầu, vỗ nhẹ thiết bị trên vai rồi nói, trong lúc chúng tôi làm nhiệm vụ, máy ghi âm vẫn luôn bật. Sau đó, bọn họ đã thả Ninh Hạo Bân ra mọi người đều nhìn anh ta, chờ anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại xác nhận. Trong khi mọi người đang chăm chú quan sát, Ninh Hạo Bân cho tay vào túi nhưng lại không lấy điện thoại ra. Bởi vì vẻ mặt của Hoác Khải trông rất bình tĩnh, hoàn toàn không thể phân biệt thật giả, kể cả giọng điệu của anh, dù có nghe thế nào đi chăng nữa thì cũng có vẻ rất giống như thật. Điều quan trọng nhất là các luật sư đã cung cấp rất nhiều thông tin, vì đã có thể tìm được công ty Skinny Girl nên cũng không khó để có thể liên hệ với công ty đó về việc bên đó liệu có kết thúc hợp tác với anh ta hay không, ai có thể đảm bảo điều này chứ? Khi còn đi học, điều mà các giảng viên kinh tế nói đến nhiều nhất đó chính là không có kẻ thù tuyệt đối, cũng không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là tồn tại mãi mãi. Mối quan hệ hợp tác giữa Skinny Girl và Ninh Hạo Bân rốt cuộc cũng chỉ liên quan đến lợi ích, chính là một bên dám mua chuộc còn một bên dám tiết lộ, nhưng khi đối mặt với Hoắc Khải, tất nhiên là bọn họ đều phải đối lý. Trên lý thuyết, Lúc này bất luận Hoác Khải có đưa ra yêu cầu gì cho bọn họ, thì công ty bọn họ cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ninh Hạo Bân đúng là rất kiêu ngạo, nhưng anh ta không ngốc, anh ta vẫn biết rõ vị trí của mình trong mắt của công ty kia. Nếu như bên kia chọn bán đứng anh ta để đổi lấy cơ hội hợp tác cùng công ty hy vọng mới, chuyện như vậy cũng không quá khó để có thể tưởng tượng ra. Càng nghĩ thì thân thể Ninh Hạo Bân lại càng run lên bần bật, anh ta đã bắt đầu hoảng sợ toàn bộ sự tự tin dần dần biến mất bởi những suy đoán không ngừng. Hoác Khải cũng không cho anh ta có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tiếp tục dùng những lời lẽ áp chế mạnh mẽ. Cậu không nghĩ rằng chỉ cần cậu cứ đứng yên một chỗ thì mọi chuyện sẽ kết thúc đó chứ hả? Tôi không thích chờ đợi người khác, đặc biệt là những người mà tôi không thích. Hãy đưa cậu ta đi, cậu ta dường như không có ý định tự thú. Luật sư của tôi và bên hành pháp đã ghi lại tất cả những điều này, sẽ không có bất kỳ yêu cầu giảm nhẹ nào dành cho người này ở trước tòa. Mấy nhân viên chấp pháp gật đầu, tất cả đều có thể thấy rằng Ninh Hạo Bân đã rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ, việc khai ra mọi thứ vào lúc này là điều chắc chắn, không thể nào ngụy biện thêm được nữa. Vừa lúc bọn họ đang định lôi Ninh Hạo Bân ra ngoài, Ninh Hạo Bân đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hoắc Khải nói: "Chủ tịch, chủ tịch Lý, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận. Đừng kiện tôi, tôi tự biết mình đã phạm sai lầm." Tôi sẽ trả lại tất cả tiền bạc, nhà cửa, xe hơi. Trả lại cho họ, vậy còn chuyện công ty thua lỗ thì sao?" Hoắc Khải hỏi. "Vậy, vậy thì giao hết lại cho mọi người, tôi không lấy một đồng nào." Ninh Hạo Bân nói. "Xin lỗi, tôi cũng không thiếu tiền." Hoắc Khải lắc đầu từ chối. Ninh Hạo Bân hoảng sợ đến mức tim như muốn ngừng đập, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, trong lòng sợ hãi bị giam cầm, sao còn có thể quan tâm đến lòng tự trọng hay phẩm giá gì đó của mình nữa? anh ta trực tiếp quỳ xuống vươn tay nắm lấy đùi của hoác khải chủ tịch lý tôi thật sự biết mình sai rồi xin hãy tha thứ cho tôi lần này hoác khải lùi lại còn không cho anh ta có cơ hội ôm chân mình ninh hạo bân lại quay sang ninh thần nước mắt hoảng sợ tuôn rơi nói tổng giám đốc ninh tổng giám đốc ninh mẹ tôi đã rất vất vả một mình nuôi tôi khôn lớn bà luôn trông cậy vào việc tôi có thể phấn đấu tiến lên tổng giám đốc ninh làm ơn tôi không thể ngồi tù tôi thật sự biết mình đã sai. Anh ta vừa nói vừa tắt hết cái này đến cái khác vào mặt của mình, ninh thần cũng không đành lòng nhìn dáng vẻ đáng thương đó của anh ta. Mọi người đều biết rằng ninh hạo bân lớn lên trong một gia đình đơn thân. Cha mẹ anh ta ly hôn khi anh ta còn rất nhỏ. Sau này, khi anh ta vừa vào cấp 3, bố của anh ta mất vì bạo bệnh, chỉ còn có mẹ cưu mang anh ta. Ninh Hạo Bân luôn tin rằng anh ta là niềm tự hào của một gia đình đơn thân, ngay cả khi không có sự giúp đỡ của bố mẹ cũng có thể trở nên hơn người. Ninh Thần có thể hiểu một người phụ nữ phải khó khăn như thế nào khi nuôi lớn con cái một mình, nhưng cô cũng biết rằng vấn đề này không thể bị kiểm soát chỉ bởi vì cảm xúc của cô. Công ty Hy Vọng mới có thể được coi là tài sản riêng của vợ chồng họ, nhưng công ty chi nhánh giáp tử ở phía sau có đến hàng trăm người khác có liên quan, tính luôn cả những nhân viên gần đây đang tuyển dụng. Hoắc Khải đã tuyên bố rất rõ ràng mọi vấn đề nếu như Ninh Hạo Bân không bị trừng phạt, anh sẽ không thể nào khiến cho lòng người tin phục. Như vậy thì trong tương lai những chuyện dò dỉ bí mật kinh doanh của công ty như thế này sẽ còn có thể xảy ra nhiều hơn nữa. Nếu người chủ của công ty mất đi sức mạnh răn đe, e rằng công ty không bao lâu nữa cũng sẽ sụp đổ. Vì vậy, Ninh Thần chỉ có thể ép bản thân nhìn về phía Hoắc Khải thay vì quá chú ý đến biểu hiện của Ninh Hạo Bân. Hoắc Khải không có gì để suy nghĩ, nói thẳng với nhân viên chấp pháp xem như là cậu ta đã tự thú làm phiền các anh rồi mấy nhân viên chấp pháp gật đầu rồi lôi ninh hạo bân còn đang quỳ gối cầu xin sự thương xót ra ngoài ninh hạo bân đã hoảng loạn đến phát điên cầu xin sự thương xót không xong thì lại đe dọa sau đó lại trở mặt lớn tiếng mắng chửi anh ta gần như đã cho mọi người nhìn thấy một con người đang ở trong tình huống của những cảm xúc tiêu cực quá mức thái độ gì cũng có thể biểu hiện ra được các luật sư của văn phòng chi nhánh nhà họ Cơ cũng rời đi. Việc Ninh Hạo Bân bị bắt không có nghĩa là sự việc đã kết thúc, họ vẫn cần sự thú nhận của Ninh Hạo Bân và dùng nó để thực hiện tiếp những kế hoạch khác trong tương lai. Cánh cửa văn phòng đóng lại ngăn những âm thanh ồn ào ở bên ngoài, đồng thời khiến những người hiếu kỳ đang thò đầu ra xem náo nhiệt không thể tiếp tục nhìn thấy bất cứ thứ gì mà mình muốn. Trong văn phòng nhất thời có chút im lặng, hoàn cảnh bi thương vừa rồi của Ninh Hạo Bân khiến cho nhiều người vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Ninh Hạo Bân không phải là người duy nhất muốn dựa vào việc tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty để đổi lấy phần thưởng, nhưng anh ta chính là người táo bạo và nhanh chân nhất. Cũng như có câu nói, trên đời này không có gì gọi là không thể bị cám dỗ. Nếu thật sự không thể bị cám dỗ, có chăng cũng chỉ bởi vì món thương lượng vẫn chưa đủ hấp dẫn mà thôi. Lòng tham của con người là vô tận, chỉ cần sự cám dỗ đủ mạnh, bí quá hóa liều, chuyện giết người phóng hỏa còn có người dám làm chứ đừng nói đến việc mua bán bí mật thương mại nhưng khi nhìn thấy kết cục của kẻ bán thông tin và sự tàn nhẫn của Hoắc Khải, những suy nghĩ xấu xa bí mật đã hoàn toàn bay biến trong lòng những người từng nhen nhóm có ý định đó. Họ đã biết rằng ông chủ không nói chơi về việc truy cứu trách nhiệm của người làm dò gì thông tin, và ông chủ cũng sẽ không khoan nhượng với bất cứ ai chỉ vì đã từng làm việc cùng nhau. Lúc này, một tiếng nước nở khe khẽ lại truyền vào tai mọi người. Lần theo âm thanh, mọi người nhìn thấy giản tư tư đang khóc lóc thảm thương mọi người lại càng im lặng ninh hạo bân là bạn trai cũ của giản tư tư dù cả hai đã chia tay được một thời gian nhưng cũng không ai tránh khỏi cảm giác buồn thương khi chứng kiến một cặp đôi trước đây lại kết thúc như thế này ninh thần thở dài đi tới ôm lấy vai cô ấy an ủi giản tư tư ôm cô mà khóc em thật sự không ngờ rằng anh ấy sẽ làm như thế anh ấy không nên như thế ninh thần không biết phải đáp lại câu này như thế nào nên cô chỉ có thể nhìn hoác khải Hoắc Khải bước tới và nói: Con người sẽ luôn thay đổi, đặc biệt là trong quá trình bước từ giảng đường ra ngoài xã hội. Trải nghiệm của quá trình này sẽ dễ dàng tiết lộ tính cách thật sự của một người. Vì vậy cô không cần phải tự trách mình, cũng đừng cảm thấy có lỗi. Câu này anh nói quá thẳng thắn, Ninh Thần không khỏi chừng mắt nhìn Hoắc Khải, thở dài rằng đáng lẽ ra anh không nên nói những lời độc địa như vậy vào lúc này. Nhưng Hoắc Khải hiểu rõ ràng hơn cô nhiều rằng điều mà Giản Tư Tư muốn bây giờ không phải là sự thoải mái, mà là một lối thoát khỏi tất cả những chuyện trước đây. Đối với cô ấy, sự kiện này cũng chính là một bước ngoặt trong cuộc đời. Vượt qua được chuyện này và bước tiếp, cô ấy sẽ trưởng thành hơn trong tương lai. Sau đó, Hoắc Khải nhìn những người khác một lần nữa rồi nói, tôi sẽ không nói thêm về những gì đã xảy ra vừa rồi. Tôi hy vọng các bạn sẽ xem đó như là một lời cảnh báo. Tất cả những thông tin bảo mật của công ty Tôi không cho phép bất kỳ ai sử dụng nó để đổi lấy lợi ích và cũng sẽ không khoan nhượng nếu như phát hiện ra. Tôi cho Ninh Hạo Bân cơ hội để tự thú chỉ vì cậu ta giống như các bạn, đều là những người đầu tiên được công ty tuyển dụng. Coi như là người đầu tiên cũng nên được đối xử ưu đãi. Nhưng nếu như tôi phát hiện có người thứ hai, tôi sẽ đối xử với người đó bằng hình phạt khắc nghiệt nhất. Bởi vì người thứ nhất mắc sai lầm thì có thể nói là ngây thơ, nhưng người thứ hai mắc sai lầm thì chính là ngu ngốc. Tương lai của công ty hy vọng mới là đạt được giá trị 10.000 tệ mỗi cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đạt đến 1 tỷ. Một công ty muốn tiến lên với mục tiêu như vậy thì không cần những người ngu ngốc cùng làm việc. Đây là lần đầu tiên Hoác Khải phát biểu trong công ty, trước đây anh chưa làm vì công ty mới thành lập nên mọi người đều chỉ muốn nói về những vấn đề xoay quanh tiền lương và kinh nghiệp, nói về lý tưởng lúc đó dường như chỉ là điều vô nghĩa. chương 319, Người bị xem nhẹ. Công ty bây giờ đã khác, đạt được doanh thu hàng năm ước tính lên tới hàng trăm triệu. Mặc dù so với các công ty khác trên thế giới thì cũng không tính là gì, nhưng đối với một công ty mới thành lập chưa đầy một năm, thì công ty của họ chắc chắn phải được xếp vào hàng tốt nhất. Rất ít công ty có thể so sánh với công ty của họ. Đã đạt được những thành tích đáng nể như vậy mà vẫn chưa thể nói đến lý tưởng, vậy thì lý tưởng đó cũng quá xa xỉ rồi. Mọi người im lặng gật đầu, đúng vậy, công ty này có tương lai rất hứa hẹn, và tất cả mọi người có mặt ở đây đều là những nhân viên tham gia vào từ lúc công ty mới sáng lập. Có thể không bằng ông chủ và bà chủ, nhưng chỉ cần công ty thật sự phát triển lớn mạnh hơn nữa, thì với trình độ của họ chẳng lẽ còn phải sợ thiếu tiền trong tương lai hay sao? Nghĩ đến điều này, nhiều người không khỏi cảm thấy Ninh Hạo Bân quá ngu ngốc khi từ bỏ tương lai tươi sáng như vậy chỉ vì một chút lợi ích trước mắt. Hoắc Khải nhìn vào thái độ của đám người này, biết rằng lời nói của anh đã có tác dụng nên cũng không nói thêm nhiều. Có một số chuyện, nói ít hiểu nhiều là tốt nhất. Nếu như cứ cố nói, có khi lại phản tác dụng, khiến cho người khác cảm thấy mình đang nói chuyện rông dài mà chẳng có mục đích gì. Sau khi giáo huấn xong, Hoắc Khải quay sang nhìn Ninh Thần, khẽ gật đầu với cô rồi rời đi. Hoắc Khải xem như là đã đóng vai ác xong, phần còn lại thì cứ để cho Ninh Thần tiếp tục xoa dịu mọi người, đây gọi là chiêu vừa đấm vừa xoa mà thu phục lòng người. Về mặt này, cô cũng làm rất tốt. Sau đó Hoắc Khải đã đến chi nhánh của nhà họ cơ, nơi làm việc chính của anh. Việc ở công ty hy vọng mới thật sự chỉ giống như công việc bán thời gian của anh hơn. Ngay khi đến công ty, Hoắc Khải đã nhận được cuộc gọi từ luật sư của mình. Ninh Hạo Bân đã thú nhận về việc làm dò dỉ công thức đồ uống của công ty, sự thật này phù hợp với suy đoán của chúng tôi, hoàn tất việc lấy lời khai. Hoắc Khải ậm ừ nói, vậy thì gửi thư luật sư cho Skinny Girl đi. Được sau khi cúp máy hoác khải cũng không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng gì bắt đầu nhanh chóng giải quyết những chuyện khác trước đó anh nói với ninh hạo bân rằng anh đã đạt được thỏa thuận hợp tác với bên skinny girl tất nhiên những lời này đều chỉ là nói dối mà thôi chính vì có sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người nên hoác khải đã lừa được ninh hạo bân bằng cách này hiệu quả rất tốt mà lý do chủ yếu nhất chính là do ninh hạo bân cũng không phải một kẻ có lòng giả quá thâm sâu khó lường dù có tài giỏi đến đâu thì anh ta cũng chỉ là một tân binh mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm đối với những mưu mô trên thương trường vì chỉ là một tay mơ nên hoác khải đương nhiên có thể dễ dàng đùa giỡn với anh ta lừa lấy được lời khai của ninh hạo bân xong thì tất cả những gì cần phải làm tiếp theo chính là gây áp lực với skinny girl dùng chiêu ẩn mình đánh giặc mượn gió đẩy thuyền có lẽ cũng không còn bao lâu nữa skinny girl sẽ chủ động liên hệ với hoác khải hy vọng anh sẽ giữ kín sự việc bởi vì bọn họ là một công ty có một số chuyện không muốn thừa nhận cũng không được hơn nữa hoác khải còn đang nắm trong tay đầy đủ nhân chứng vật chứng để khởi tố bọn họ một khi bị khởi tố skinny girl chắc chắn sẽ thua cuộc và phải đền một số tiền lớn họ vừa mất danh tiếng vừa mất tiền nên chắc chắn sẽ không sẵn lòng để bản thân lâm vào tình cảnh như vậy hoác khải cũng đã nghĩ đến kế hoạch tiếp theo anh không cần đuổi cùng giết tận skinny girl chỉ muốn mượn chuyện này để bắt bên kia giao ra thị phần Kết quả của cuộc khảo sát trước đó cho thấy các sản phẩm giảm cân của Skinny qua nhiều năm hoạt động cũng đã gây dựng được chút danh tiếng. Việc giành được thị phần từ họ sẽ giúp anh mở rộng thị trường bán lẻ truyền thống, đây chính là một trợ lực to lớn đối với sự phát triển của công ty Hy vọng mới. Một kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng như vậy hoàn toàn không khiến Hoắc Khải tốn nhiều sức lực, với nền tảng của anh thì việc giải quyết những việc như vậy thật quá dễ dàng. Tư duy kinh doanh này có thể trông rất lợi hại trong mắt của người khác. Nhưng chỉ là điều bình thường đối với anh. Nếu một công ty có doanh thu hàng năm chỉ vài trăm triệu mà đòi hỏi anh phải dành toàn bộ thời gian của mình để làm việc, điều đó hoàn toàn không xứng với tên tuổi của cậu lớn nhà họ Hoắc. Tại văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ, công việc còn nhiều hơn ở công ty Hy vọng mới, các hạng mục nghiệp vụ ngày càng mở rộng, khiến cho việc kinh doanh trở nên hết sức phức tạp. Nếu không có Hoắc Khải ở đây để giúp đỡ, chỉ một mình Cơ Hương Ngưng thì dù cho có mọc thêm hai cái đầu cũng làm không nổi. Giờ đây Hoắc Khải không chỉ nắm được thị trường trong nước mà còn nắm giữ cổ phần của mình tại các chi nhánh mới thành lập ở nước ngoài. Theo lời của Cơ Hương Ngưng, lãnh đạo của chi nhánh ở nước ngoài chính là được Hoắc Khải đưa đến để giúp đỡ. Nếu như anh còn không tham gia vào quản lý thì cũng giống như thiếu tôn trọng anh vậy. Hoắc Khải cũng không có ý từ chối, anh sẵn sàng tham gia vào công việc của nhà họ Cơ. Càng tham gia vào nhiều việc, anh càng dễ dàng thực hiện các kế hoạch riêng của mình trong tương lai. Bây giờ Hoắc Khải trông như đang rất bận rộn nhưng thực tế cũng không có gì đáng kể. Mọi bước đi của anh đều được lên kế hoạch cẩn thận, có liên quan chặt chẽ với nhau trong bố cục tổng thể mà anh đang suy tính. Đang làm việc dở dang, chuông điện thoại lại vang lên. Anh vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói tức giận của đường trọng vi cất lên, có phải nếu như tôi không chủ động liên lạc với anh thì anh sẽ không bao giờ để ý đến tôi hay không? Hoắc Khải nghe vậy thì giật mình, nhưng không thể trả lời ngay. Ở đầu dây bên kia, Đường Trọng Vi bắt đầu ý thức được sự mập mờ trong lời nói của mình vừa rồi, liền vội vàng giải thích ý của tôi là anh để tôi ở lại khách sạn mà không biết gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, anh không sợ tôi sẽ xảy ra chuyện sao. Sau lần say rượu trước, Hoác Khải đã đưa Đường Trọng Vi về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đó anh đã gọi điện cho Hoác Sai Minh để thông báo sự việc rồi mới bỏ đi. Không phải là anh không quan tâm. Chỉ là khi anh hỏi nhân viên khách sạn thì được cho biết đã có người nhà họ đường đến chăm sóc cho cô ấy. Nếu như người nhà họ đường đã đến thì Hoác Khải cũng không nên nhiều chuyện làm gì nữa. Ngoài ra, sau đó anh còn bận đối phó với đợt khủng hoảng sau khi công ty bị dò dỉ thông tin, không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác. Bây giờ nhận được cuộc gọi từ đường Trọng Vi, Hoác Khải đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Cho dù nói thế nào thì cô ấy cũng vì anh mà tới anh cứ như vậy mà bỏ đi không hỏi đến quả thật cũng có chút không đúng tôi thật sự xin lỗi tôi nghe mọi người nói rằng gia đình của cô đã đến nên tôi cũng không tiện nhiều lời thêm nữa thế này đi tôi mời cô ăn tối xem như một lời xin lỗi hoác khải nói đường trọng vi khịt mũi nói vẫn còn biết điều đó hả tôi bây giờ cũng đói bụng rồi cô ấy cũng tự thấy giọng điệu của mình có chút nũng nịu nhưng ngoài một chút ngại ngùng trong lòng thì cũng không cảm thấy có gì mất tự nhiên Lúc trước cô ấy sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nói chuyện với những người đàn ông khác, dù chỉ là hơi thân thiết một chút, bởi vì cô ấy từng nghĩ cả đời này của mình dường như sinh ra là để dành cho Hoắc Khải. Sống là người của anh, mà chết cũng là ma của anh. Nhưng hiện tại, mỗi khi nói chuyện với người đàn ông này, tâm trạng của cô ấy luôn vô cùng thoải mái, thậm chí còn có cảm giác vui thích. Những cảm giác như vậy thường chỉ do vị hôn phu của cô ấy mang lại. Bây giờ vị hôn phu lại thờ ơ với cô ấy, nhưng một người đàn ông chỉ mới gặp cô ấy có vài lần lại cho cô ấy loại cảm giác như vậy. Đôi khi đường trọng vi còn suy nghĩ liệu có phải do lâu quá cô ấy không được gặp vị hôn phu của mình nên nhìn thấy ai cũng cảm thấy giống anh hay không. Tập đoàn thương mại quốc tế đường thì tất nhiên có phái đến vài vệ sĩ đến bảo vệ kỹ càng cho cô ấy. Thái độ thờ ơ của Hoác Khải giả đối với đường Trọng Vi đã khiến cho chủ tịch tập đoàn thương mại quốc tế đường thì cảm thấy bất mãn, nhất là khi biết con gái của mình bởi vì chuyện này mà chạy hơn ngàn cây số để giải sầu, lại càng thêm tức giận, đến tận cửa hỏi tội. Thế nhưng kẻ giả mạo lại không xem vị chủ tịch nổi tiếng trong giới kinh doanh này ra gì, còn không thèm mở cửa tiếp đón chứ đừng nói đến một lời xin lỗi nào. Chủ tịch đường đã nói rõ với nhà họ Hoác rằng nếu Hoác Khải không chịu xin lỗi thì cuộc hôn nhân này sẽ không bao giờ xảy ra. Tập đoàn thương mại quốc tế đường thị không thiếu tiền, cũng không nhất thiết cần đồng minh như nhà họ Hoác, nên sẽ không đánh đổi hạnh phúc cả đời của con gái mình để lấy thứ gọi là lợi ích những người khổng lồ thật sự trong giới kinh doanh từ lâu đã không còn dựa vào những cuộc hôn nhân thương mại để kiếm tiền vì vậy ngay cả khi biết được đường trọng vi đang tìm đến một người đàn ông khác chủ tịch đường cũng không để cấp dưới cản trở mà chỉ bảo họ chăm sóc tốt cho cô chủ khi tỉnh lại ở khách sạn người nhà họ đường vẫn chưa đến lúc mở chăn bông ra thấy quần áo vẫn còn nguyên đường trọng vi mới yên tâm đồng thời cũng có chút lo sợ cô ấy thật sự đã mất trí rồi một mình chạy đến một nơi thật xa để tìm kiếm một người đàn ông không hề quen thân hơn nữa cô ấy còn dám uống say với người đó nếu người đàn ông đó mà có ý đồ xấu khẳng định là cô ấy không thể chống lại đường trọng vi rất hài lòng vì cô ấy vẫn không bị tổn hại đến thân thể điều này cho thấy cô ấy đã không tìm nhầm người Bất kể người đàn ông tên Lý Phong này và vị hôn phu của cô ấy có thật sự giống nhau hay không, nhưng ít nhất tính cách của người này cũng rất đáng tin cậy. Chỉ có điều, Đường Trọng Vi không ngờ sau khi để lại cô ấy một mình ở trong khách sạn, thì anh thậm chí còn không gọi điện cho cô ấy lấy một lần. Sau mấy ngày chờ đợi, Đường Trọng Vi rốt cuộc không nhịn được nữa mà phải chủ động gọi điện cho Hoắc Khải. Là ngọc nữ của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị, cô ấy chưa bao giờ bị xem nhẹ như thế này nhất định phải bắt người đàn ông này tả tội với cô ấy mới được. Nghe thấy những lời phàn nàn của đường Trọng Vi, Hoác Khải bật cười, tính tình của cô nhóc này vẫn như trước, rất thích bám dính anh. chương 320, cơ hội lớn. Được rồi, vậy cô ở khách sạn chờ tôi, tan làm tôi sẽ đi đón cô, Hoác Khải nói. Vậy thì tôi ở đây đợi anh, nếu mà anh không tới, tôi sẽ để vệ sĩ của tôi bóp chết anh. Đường Trọng Vi giơ nắm đấm nhỏ bé mỏng manh lên uy hiếp, cho dù Hoác Khải cũng không thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô ấy lúc này. Sau khi cô ấy cúp điện thoại, người đàn ông mặc Âu Phục đứng ở một bên hơi cúi người nói, thưa cô chủ, chủ tịch hy vọng cô có thể quay lại càng sớm càng tốt, bên phía nhà họ Hoác. Có quay lại hay không là quyền tự do của tôi, lẽ nào bố tôi còn muốn ép tôi làm những việc mà tôi không muốn hay sao, đường trọng vi bất mãn nói. Người đàn ông trung niên nhanh chóng lắc đầu giải thích, chủ tịch không có ý như vậy, nhưng cô chủ đã ở đây mấy ngày rồi. Chủ tịch đã cãi nhau rất lớn với nhà họ Hoắc vì chuyện của cô chủ. Nếu như cô chủ không quay lại e rằng sẽ xảy ra nhiều rắc rối. Cô chủ cũng biết với thế lực của chủ tịch so với nhà họ Hoắc thì tuyệt đối sẽ không có chuyện chịu nhường nhịn. Vậy ý của ông là muốn tôi làm người hòa giải? Hai mắt Đường Trọng Vi dường như trống rỗng, nhìn ông rồi nói, tôi không làm việc trong công ty, tại sao tôi phải đánh đổi sở thích cá nhân của mình để đấu tranh cho lợi ích của công ty? nếu như điều đó có lợi như vậy, vậy thì ông đi mà làm. Dứt lời, đường Trọng Vi đứng dậy, cầm túi bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên là một trong những thư ký của chủ tịch đường, ông ta biết cô chủ được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, nên cũng không dám có gì bất mãn, chỉ có thể gọi những vệ sĩ khác đi theo cô ấy. Đã đến giờ tan làm, Hoác Khải sắp xếp xong mọi thứ rồi chuẩn bị rời đi. Còn chưa bước ra khỏi cửa thì cơ hương ngưng đã bước nhanh vào trong. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng nói, chú ba nói với tôi rằng dòng chính sẽ triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị để thúc đẩy cải cách doanh nghiệp của dòng họ. Đây là phương án cải cách, anh xem. Nếu như là chuyện khác, cơ hương ngưng sẽ không đến nói với Hoác Khải vào lúc này, vì cô ấy luôn cảm thấy do dự bởi những nguồn khúc trước đây, và cô ấy không biết phải làm thế nào để đối mặt với Hoác Khải. Nhưng cuộc cải cách doanh nghiệp này liên quan đến lợi ích cơ bản của cô ấy. Sau khi đọc kế hoạch cải cách do cơ xuyên hải gửi, cơ hương ngưng ngay lập tức biết rằng đã có điều gì đó không ổn xảy ra. Cô ấy không có kinh nghiệm để đối phó với loại chuyện này, cũng không biết phải làm sao, sau khi suy đi nghĩ lại, cô ấy chỉ có thể cầu cứu Hoắc Khải. Ngoài mặt cô ấy tỏ ra nóng nảy, thật ra là để che đậy một nỗi hoảng sợ khác trong lòng. Trước tiên đừng quá lo lắng, để tôi xem qua một chút, Hoắc Khải cầm lấy máy tính sách tay, đi sang bên cạnh và ngồi xuống để xem xét kỹ hơn. Kế hoạch cải cách cũng không dài lắm, nhưng có thể thấy nó đã được đặc biệt chuẩn bị, rất có tính toán. Trong đó, liên quan mật thiết nhất đến cơ hương ngưng chính là thời gian nắm quyền tại văn phòng chi nhánh. Trước đây Hoác Khải dựa vào áp lực từ bên ngoài buộc dòng chính của nhà họ cơ phải chấp nhận các điều kiện của mình, khiến cho vấn đề tài chính và nhân sự của văn phòng chi nhánh không phải chịu sự kiểm soát của trụ sở chính. Nhưng kế hoạch cải cách lần này đã quy định rất rõ ràng, rằng các vị trí tổng giám đốc của tất cả các chi nhánh sẽ được điều chuyển mỗi 3 năm một lần, Nói một cách nhẹ nhàng, điều này là để tránh việc chia bè kết phái, hơn nữa còn để cho những tài năng mới tốt hơn có thể luân phiên hoạt động. Nhưng trên thực tế, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra, hơn một nửa nguyên nhân là do Cơ Hương Ngưng nên mới có chuyện soạn ra cái kế hoạch cải cách này. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đang phụ trách văn phòng chi nhánh, vốn đã là một trong những người giỏi nhất của nhà họ Cơ. Nguồn vốn 200 triệu tệ đã được chi ra, phạm vi kinh doanh cũng được mở rộng đáng kể, theo ước tính lợi nhuận năm nay có thể tăng ít nhất 300%. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng phải biết, mức tăng này là đã trừ ra chi phí hoạt động rồi. Nói cách khác, trừ ra chi phí hơn 200 triệu tệ, còn có lợi nhuận tăng gấp 3 lần. Tính toán kỹ ra như vậy thì thấy đúng là rất dọa người. Chỉ là một chi nhánh, mà lợi nhuận hàng năm gần như tương đương với tổng của tất cả các chi nhánh khác của nhà họ cơ. song chính từ trước đến giờ luôn đem doanh nghiệp ra tộc coi là sản nghiệp của riêng họ, Bây giờ nhìn thấy chỗ này phát triển tốt như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy tức đến đỏ cả mắt. Hoắc Khải đã dự liệu được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là anh không ngờ dòng chính nhà này lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy. Chỉ mới có vài tháng mà đã nổi lòng tham, chẳng trách nhà họ Cơ làm ăn bao nhiêu năm nay mà sản nghiệp vẫn luôn nằm ở mức 1 tỷ không di dịch. Hoắc Khải rất bình tĩnh, nhưng Cơ Hương Ngưng thì không như vậy, cô ấy sốt ruột hỏi, "Thế nào rồi, có cách giải quyết không?" Hoắc Khải suy nghĩ một chút rồi nói, tôi không nghĩ cần phải xử lý chuyện gì, chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được. Trong mắt người khác, đây là một chiến lược nhằm chống lại cô. Nhưng theo tôi, đây là một cơ hội lớn dành cho cô. Cơ hội lớn, Cơ Hương ngưng sững sờ, hiển nhiên là không hiểu ý của anh. Hoắc Khải cười nói, cho dù cô có quản lý văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ tốt đến đâu thì nó vẫn luôn chỉ là một chi nhánh. Nói thẳng ra thì cô không thể nào đứng trên sân khấu không thể nào làm chủ được. Bởi vì cô vốn không thể tách hẳn văn phòng chi nhánh này ra khỏi doanh nghiệp gia tộc, bất kể là dòng chính hay nhánh phụ cũng sẽ không đồng ý với điều đó. Nay dòng chính đã cho cô cơ hội để di chuyển, đương nhiên cô phải biết nắm bắt lấy nó. Nhưng nếu điều tôi đến chi nhánh khác thì tôi nên làm gì? Họ đổi người cũng tương đương với việc tước bỏ toàn bộ quyền lực của tôi, cơ hương ngưng cao mày nói. Cô phải nghĩ ở một góc độ khác, nếu như cô không nhường đường thì làm sao cô có thể nâng đỡ người của mình lên được?" Hoắc Khải nói. "Người của mình? Cô không thấy à, một mình cô làm sao có thể chống lại cả gia tộc?" Hoắc Khải lắc đầu nói, "Muốn làm chủ tịch thì phải có tầm nhìn xa hơn, lâu dài hơn. Vị trí chủ tịch không phải là người có quyền lực lớn nhất, mà là người biết cân bằng tốt nhất. Nếu như cô có thể cân bằng lợi ích của tất cả các bên, họ sẽ giữ cô ở lại chiếc ghế này. Còn nếu không thì họ sẽ cố gắng hết sức để kéo cô xuống." Cơ Hương Ngưng trầm ngâm lắng nghe, nhưng suy nghĩ của cô ấy vẫn chưa được rõ ràng lắm. Trước khi Hoắc Khải nói với cô ấy về tham vọng của mình, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành vị trí chủ tịch, có thể trở thành tổng giám đốc văn phòng chi nhánh đã được coi là lý tưởng lớn nhất của cô ấy rồi. Hoắc Khải thì khác với cô ấy, nhà họ Hoắc trước đây đang đứng ở trên đỉnh cao nhất, đương nhiên anh sẽ có một quan điểm và tầm nhìn khác. Anh biết rất rõ rằng nếu muốn Cơ Hương Ngưng làm chủ tịch thì nhất định phải biết cách chia sẻ lợi ích. Nếu như nắm hết tất cả lợi ích trong tay thì sẽ không có ai phục mình. Theo kế hoạch của Hoắc Khải, nhánh phụ có liên hệ huyết thống với nhau nên cũng không khó để nhận được sự giúp đỡ. Nhất định nhánh phụ cũng hy vọng có người của họ leo lên được vị trí chủ tịch của doanh nghiệp gia tộc. Hơn nữa, cơ hương ngưng còn quá trẻ và là một phụ nữ, trong mắt bọn họ, cô ấy sẽ dễ dàng bị kiểm soát hơn cả. Ngoài nhánh phụ, cũng cần có thêm vài đồng minh ở bên phía dòng chính. Cơ xuyên hải cũng được tính là một, nhưng một mình ông ta là không đủ. Nếu như dòng chính không đề ra kế hoạch cải cách, Hoắc Khải thật sự sẽ không thể dễ dàng lôi kéo người khác về phía mình, nhưng bây giờ khi kế hoạch đã được đưa ra, nó liền cho anh một cơ hội. Chẳng phải dòng chính muốn nắm quyền ở văn phòng chi nhánh này hay sao? Được, bây giờ ai đứng về phía bọn họ thì bọn họ sẽ đem vị trí này nhường lại cho bây giờ cơ hương ngưng ở trong nhà họ cơ coi như cũng đã có chút địa vị nhất là đối với những chuyện liên quan tới văn phòng chi nhánh thì lời nói của cô ấy lại càng có trọng lượng chỉ cần cô ấy mở miệng tuyên bố sẽ đem vị trí này nhường cho bất kỳ vị nào trong dòng chính chắc hẳn cũng sẽ không có mấy người phản đối tất nhiên cơ xuyên hải phải bị loại trừ vì dù sao ông ta cũng trực tiếp đưa ra kế hoạch cải cách này để nhắm vào họ sau khi nghe hoác khải giải thích cơ hương ngưng cuối cùng cũng hiểu ra Cô ấy lộ ra vẻ trầm ngâm và nói, "Ý của anh là, dùng vị trí này làm con bài mặc cả, lôi kéo những người ở dòng chính giống như chú ba vậy cũng ngồi trên một chiếc thuyền." "Đúng vậy, văn phòng chi nhánh chính là một con bài mặc cả. Trong một vài năm, sẽ có nhiều người có thể giúp đỡ cho cô. Tuy nhiên, cô phải thay đổi vị trí của mình 3 năm một lần thì quá lâu. Cô nên nhờ cơ xuyên hải giúp đỡ đẩy thời gian lên 2 năm, làm sao cho phù hợp." Tôi nghĩ những người trong cuộc cũng sẽ không phản đối, Hoắc Khải nói. Nhưng nếu lúc đầu bọn họ nguyện ý làm đồng minh của tôi rồi sau này lại hối hận thì sao?" Cơ Hương Ngưng vẫn lo lắng hỏi. "Không phải đã nói rồi sao, muốn làm chủ tịch thì phải học cách cân bằng lợi ích của các bên. Nói như chú ba của cô đi, chẳng lẽ ông ta sẽ không bao giờ đổi ý hay sao? Cô đã có thể xử lý chú ba của cô, sao lại không thể đối phó với người khác?" tất nhiên là không dễ dàng để ngồi chung trên một chiếc thuyền, mà chiếc thuyền này một khi đã bước lên thì cũng không thể dễ dàng xuống được. Hoắc Khải cười nói, lòng người tham lam, nhìn thấy người khác chiếm chỗ tốt, trong lòng ai cũng đều sẽ có vướng mắc. Kế hoạch cải cách lần này của dòng chính mới nhìn thì tưởng như muốn kéo cô xuống đài, nhưng thực tế bọn họ cũng đã tạo ra một nút thắt. Dù là sau này ai đến đây tiếp quản văn phòng chi nhánh, thì cũng khó tránh khỏi sinh sự ồn ào trong một thời gian dài việc chúng ta phải làm chính là thổi bùng ngọn lửa lên, sau đó ném lợi ích ra một cách đúng lúc. Vì vậy cô không cần phải lo lắng về kế hoạch cải cách bây giờ, thay vào đó hãy đi nghiên cứu xem ai ở trong dòng chính nhà cô sẽ có khả năng tiếp quản văn phòng chi nhánh này nhất. chương 321, Sự việc bại lộ đã nói đến mức này rồi mà cơ hương ngưng còn không hiểu nữa thì cô ấy đã bị cơ xuyên hải và cơ xương minh đè chết lâu rồi. Nhưng nói thế nào đi nữa, sự việc mà mấy phút trước còn khiến cô ấy bần thần không yên, hoang mang lo sợ thì đã được Hoác Khải giải quyết chỉ trong vòng 2, 3 phút đồng hồ. Sự nhẹ nhõm trong lòng làm cơ hương ngưng mơ hồ cảm thấy một chút đáng sợ. Vì lần thay đổi này mà nhà họ cơ có thể sẽ dối tung cả lên, mà người đàn ông trước mặt cô ấy lúc này lại là người âm thầm khuấy đảo mọi chuyện lên. Không ai có thể ngờ rằng anh lại coi lần thay đổi này là một cơ hội lớn hiếm có. Năng lực chuyển nguy thành an này thật sự quá phi thường. Cơ hương ngưng thậm chí còn có cảm giác rằng người đàn ông này như đang chơi trò chơi vậy, mặc sức xoay cả nhà họ cơ như trong chóng. Dù là bản thân cô ấy, cơ xuyên hải, hay là nhân vật tầm cỡ như cơ chấn hùng cũng chỉ là những quân cờ cho anh tùy ý xếp đặt. Người như anh ta đang nghĩ gì trong lòng, liệu có người nào đoán được? Mãi cho đến bây giờ, cơ hương ngưng vẫn không thể hiểu được. Một hoác khải có năng lực như vậy, tại sao lại lựa chọn giúp đỡ một kẻ soàng như cô ấy đi lên vị trí cao chứ? Nếu anh muốn, những công ty lớn có đẳng cấp sẽ luôn mở rộng cửa đón anh vào. Đây gọi là không thèm lợi ích nhỏ trước mắt vì mưu đồ lớn. Cơ hương ngưng rất muốn hỏi xem Hoác Khải đang mưu tính điều gì. Cô ấy đã từng hỏi Hoác Khải câu như vậy rồi, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời qua loa mập mờ làm người ta không thể hiểu nổi. Mà nhà họ cơ không thể thoát khỏi cảnh bị anh trêu đùa, vậy còn cô ấy thì sao? Chuyện năm đó có đáng để Hoác Khải chú ý không? Anh giúp cô ấy làm những việc này là mật ngọt chết rồi hay là vì mục đích khác? Nghĩ đến đây, cơ hương ngưng không kìm được nữa mà thốt lên, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hoác Khải vẫn còn đang nghĩ xem nên lôi kéo dòng chính nào của nhà họ cơ, khi nghe được câu hỏi này thì anh hơi ngẩn ra, làm gì là làm gì cơ? Câu nói này giống như một cây kim chọc thẳng vào cơ hương ngưng vậy. Cô ấy đứng phát dậy, nhìn thẳng vào Hoắc Khải và nói, tôi mặc kệ anh có nhớ hay không, cũng không quan tâm anh thật sự định làm gì. Nhưng tôi phải nói rõ với anh rằng chuyện đó không liên quan đến ai cả. Nếu muốn báo thù thì cứ tìm một mình tôi là được, đừng có liên lụy đến người khác. Tôi không thích bị chơi đùa như thế. Cơ hương ngưng đột một đổi sắc mặt khiến Hoắc Khải cảm thấy khó hiểu. Ban nãy còn đang bàn chuyện công, sao tự nhiên lại trở mặt thế này? Gì mà báo thù, đây là đang giúp đỡ mà anh biết cơ hương ngưng phản ứng như vậy là vì những chuyện quá khứ những chuyện đó có liên quan mật thiết đến lý phong nhưng anh đâu phải lý phong cũng chẳng muốn vì chuyện cũ mà mâu thuẫn với cơ hương ngưng hoác khải đứng dậy và vỗ vai cô ấy như để an ủi nhưng cơ hương ngưng lại lùi về phía sau như một con thỏ đang bị dọa hoác khải lại lúng túng thu tay về và nói cô đừng nghĩ nhiều làm gì nếu tôi muốn báo thù cô thì cô nghĩ cô sẽ thoát được sao Bất kể lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì cũng đã là chuyện quá khứ rồi, tôi không nhớ được nữa. Mà dù có nhớ thì tôi cũng chẳng muốn nghĩ đến. Tôi của hiện tại là trợ lý của cô, làm những việc mà bản thân thấy vui. Cô đừng nghĩ tôi là người âm mưu như vậy nữa, sẽ chỉ khiến bản thân cô cảm thấy khó chịu mà thôi. Cơ Hương Ngưng nhìn thẳng Hoắc Khải với một biểu cảm rất nghiêm túc và chăm chú. Dáng vẻ xem xét của cô ấy như đang đoán xem Hoắc Khải nói thật hay nói dối. Hoác Khải cũng chẳng có ý né tránh mà cũng đối mắt với cô ấy và nói, tôi nghĩ do dạo này cô hơi nhiều áp lực nên nghĩ linh tinh đấy. Nếu được thì hãy nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Tôi còn chút việc nên đi trước đây. Cơ hương ngưng không ừ hử gì mà nhìn Hoác Khải rời đi. Khi bóng dáng của người đàn ông này đã biến mất khỏi tầm mắt thì trái tim đang đập loạn lên của cô ấy mới trở lại bình thường. Sau khi thở dài một hơi, cơ hương ngưng quay lại nhìn máy tính bảng trên bàn nhớ lại từng câu nói của Hoắc Khải, thậm chí là từng chữ một, cô ấy bỗng cảm thấy người đàn ông này không hề nói dối. Anh thật sự không nhớ lại được nữa, hoặc là không có ý định truy cứu chuyện cũ. Vậy chẳng lẽ là do bản thân cô đã nghĩ nhiều rồi sao? Mọi hành động của Hoắc Khải gần đây không hề giống báo thù chút nào, cho dù có là mật ngọt chết rồi thì cũng không hợp lý gì cả. Nội tâm rằng xé khiến cơ hương ngưng trở nên mê man những chuyện trong quá khứ cứ như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ nổ trong lòng cô ấy. Càng ngày cơ hương ngưng càng muốn nói rõ ràng mọi chuyện cho Hoác Khải và mặc kệ những gì sẽ xảy đến sau đó. Nếu không nói chuyện này ra thì sớm muộn cô cũng bước bối mà chết. Nhưng nếu Hoác Khải đã không nhớ gì rồi thì bản thân còn đào lên làm gì? Nói ra chuyện đó cũng chẳng có lợi cho bản thân cô ấy, lại còn liên lụy đến cả ninh thần. Cô ấy vốn đang rất có lỗi với ninh thần rồi, sao có thể khiến ninh thần chịu dày vò thêm một lần nữa được chứ? Có lẽ, cứ giấu nó ở trong lòng, hoắc khải không nói, cô ấy cũng không nói, sẽ là một lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, cơ hương ngưng dần dần bình tĩnh trở lại. Bất kể ra sao thì cứ giải quyết chuyện thay đổi lần này đã. Con đường tư duy mà Hoác Khải nói đến ban nãy đã gợi ý cho cơ hương ngưng rất nhiều, càng lúc cô ấy càng cảm thấy có lý dòng chính đưa ra bản kế hoạch thay đổi như vậy rõ ràng là vì lòng tham với lợi thế của công ty chi nhánh. Bọn họ càng ghen tức thì uy lực của cô ấy càng lớn. 50 vị trí trong hội đồng quản trị, cộng thêm bản thân cô và cơ xuyên hải, trước mắt số phiếu trong tay cô đã đủ quyền lên tiếng rồi. Chỉ cần thêm được 3, 4 phiếu nữa là có hy vọng thắng. Nhưng nên lấy lợi ích của công ty để lôi kéo ai đây? Cơ hương ngưng đang muốn gọi cho cơ xuyên hải để thương lượng thì điện thoại của cô ấy đã rung chuông. Cầm lên xem thì là số lạ, nhưng số điện thoại này đã được đăng ký chính chủ ở công ty điện thoại rồi, thường sẽ không bị số lạ gọi tới. Sau khi bấm nghe thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm tính, cho hỏi có phải cô cơ hương ngưng không? Là tôi, không biết ông là cơ hương ngưng hỏi. Tôi là Lý Thắng Bân, muốn tìm cô cơ để hỏi về thông tin của một người, người đó nói khi nghe được cái tên này cơ hương ngưng hơi sửng sốt sau khi đã lục tìm được cái tên nghe có vẻ quen thuộc này trong não bộ sắc mặt cô ấy trở nên trắng bệch lý thắng bân lý vào lúc cô ấy đang phân vân không biết có nên làm rõ mọi chuyện ra không thì bây giờ cô ấy biết là không cần phải do dự nữa rồi chuyện mà bản thân cô lo lắng nhất đã xảy ra người không nên xuất hiện cũng đã đến mặc dù không biết vì sao ông ta tìm đến và liên lạc được với mình nhưng nghĩ đến tên của đối phương thì cơ hương ngưng cũng chẳng thấy lạ nữa hiện giờ cô ấy chỉ cực kỳ lo lắng không biết nên trả lời thế nào xin lỗi tôi đang bận tôi sẽ trả lời ông sau nói rồi cơ hương ngưng cúp luôn máy đặt điện thoại lên ngực sắc mặt cơ hương ngưng càng lúc càng trắng nửa phút sau cô ấy mở điện thoại ra và gọi cho ninh thần đầu dây bên kia vừa bắt máy cơ hương ngưng đã vội vã nói thần hỏng rồi ninh thần còn đang bận biểu việc ở công ty ninh hảo bân đã nhận mọi tội lỗi các luật sư cũng đã chuẩn bị xong đơn kiện và đang tiến hành mọi chuyện là người phụ trách của công ty nên ninh thần phải trao đổi với luật sư và trở thành một trong những người sẽ phát biểu chứng cứ ngoài ra cô còn phải xử lý những ảnh hưởng tiêu cực mà lần nguy cơ này mang lại cho nên cô chỉ muốn phân thân ra để xử lý không chỉ có ninh thần mà giản tư tư cũng luôn chân luôn tay lượng công việc mỗi ngày đều chất đống thành núi vô số vấn đề được gửi từ bên chăm sóc khách hàng về đây, cho dù chỉ còn lại một phần rất nhỏ thì cũng đủ để họ phải xử lý rất lâu. Cho nên tiền lương tăng ca cũng vì thế mà tăng lên theo. Vừa bắt máy thì đã thấy cơ hương ngưng nói như vậy, làm ninh thần không hiểu gì cả cái gì hỏng rồi cơ. Lý Thắng Bân vừa gọi cho tớ. Lý Thắng Bân, là ai? Chú tư của Lý Phong. Câu nói này làm ninh thần ngưng trệ mọi hành động nếu không vì đeo tai nghe Bluetooth thì cô đã làm rơi điện thoại xuống đất rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Phong là trẻ mồ côi, chỉ có cơ hương ngưng và ninh thần biết mọi chuyện không phải vậy. Anh không phải trẻ mồ côi, mà người thân của anh vẫn còn sống. Cơ hương ngưng nói là chú tư của Lý Phong tìm đến, ninh thần lập tức nghĩ đến câu sự việc bại lộ. chương 322, về nhà hãng nói. Được rồi, vậy cô ở khách sạn chờ tôi, tan làm tôi sẽ đi đón cô, Hoắc Khải nói. Vậy thì tôi ở đây đợi anh, nếu mà anh không tới, tôi sẽ để vệ sĩ của tôi bóp chết anh, đường trọng vi dơ nắm đấm nhỏ bé mỏng manh lên uy hiếp, cho dù Hoắc Khải cũng không thể nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của cô ấy lúc này. Sau khi cô ấy cúp điện thoại, người đàn ông mặc âu phục đứng ở một bên hơi cúi người nói, thưa cô chủ, chủ tịch hy vọng cô có thể quay lại càng sớm càng tốt, bên phía nhà họ Hoắc. Có quay lại hay không là quyền tự do của tôi, Lẽ nào bố tôi còn muốn ép tôi làm những việc mà tôi không muốn hay sao?" Đường Trọng Vi bất mãn nói. Người đàn ông trung niên nhanh chóng lắc đầu giải thích, "Chủ tịch không có ý như vậy, nhưng cô chủ đã ở đây mấy ngày rồi. Chủ tịch đã cãi nhau rất lớn với nhà họ Hoắc vì chuyện của cô chủ. Nếu như cô chủ không quay lại e rằng sẽ xảy ra nhiều rắc rối." Cô chủ cũng biết với thế lực của chủ tịch so với nhà họ Hoắc thì tuyệt đối sẽ không có chuyện chịu nhường nhịn. "Vậy ý của ông là muốn tôi làm người hòa giải?" hai mắt đường trọng vi dường như trống rỗng, nhìn ông rồi nói, tôi không làm việc trong công ty, tại sao tôi phải đánh đổi sở thích cá nhân của mình để đấu tranh cho lợi ích của công ty? Nếu như điều đó có lợi như vậy, vậy thì ông đi mà làm. Dứt lời, đường trọng vi đứng dậy, cầm túi bước ra ngoài. Người đàn ông trung niên là một trong những thư ký của chủ tịch đường, ông ta biết cô chủ được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, nên cũng không dám có gì bất mãn, chỉ có thể gọi những vệ sĩ khác đi theo cô ấy đã đến giờ tan làm, Hoắc Khải sắp xếp xong mọi thứ rồi chuẩn bị rời đi. Còn chưa bước ra khỏi cửa thì cơ hương ngưng đã bước nhanh vào trong. Cô ấy có vẻ hơi lo lắng nói, chú ba nói với tôi rằng dòng chính sẽ triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị để thúc đẩy cải cách doanh nghiệp của dòng họ. Đây là phương án cải cách, anh xem. Nếu như là chuyện khác, cơ hương ngưng sẽ không đến nói với Hoắc Khải vào lúc này, vì cô ấy luôn cảm thấy do dự bởi những nguồn khúc trước đây, và cô ấy không biết phải làm thế nào để đối mặt với Hoắc Khải. Nhưng cuộc cải cách doanh nghiệp này liên quan đến lợi ích cơ bản của cô ấy. Sau khi đọc kế hoạch cải cách do Cơ Xuyên Hải gửi, Cơ Hương Ngưng ngay lập tức biết rằng đã có điều gì đó không ổn xảy ra. Cô ấy không có kinh nghiệm để đối phó với loại chuyện này, cũng không biết phải làm sao, sau khi suy đi nghĩ lại, cô ấy chỉ có thể cầu cứu Hoắc Khải. Ngoài mặt cô ấy tỏ ra nóng nảy, thật ra là để che đậy một nỗi hoảng sợ khác trong lòng trước tiên đừng quá lo lắng, để tôi xem qua một chút, Hoắc Khải cầm lấy máy tính sách tay, đi sang bên cạnh và ngồi xuống để xem xét kỹ hơn. Kế hoạch cải cách cũng không dài lắm, nhưng có thể thấy nó đã được đặc biệt chuẩn bị, rất có tính toán. Trong đó, liên quan mật thiết nhất đến cơ hương ngưng chính là thời gian nắm quyền tại văn phòng chi nhánh. Trước đây Hoắc Khải dựa vào áp lực từ bên ngoài buộc dòng chính của nhà họ cơ phải chấp nhận các điều kiện của mình, khiến cho vấn đề tài chính và nhân sự của văn phòng chi nhánh không phải chịu sự kiểm soát của trụ sở chính. Nhưng kế hoạch cải cách lần này đã quy định rất rõ ràng rằng các vị trí tổng giám đốc của tất cả các chi nhánh sẽ được điều chuyển mỗi 3 năm một lần. Nói một cách nhẹ nhàng, điều này là để tránh việc chia bè kết phái, hơn nữa còn để cho những tài năng mới tốt hơn có thể luân phiên hoạt động. Nhưng trên thực tế, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra hơn một nửa nguyên nhân là do Cơ Hương Ngưng nên mới có chuyện soạn ra cái kế hoạch cải cách này. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đang phụ trách văn phòng chi nhánh, vốn đã là một trong những người giỏi nhất của nhà họ Cơ. Nguồn vốn 200 triệu tệ đã được chi ra, phạm vi kinh doanh cũng được mở rộng đáng kể, theo ước tính, lợi nhuận năm nay có thể tăng ít nhất 300%. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng phải biết, mức tăng này là đã trừ ra chi phí hoạt động rồi. Nói cách khác, trừ ra chi phí hơn 200 triệu tệ, còn có lợi nhuận tăng gấp 3 lần. Tính toán kỹ ra như vậy thì thấy đúng là rất dọa người. Chỉ là một chi nhánh mà lợi nhuận hàng năm gần như tương đương với tổng của tất cả các chi nhánh khác của nhà họ cơ. Song chính từ trước đến giờ luôn đem doanh nghiệp ra tỏ coi là sản nghiệp của riêng họ, bây giờ nhìn thấy chỗ này phát triển tốt như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy tức đến đỏ cả mắt. Hoác Khải đã dự liệu được chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là anh không ngờ dòng chính nhà này lại thiếu kiên nhẫn đến như vậy chỉ mới có vài tháng mà đã nổi lòng tham chẳng trách nhà họ cơ làm ăn bao nhiêu năm nay mà sản nghiệp vẫn luôn nằm ở mức một tỷ không di dịch hoác khải rất bình tĩnh nhưng cơ hương ngưng thì không như vậy cô ấy sốt ruột hỏi thế nào rồi có cách giải quyết không hoác khải suy nghĩ một chút rồi nói tôi không nghĩ cần phải xử lý chuyện gì chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được trong mắt người khác đây là một chiến lược nhằm chống lại cô nhưng theo tôi, đây là một cơ hội lớn dành cho cô. Cơ hội lớn, Cơ Hương ngưng sững sờ, hiển nhiên là không hiểu ý của anh. Hoắc Khải cười nói, cho dù cô có quản lý văn phòng chi nhánh của nhà họ Cơ tốt đến đâu thì nó vẫn luôn chỉ là một chi nhánh. Nói thẳng ra thì cô không thể nào đứng trên sân khấu, không thể nào làm chủ được. Bởi vì cô vốn không thể tách hẳn văn phòng chi nhánh này ra khỏi doanh nghiệp gia tộc, bất kể là dòng chính hay nhánh phụ cũng sẽ không đồng ý với điều đó nay dòng chính đã cho cô cơ hội để di chuyển đương nhiên cô phải biết nắm bắt lấy nó nhưng nếu điều tôi đến chi nhánh khác thì tôi nên làm gì họ đổi người cũng tương đương với việc tước bỏ toàn bộ quyền lực của tôi cơ hương ngưng cau mày nói cô phải nghĩ ở một góc độ khác nếu như cô không nhường đường thì làm sao cô có thể nâng đỡ người của mình lên được khoác khải nói người của mình cô không thấy à một mình cô làm sao có thể chống lại cả gia tộc khoác khải lắc đầu nói muốn làm chủ tịch thì phải có tầm nhìn xa hơn, lâu dài hơn. Vị trí chủ tịch không phải là người có quyền lực lớn nhất, mà là người biết cân bằng tốt nhất. Nếu như cô có thể cân bằng lợi ích của tất cả các bên, họ sẽ giữ cô ở lại chiếc ghế này. Còn nếu không thì họ sẽ cố gắng hết sức để kéo cô xuống. Cơ hương ngừng trầm ngâm lắng nghe, nhưng suy nghĩ của cô ấy vẫn chưa được rõ ràng lắm. Trước khi Hoác Khải nói với cô ấy về tham vọng của mình, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành vị trí chủ tịch, có thể trở thành tổng giám đốc văn phòng chi nhánh đã được coi là lý tưởng lớn nhất của cô ấy rồi. Hoắc Khải thì khác với cô ấy, nhà họ Hoắc trước đây đang đứng ở trên đỉnh cao nhất, đương nhiên anh sẽ có một quan điểm và tầm nhìn khác. Anh biết rất rõ rằng nếu muốn Cơ Hương Ngưng làm chủ tịch thì nhất định phải biết cách chia sẻ lợi ích. Nếu như nắm hết tất cả lợi ích trong tay thì sẽ không có ai phục mình. Theo kế hoạch của Hoắc Khải, nhánh phụ có liên hệ huyết thống với nhau nên cũng không khó để nhận được sự giúp đỡ nhất định nhánh phụ cũng hy vọng có người của họ leo lên được vị trí chủ tịch của doanh nghiệp gia tộc hơn nữa cơ hương ngưng còn quá trẻ và là một phụ nữ trong mắt bọn họ cô ấy sẽ dễ dàng bị kiểm soát hơn cả ngoài nhánh phụ cũng cần có thêm vài đồng minh ở bên phía dòng chính cơ xuyên hải cũng được tính là một nhưng một mình ông ta là không đủ nếu như dòng chính không đề ra kế hoạch cải cách hoác khải thật sự sẽ không thể dễ dàng lôi kéo người khác về phía mình nhưng bây giờ khi kế hoạch đã được đưa ra, nó liền cho anh một cơ hội. Chẳng phải dòng chính muốn nắm quyền ở văn phòng chi nhánh này hay sao? Được, bây giờ ai đứng về phía bọn họ thì bọn họ sẽ đem vị trí này nhường lại cho. Bây giờ Cơ Hương Ngưng ở trong nhà họ Cơ coi như cũng đã có chút địa vị. Nhất là đối với những chuyện liên quan tới văn phòng chi nhánh thì lời nói của cô ấy lại càng có trọng lượng. Chỉ cần cô ấy mở miệng tuyên bố sẽ đem vị trí này nhường cho bất kỳ vị nào trong dòng chính chắc hẳn cũng sẽ không có mấy người phản đối tất nhiên cơ xuyên hải phải bị loại trừ vì dù sao ông ta cũng trực tiếp đưa ra kế hoạch cải cách này để nhắm vào họ sau khi nghe hoác khải giải thích cơ hương ngưng cuối cùng cũng hiểu ra cô ấy lộ ra vẻ trầm ngâm và nói ý của anh là dùng vị trí này làm con bài mặc cả lôi kéo những người ở dòng chính giống như chú ba vậy cũng ngồi trên một chiếc thuyền đúng vậy văn phòng chi nhánh chính là một con bài mặc cả trong một vài năm sẽ có nhiều người có thể giúp đỡ cho cô. Tuy nhiên, cô phải thay đổi vị trí của mình 3 năm một lần thì quá lâu. Cô nên nhờ Cơ Xuyên Hải giúp đỡ đẩy thời gian lên 2 năm, làm sao cho phù hợp. Tôi nghĩ những người trong cuộc cũng sẽ không phản đối, Hoắc Khải nói. Nhưng nếu lúc đầu bọn họ nguyện ý làm đồng minh của tôi rồi sau này lại hối hận thì sao, Cơ Hương Ngưng vẫn lo lắng hỏi. Không phải đã nói rồi sao, muốn làm chủ tịch thì phải học cách cân bằng lợi ích của các bên. Nói như chú ba của cô đi, chẳng lẽ ông ta sẽ không bao giờ đổi ý hay sao? Cô đã có thể xử lý chú ba của cô, sao lại không thể đối phó với người khác? Tất nhiên là không dễ dàng để ngồi chung trên một chiếc thuyền, mà chiếc thuyền này một khi đã bước lên thì cũng không thể dễ dàng xuống được, Hoắc Khải cười nói, lòng người tham lam, nhìn thấy người khác chiếm chỗ tốt, trong lòng ai cũng đều sẽ có vướng mắc. Kế hoạch cải cách lần này của dòng chính mới nhìn thì tưởng như muốn kéo cô xuống đài. Nhưng thực tế bọn họ cũng đã tạo ra một nút thắt. Dù là sau này ai đến đây tiếp quản văn phòng chi nhánh thì cũng khó tránh khỏi sinh sự ồn ào trong một thời gian dài. Việc chúng ta phải làm chính là thổi bùng ngọn lửa lên, sau đó ném lợi ích ra một cách đúng lúc. Vì vậy cô không cần phải lo lắng về kế hoạch cải cách bây giờ, thay vào đó hãy đi nghiên cứu xem ai ở trong dòng chính nhà cô sẽ có khả năng tiếp quản văn phòng chi nhánh này nhất. Chương 323, tình bạn sau một bữa ăn. Bây giờ đường trọng vi đang tức giận, hậu kính nghi chỉ đành kiên quyết nói, cô chủ, đây là do chủ tịch dặn dò, chúng tôi. Tôi không cần biết là ai dặn dò, nói tóm lại đây là chuyện riêng của tôi, không ai có thể xen vào hết, đường trọng vi cứng đầu nói. Lúc này Hoác Khải mới mở lời, vi vi, thư ký hậu cũng là có ý tốt, cô cũng đừng làm khó ông ấy nữa. Có người chịu lái xe hộ, không cần tôi tự lái là chuyện tốt, lái xe làm sao dễ chịu bằng được trở chứ. Đường Trọng Vi nghe thấy anh nói thì nhìn sang, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không phản đối. Mà lúc này Hậu Kính Nghi lại có chút kinh ngạc mà nhìn Hoác Khải hỏi, anh Lý biết tôi sao? Ông biết họ tên của Hoác Khải, điều này không có gì lạ. Khi Đường Quốc Diệu biết Đường Trọng Vi đến đây tìm một người đàn ông trẻ tuổi, ông ấy đã bảo Hậu Kính Nghi điều tra Hoác Khải một lượt. Quan hệ của Hoác Khải với nhóm người Triệu Vĩnh An, Miêu Nhất Khoa, Hậu Kính Nghi đều nắm rõ như lòng bàn tay, kể cả đời sống hôn nhân, quá trình làm giàu của anh cũng vậy. Hậu kính nghi chỉ không ngờ, Hoắc Khải lại có thể gọi ra được thân phận của mình, điều này quả thực làm người ta rất kinh ngạc. Hậu kính nghi có thể đảm bảo rằng mình chưa từng gặp cậu thanh niên này, càng không nói đến kết bạn, vậy thì làm sao anh biết được thân phận của mình? Đối với vấn đề này, Hoắc Khải chỉ cười mỉm, nói, thư ký hậu là thân tín của chủ tịch đường, trên tin tức có nhắc đến rất nhiều. Tuy ông chưa từng gặp tôi, nhưng tôi đã nghe nhiều về ông rồi một câu nói này vừa giải đáp thắc mắc của hậu kính nhi vừa hơi tâng bốc ông một chút đồng thời còn thể hiện được mình là người rất có năng lực quan sát tin tức thế giới bên ngoài ngoài ra việc hoác khải chủ động lên tiếng cũng hóa giải được bầu không khí sượng sùng giữa ông và đường trọng vi ấn tượng lần đầu gặp mặt của hậu kính nhi đối với cậu thanh niên này lập tức dâng lên một chút hào cảm sau đó hoác khải chủ động xuống xe ngồi vào ghế lái phụ đồng thời cũng gọi đường trọng vi lên xe người vệ sĩ mặc âu phục đen ngồi vào ghế lái đường trọng vi nhìn thấy hậu kính nghi bước sang chiếc xe khác rồi mới kéo cửa ra lên xe sau khi lên xe cô ấy còn không vừa lòng với cách làm ban nãy của hoác khải mà nói nói giúp cho ông ta làm gì ông ấy là người mà bố cô tin tưởng nhất đến đây cũng là để bảo vệ cho cô việc gì phải cãi nhau mất vui hoác khải nói anh thì biết làm người tốt rồi nếu đã tốt như thế thì tại sao lại vứt tôi một mình ở khách sạn cho dù có là khách sạn năm sao đi chăng nữa thì một thân con gái yếu đuối như tôi nhỡ mà xảy ra chuyện gì thì anh tránh được trách nhiệm chắc đường trọng vi oán trách được rồi trước đây là tôi sai tôi không viện cớ hôm nay tôi chẳng phải là đến để đền tội với cô đây sao nói đi cô muốn ăn gì nếu vẫn còn muốn uống rượu thì tôi không ngại bầu bạn với cô mấy ly dù sao có thư ký hậu ở đây rồi cô uống say cũng không cần tôi lo, Hoắc Khải nói. Tôi còn lâu mới thích uống rượu nhé, đường trọng vi làm ra vẻ hung dữ, nói, hôm nay nhất định phải để anh hoang phí một bữa, cho anh biết đắc tội chị đây là sẽ có kết cục như thế nào. Vốn cô ấy thuộc kiểu đoan trang xinh đẹp, nên cho dù có diễn thế nào thì cũng khó mà tạo được cảm giác uy hiếp cho người khác, ngược lại dáng vẻ nháy mắt ra hiệu của cô ấy lại có chút buồn cười. Hoắc Khải biết rõ tính của cô ấy, nếu mình bây giờ còn tiếp tục trêu thì cô gái này có khi lại giận thật. Được, hôm nay cô nói thế nào thì là thế ấy, Hoác Khải trả lời rất hào phóng. 40 phút sau, xe dừng trước cửa một nhà hàng buffet hải sản cao cấp. Tuy nói rằng là buffet hải sản, nhưng thực ra các loại đồ ăn đều có. Cho dù anh muốn ăn cơm tàu, cơm Tây, hay là Ý, Pháp, Mỹ đều được. Dù sao mức độ tiêu phí ở đây phải đến 1880 tệ một người. Không nói đến cái khác, chỉ riêng cua hoàng đế mà người bình thường khó gặp được cũng có thể sắp lên bàn không giới hạn cho anh. Đương nhiên rồi, người sẵn sàng bỏ ra từng ấy tiền để ăn buffet thì thân phận cũng không bình thường, cho dù thật sự có người bình thường muốn xa xỉ một bữa mà bước vào nhà hàng, nhìn thấy trang trí hoa lệ, người xung quanh không bàn về chuyện làm ăn lên đến trăm triệu tệ thì cũng thảo luận xem tuần sau nên lái du thuyền đi đâu thì anh cũng ngại mà chẳng dám ôm đồ ăn về bàn đánh chén. Hơn nữa cái ngành buffet này tồn tại đến ngày hôm nay đều là có lý do cả. Nói ví dụ như cua hoàng đế, quả thật thuộc lại hải sản đắt đỏ. Nhưng bình thường thì một người ăn bốn cái càng là sức ăn đã tốt lắm rồi, mà giá của 4 cái càng đó có lẽ còn chẳng bằng được số lẻ thấp nhất của mức chi. Hoác Khải không chỉ mua suất cho mình và đường trọng vi mà còn rất săn sóc, mua cho cả hậu kính nghi và cả ba người vệ sĩ áo đen. Anh mua cho bọn họ làm gì, muốn ăn thì họ tự trả tiền, đường trọng vi nói. Dù sao thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, coi như là cảm ơn bọn họ thay tôi chăm sóc cô mấy ngày nay." Hoắc Khải đáp. Đường Trọng Vi nghe vậy thì hơi kinh ngạc, "Giúp anh chăm sóc tôi?" Câu này nghe qua thì hình như còn có ý nghĩa khác. Cô ấy biết ý mà Hoắc Khải nói không phải cái mình đang nghĩ, nhưng nghĩa khác mà, làm người ta khó mà không nghĩ nhiều. Đường Trọng Vi có hơi xấu hổ, chỉ đành cố gắng đổi chủ đề, nói, "Thấy hôm nay anh hào phóng như vậy, xem ra anh đúng ra giống như người ta đồn." được giáo sư triệu để lại cho không ít di sản rồi hả? Tôi còn tưởng cô chẳng quan tâm mấy thứ không liên quan đến cầm kỳ thi họa chứ, không ngờ đến cô cũng biết. Đúng vậy, giáo sư triệu đúng là để lại cho tôi 10.000 tỷ đô la, đang sầu không biết nên tiêu thế nào đây. Câu này vừa nghe đã biết là nói đùa. Đừng nói triệu Vĩnh An chỉ là một giáo sư hàng đầu trong nước, cho dù có là người giàu nhất thế giới cũng không có nổi tài sản lên đến con số ấy. Ai bảo anh tôi thích cầm kỳ thi họa? nói cứ như kiểu anh hiểu tôi lắm ấy. Còn nữa, ván này anh tính giỏi thật đấy, một bữa buffet đã coi như xong với tôi rồi, hại tôi còn phải nghĩ xem làm thế nào mới khiến anh phải tiêu tốn một bữa, đường trọng vi nói. Cái này thì đơn giản thôi, nhà hàng này của họ còn cung cấp cả trứng cá muối và rượu vang đỏ, cô cũng có thể gọi riêng, hoắc khải nói. Người thực sự có tiền chắc chắn sẽ không thích bị người ta sắp đặt đâu vào đấy, bơi ngoài quy tắc mới là chuyện mà bọn họ thích làm cho nên loại nhà hàng cao cấp như thế này đương nhiên là phải thuận theo tự nhiên, cung cấp cơ hội cho mấy người muốn khoe mẽ. Một hộp trứng cá muối có giá từ mấy ngàn đến cả chục ngàn tệ, một bình vang đỏ có giá từ mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn tệ, đều có thể được tìm thấy ở đây. Chỉ cần anh chịu bỏ tiền, không có gì là không thể làm. Đường Trọng Vi chỉ là nói thế thôi, không phải thật sự có ý làm khó hoắc khải đến cùng. Cô ấy hử một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Còn Hoắc Khải thì dựa vào sự hiểu biết với cô ấy, cộng thêm các kỹ năng nói chuyện IQ cao, rất nhanh đã dỗ đường trọng vi vui vẻ trở lại, nào còn có dáng vẻ buồn bực trước đó nữa. Ăn được nửa bữa thì Hậu Kính Nghi lại gần mời rượu, "Cảm ơn Hoắc Khải đã trả tiền bữa ăn hôm nay." Quá trình phát tài của Hoắc Khải, Hậu Kính Nghi đã điều tra vô cùng rõ ràng. Ông biết được rằng cậu thanh niên này cũng rất có năng lực trong phương diện làm ăn, nay lại nhìn thấy anh hiểu được tình người thói đời. Lại hào phóng như vậy, làm ấn tượng về anh đương nhiên ngày càng tốt. Có Hoắc Khải làm cầu nối, quan hệ của Hậu Kính Nghi và Đường Trọng Vi đã hòa hoãn hơn nhiều, không lâu sau đã cùng ngồi xuống ăn cơm với nhau. Sau khi bữa cơm kết thúc, chủ khách đều vui vẻ. Tuy rằng không hề mỹ mãn như trong tưởng tượng, nhưng đây là ngày mà trong khoảng thời gian gần đây Đường Trọng Vi cảm thấy vui nhất rồi. Dưới sự khuyên bảo của Hoắc Khải, cô ấy cũng không còn cố chấp gì nữa ngoan ngoãn nghe theo cùng hậu kính nghi quay về, để ông bố đường quốc diệu đỡ phải lo lắng đến mất ngủ. Đường trọng vi chịu nghe lời hoắc khải như vậy làm hậu kính nghi ngạc nhiên vô cùng. Cô công chúa của tập đoàn thương mại quốc tế đường thị này tuy trông thì có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng một khi nổi tính bướng bỉnh thì không phải ai cũng thu phục được, đến cả nhân vật lớn như đường quốc diệu cũng thường bị con gái làm cho đau đầu không thôi. Còn cách nói chuyện của Hoác Khải cũng làm cho hậu kính nghi cảm thấy kỳ lạ. Một người xuất thân là trẻ mồ côi, một nhân vật nhỏ không có bối cảnh gì đặc biệt. Thế nhưng cách nói chuyện và làm việc lại có phong thái sang trọng như vậy, quả thực hiếm thấy. Nếu không phải nghĩ đến quan hệ của Đường Trọng Vi và nhà họ Hoắc, Hoắc Khải kìm hãm sự sượng sùng trong đó, thì hậu kính Nhi cũng muốn đưa anh về giới thiệu gặp mặt với Đường Quốc Diệu. Đối với việc này, Hoắc Khải cười nói, danh tiếng của chủ tịch Đường tôi cũng ngưỡng mộ từ lâu. Sau này có cơ hội thì tôi sẽ chủ động đến chào hỏi nói vậy thì tốt quá, tôi nghĩ rằng chủ tịch nhất định sẽ rất thích anh. Hậu kính nghi cười tươi nói. Chỉ một bữa cơm mà đã biến quan hệ của ông và Hoắc Khải từ người lạ đến thân quen, có thể đạt được tiến độ như vậy chứng tỏ là năng lực giao tiếp của Hoắc Khải thực sự rất mạnh. Hậu kính nghi với tư cách là thư ký của Đường Quốc Diệu, đứng ở góc nhìn của ông mà nói thì đương nhiên hiểu được. Người có năng lực như vậy, chỉ cần không tùy tiện mạo hiểm thì tương lai chắc chắn sẽ đạt được thành công vô cùng lớn. Cho dù sau này có thể gia nhập công ty thương mại quốc tế Đường thị hay không thì bây giờ kết bạn với người này tuyệt đối không sai. Chương 324, xin lỗi. Có thời gian rảnh thì đến tìm tôi chơi, lúc đấy tôi sẽ mời anh đi ăn, Đường Trọng Vi thỏ đầu ra ngoài nói. Hoắc Khải gật đầu cười, đi tìm Đường Trọng Vi là điều đương nhiên, cho dù không phải là vì cô gái thanh mai trúc mã này thì cũng là vì muốn kết nối với công ty thương mại quốc tế Đường thị. Muốn dựa vào sức mạnh của công ty thương mại quốc tế đường thị để đối phó với nhà họ Hoác thì không có khả năng lắm. Loại doanh nghiệp đã lên đến tầm cao như vậy rồi thì lợi ích không phải chỉ do một người nói là xong, mà bắt buộc phải thông qua hội đồng quản trị mới quyết được. Chuyện mà Hoác Khải muốn làm chính là lôi kéo đường thị, ít nhất thì không để họ trợ giúp cho tên giả mạo kia. Hậu Kính Nhi vẫy tay chào Hoác Khải rồi cũng lên xe. Sau khi lái xe đi, hậu kính nghi thấy đường trọng vi vẫn còn quay đầu đầy luyến tiếc thì nói cô chủ không cần sốt ruột sau này cơ hội gặp mặt còn nhiều mà đường trọng vi dường như có hơi kinh ngạc vội thu lại ánh mắt rồi cứng miệng tôi nào có sốt ruột chẳng hiểu ông đang nói cái gì hậu kính nghi cười cười không nói gì thêm ông nhìn ra được hình như cô chủ có cảm tình với cậu trai trẻ lý phong này tuy rằng ông vẫn mong đường trọng vi có thể nên đôi với cậu chủ nhà họ hóc hơn điều này có lợi rất lớn đối với sự tăng trưởng của công ty. Nhưng Chủ tịch Đường Quốc Diệu không phải là một người thích việc lấy hạnh phúc gia đình để đánh đổi lấy lợi ích cho lắm. Theo như lời ông ấy nói thì đã kiếm đủ tiền rồi, chưa nghỉ hưu chỉ là vì muốn cố hết sức nâng cao thành tựu của mình, để xem có thể đưa công ty đi xa đến đâu nữa mà thôi. Bây giờ xu thế phát triển của đường thị vẫn rất tốt, công việc kinh doanh ở nước ngoài vô cùng thuận lợi, nếu liên minh với nhà họ hoác thì như là dệt hoa trên gấm, còn nếu như không thì cũng không tính là tổn thất gì lớn lắm. Nếu không khi đường quốc diệu biết con gái chịu ấm ước ở nhà họ hoắc, ông ấy đã không đích thân đi bày tỏ sự tức giận của mình rồi. Hoắc Khải đưa mắt theo chiếc xe chở đường trọng vi rời xa rồi cũng lái xe mình về nhà. Lúc về đến nhà, anh thấy Ninh Thần đang ngồi ngây ra trên ghế sofa. Điều này làm Hoắc Khải cảm thấy kỳ lạ, bởi bình thường cho dù về nhà thì Ninh Thần cũng sẽ lập tức mở máy tính ra, không để livestream thì cũng để sắp xếp lại dữ liệu. Hôm nay cô lại chỉ ngồi ngây ra trên ghế sofa, còn con gái Đường Đường thì đang bò toài trên bàn để ăn mì. Đường Đường thấy Hoắc Khải về thì lập tức chạy lại ôm chầm lấy anh rồi ấm ức nói: "Bố ơi, mì mẹ nấu cho con dở quá." Tài nấu nướng của Hoắc Khải đã có thể so được với đầu bếp của nhà hàng Michelin, cả nhà họ đã bị anh chiều quen miệng từ lâu, bây giờ cơm nước bình thường đã không thể thỏa mãn họ nữa mì mà Ninh Thần nấu hôm nay còn không xào qua mà chỉ có luộc sơ mì rồi thêm quả trứng, vô cùng đơn giản. Đường Đường đương nhiên là không thích ăn. Hoắc Khải vỗ nhẹ đầu cô bé, nói thế bố làm lại cho con nhé. Ngoan, đợi bố. Vâng, Đường Đường vừa nói xong thì hình như nghĩ ra điều gì đó, cô bé lại lén nhìn Ninh Thần một cái rồi kéo Hoắc Khải, thì thầm với anh, hình như mẹ không vui bố ạ. À. Hay là bố cứ dỗ mẹ trước đi. Vừa nãy con ăn no rồi, lát ăn sau cũng được à? đường đường vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy hoác khải gật đầu nói bố biết rồi sau đó đường đường rất thông minh tự giác ôm cặp vào phòng ngủ để lại không gian phòng khách cho bố mẹ hoác khải đi đến bên cạnh ninh thần ngồi xuống nhìn cô thực ra ninh thần đã biết anh về từ lâu rồi ai mà không thấy một người sống sờ sờ đi qua đi lại trong phòng thế kia cho được nhưng cô không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với hoác khải chỉ có thể giả ngây giả ngốc cho dù bây giờ hoác khải đang ngồi trước mặt cô cô cũng cúi đầu không nói tiếng nào hoác khải nhận ra sự khác thường của cô nhưng anh không hỏi lý do chỉ nói cho dù có xảy ra chuyện gì em chỉ cần nhớ kỹ chúng ta là vợ chồng em có thể nói với anh bất kỳ chuyện gì chỉ cần em nói thì anh nhất định sẽ giúp em giải quyết câu nói tràn đầy sự tự tin và quan tâm làm ninh thần không khỏi ngước lên nhìn anh lúc này hoác khải mới nhận ra vành mắt cô đang đỏ hồng có lẽ trước đó vừa mới khóc Ninh thần đúng là vừa mới khóc, cô rất sợ sẽ mất đi tất cả những thứ đang có, sự bất an trong lòng đã lên đến cực điểm. Hoác Khải càng quan tâm, càng dịu dàng thì cô càng không biết nên làm thế nào mới phải. Hoác Khải cũng không thúc giục cô, cho cô đủ thời gian để suy nghĩ. Nếu như ninh thần không nói, anh cũng sẽ không truy hỏi. Nói hay không là quyền của cô ấy, mình là chồng thì càng không nên cướp đoạt mất quyền lợi này. Không phải Lý Phong là trẻ mồ côi, từ lâu đã không còn người thân bạn bè hay sao? Còn chú tư nào ở đâu ra? Hoắc Khải không lộ ra quá nhiều vẻ nghi ngờ, bởi anh đã nhận ra từ lâu rằng người tên Lý Phong này có vấn đề. Người ta sống trên đời thì chắc chắn sẽ có vết tích, làm sao có chuyện không quen ai được? Hơn nữa những ký ức trước khi quen Ninh Thần đều đã mất đi hết, chuyện này vốn đã rất kỳ lạ rồi. Ninh Thần thấy anh như vậy thì có thể đoán ra được, chắc cơ hương ngưng cũng giống như mình, chưa dám nói sự thật. Nhưng bây giờ Lý Thắng Bân đã tìm đến rồi, ông ta có thể tìm được cơ Hương Ngưng chứng tỏ đã điều tra ra được điều gì đó, cũng có thể là không lâu sau sẽ tìm được đến đây. Nếu sớm muộn gì cũng phải chết thì việc gì phải che giấu nữa. Ninh Thần lại cắn răng nói, chú tư của anh tên Lý Thắng Bân, ông ta đã tìm đến Hương Ngưng, nói muốn gặp anh. Nếu đây chỉ là chuyện của chú tư thì chắc em không đến nỗi như thế này chứ, Hoắc Khải hỏi. Cơ thể Ninh Thần khẽ run lên, buột miệng nói em xin lỗi chuyện này có gì đâu mà xin lỗi anh chỉ cảm thấy em xin lỗi ninh thần vẫn tiếp tục nói như vậy đồng thời đầu cũng lại cúi gằm xuống giọng nói càng trở nên nhỏ bé giấu anh lâu như vậy nên nói với anh một câu xin lỗi mới phải lúc cô nói ra câu này trong lòng cô hoang mang vô cùng cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chất vất mắng mỏ thậm chí bị đánh đập nhưng những thứ mà cô tưởng tượng đều không hề xảy ra chỉ có một cánh tay dịu dàng ôm trọn cô vào lòng giọng nói ấm áp của chồng cô truyền vào bên tai anh nói rồi cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng anh không nhớ chuyện ngày trước cũng không muốn nhớ nếu người tên lý thắng bân này làm em cảm thấy phiền lòng như vậy thì chúng ta cũng không cần gặp người đó nữa anh chỉ mong em có thể vui vẻ hạnh phúc điều này quan trọng hơn tất thảy ninh thần ngây ra trước khi hoác khải về nhà cô đã tưởng tượng ra hết tất cả những khả năng xấu nhất một lượt. Mỗi một khả năng đều có thể làm cô đau khổ như phải xuống địa ngục. Nhưng bây giờ, Hoác Khải chẳng những làm cô không phải rơi xuống địa ngục, mà còn dùng sự dịu dàng của mình để bảo vệ cô. Kết quả như vậy làm nỗi hoang mang trong lòng ninh thần nhanh chóng tiêu tan, thay vào đó là sự ái náy và cảm động vô biên. Cô ôm cổ Hoác Khải theo bản năng, khóc mất cả tiếng, em xin lỗi. Xin lỗi, em không nên giấu anh, là lỗi của em, em xin lỗi." Hoắc Khải vỗ nhẹ sau lưng cô, xoa đầu tóc cô, dịu dàng an ủi. Sự an ủi không lời lại tràn đầy tình cảm ấm áp. Có những lúc người ta đang hoảng loạn, không cần anh phải nói gì nhiều, chỉ cần một động tác đơn giản đã có thể giúp họ cảm nhận được cảm giác an toàn vô cùng lớn. Ninh Thần không khóc lóc quá lâu, chỉ khoảng 2, 3 phút sau cô đã ngồi thẳng dậy, nước mắt vòng quanh nói, "Thực ra anh không phải trẻ mồ côi." Là em và Hương Ngưng đã lừa anh. Anh đừng trách Hương Ngưng, cô ấy không phải người xấu, chỉ là cô ấy giống em, cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào thôi. Qua lời kể ngắt quáng của Ninh Thần, Hoắc Khải mới biết được, Lý Phong trước khi mất trí nhớ rốt cuộc là người như thế nào. Chương 325, chân tướng hứa đệ. 8 năm trước, lúc đó cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đều vừa tốt nghiệp đại học. Lúc đó hai người vẫn chưa trầm lặng như bây giờ mà vẫn giống như những cô gái bình thường khác, thích đi du lịch, tung tăng đây đó. Cơ Hương Ngưng có xuất thân từ nhà họ Cơ, đương nhiên không thiếu tiền, lúc chơi cũng rất hào phóng. Cô ấy thường đưa Ninh Thần cùng đi ba quẩy, cùng vài người bạn khác đi hát karaoke. Có một buổi tối, Cơ Hương Ngưng đến vùng khác để chúc sinh nhật bạn bè, vốn đã hẹn sẵn là đi uống rượu ở quán ba xong sẽ cùng đi ăn đồ nướng, nhưng bởi vì trời đột nhiên đổ mưa nên đã giải tán sớm lúc cô ấy và ninh thần cùng đứng đợi xe ở cửa quán ba thì gặp lý phong tên của lý phong vẫn không đổi chỉ là thân phận của anh đã bị xuyên tạc chỉ có điều lúc đó cơ hương ngưng và ninh thần đều không biết lai lịch của người đàn ông này còn lý phong lúc đó cũng không nói ra lúc đó chắc anh ta cũng đã uống rượu say thấy cơ hương ngưng và ninh thần xinh đẹp thì lại gần chiêu ghẹo nói mấy câu lưu manh còn động tay động chân tính cách cơ hương ngưng vẫn luôn nóng nảy như vậy nào có thể chịu được chuyện đó liền lập tức tặng anh ta một cái bà tai. Lý Phong ăn tát xong thì cũng nổi giận đùng đùng, định ra tay đánh cơ hương ngưng, ninh thần đành vội vàng tiến lên can ngăn. trong khi ba người đang rằng co, không biết là do ai đẩy hay Lý Phong tự trượt chân ngã ngược ra sau, đập gáy vào góc nhọn của bậc thang bên cạnh. góc của bậc thang nhọn như thế, làm anh ta vừa ngã đã bất tỉnh, máu chảy ròng ròng, dọa cơ hương ngưng và ninh thần hết hồn. Cơ hương ngưng có nóng tính đến mức nào đi nữa thì cũng không dám tiếp tục đánh người trong tình huống này, hơn nữa cô ấy còn đang bị sợ đến mức không biết nên làm thế nào. Cũng may mà ninh thần còn bình tĩnh, vội gọi cô ấy đưa Lý Phong vào bệnh viện. Mưa lớn đã rửa trôi máu tươi trên mặt đất, trước cửa quán ba cũng không lắp máy quay, không một ai biết ở nơi đây từng xảy ra chuyện gì. Sau khi đưa Lý Phong vào bệnh viện, cơ hương ngưng và ninh thần thay phiên nhau coi sóc, qua mấy ngày mấy đêm Lý Phong cuối cùng cũng tỉnh lại. Mà trong khoảng thời gian này, Cơ Hương Ngưng cũng từ chỗ bạn bè mà biết được, nhà họ Lý ở Tây Nam có một đứa con hoang tên là Lý Phong, thường đến đây chơi bời. Đứa con hoang này thuộc kiểu không có địa vị gì trong gia tộc, nhưng nhà họ Lý lắm tiền, chỉ cần chút tiền tiêu vặt cũng đủ cho anh ta ăn tiêu thoải mái cả đời. Lý Phong tiêu tiền như nước, đến đây ăn chơi khắp trốn. Thứ mà anh ta muốn là được người khác tôn trọng, nhưng người ta đều biết tình trạng của anh ta, cho dù không nói toạc ra nhưng cũng không coi ra gì lắm. Chỉ coi anh ta như mấy cậu ấm lắm tiền mà lợi dụng thôi Dù sao thì anh chịu bỏ tiền, tội gì mà lại không hùa theo chơi bởi chứ Kết quả là Lý phong ký cả tá đơn ở mấy nơi này, chưa đợi trả tiền thì người đã biến mất không thấy đâu Mấy tên nhà giàu có máu mặt ở vùng đó tức gần chết, còn bảo đứa con hoang nhà họ Lý có tiền, thế mà lại đến đây ăn quyệt à Tin tức này làm cơ hương ngưng và ninh thần sợ chết khiếp Nhà họ Lý ở Tây Nam có vị thế như thế nào? là một dòng họ lâu đời đoàng hoàng có cùng đẳng cấp với nhà họ hoắc nhà họ cơ hoàn toàn không thể nào sánh được cho dù chỉ là con hoang thì gia chủ họ cơ cũng phải khách sáo khi gặp anh ta cơ hương ngưng còn nhờ bạn tìm riêng cho mình ảnh của lý phong sau khi đối chiếu thì phát hiện hoàn toàn giống với cái tên đã bị mình đẩy ngã dập đầu lúc này cô ấy mới biết mình đã gây ra họa lớn như thế nào sau khi biết điều này cơ hương ngưng và ninh thần đều không biết nên làm thế nào cho phải điều đáng mừng là sau khi lý phong tỉnh dậy thì anh ta lại hoàn toàn không nhớ ra thân phận của mình theo phán đoán của bác sĩ thì chắc là sau khi anh ta ngã tụ máu đã đè lên dây thần kinh dẫn đến việc mất trí nhớ còn về chuyện bao lâu sau mới có thể khôi phục ký ức thì rất khó nói có thể sau khi máu bầm tan đi thì sẽ nhớ lại cũng có khả năng là cả đời này đều không nhớ lại được dù sao não bộ là nơi yếu ớt nhất của cơ thể con người cũng là nơi phức tạp nhất Trình độ y học bây giờ đối với chỗ này vẫn còn có hạn. Bác sĩ không hề biết thân phận của Lý Phong, nên đã khuyên Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần không nên nói với anh ta quá nhiều chuyện trong quá khứ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra không cần bác sĩ nhắc thì Cơ Hương Ngưng và Hót Khải cũng sẽ không nói. Bọn họ mong Lý Phong quên hết đi còn không được, làm gì có chuyện chủ động đi nói với anh ta. Vốn Ninh Thần thấy rằng nếu Lý Phong đã không nhớ gì thì nên nhanh chóng rời đi luôn nhưng cơ hương ngưng lại không đồng ý. Tuy rằng Lý Phong đã mất trí nhớ, nhưng nếu để anh ta ở lại nơi này thì sớm muộn cũng sẽ bị người ta phát hiện. Nhớ mà Lý Phong nhớ lại được, đến tìm bọn họ để trả thù thì sao? Cho dù anh ta không nhớ ra, thì sau khi bị đưa về nhà họ Lý, bọn họ cũng có thể thông qua ghi chép của bệnh viện mà tìm được hai người họ. Cho dù là nhà họ cơ hay gia đình của ninh thần cũng đều không thể chịu nổi nếu nhà họ Lý trả thù cuối cùng cơ hương ngưng đành cắn răng đưa lý phong về lại nơi cô ấy sinh sống một là vì nơi này không có ai quen lý phong có thể tránh bị người ta biết được thân phận mặt khác cũng là để tiện cho họ có thể quan sát được động tĩnh của người này mọi lúc mọi nơi tránh việc anh ta nhớ lại được rồi đưa cả nhà họ lý đến trả thù mà mình còn chẳng biết gì hết mà vì để sắp xếp cho lý phong một thân phận hợp lý cơ hương ngưng khổ cực cầu xin ninh thần rất lâu để cô đồng ý kết hôn với anh ta như vậy có thể theo dõi anh ta một cách quang minh chính đại hơn nữa có thể nói với người ngoài kiểu như rằng hai người họ quen nhau từ lúc học đại học nếu là lúc bình thường thì ninh thần chắc chắn sẽ không đồng ý nhưng bây giờ lý phong mất trí nhớ rất khó phân biệt rằng có phải hai người họ sai hay không còn có khả năng bị trả thù làm cô cũng không nỡ liên lụy người nhà nghĩ đi nghĩ lại cộng thêm việc sau khi lý phong mất trí nhớ thì cứ ngây ngốc có chút đáng thương cuối cùng cô đành cắn răng đồng ý bởi vì chuyện này mà Ninh Quốc Năng đã tức đến nỗi suýt thì lên cơn đau tim. Ông vẫn luôn mong con gái được gả cho một người tốt, không ngờ cuối cùng lại gả cho một tên mọt sách ngốc nghếch, lại còn mồ côi cha mẹ. Sau khi kết hôn, Ninh Thần sinh đường đường cho Lý Phong. Mà sau vài năm đầu mất trí nhớ, Lý Phong dường như đã thật sự quên hết chuyện trước kia. Chỉ là tính cách ăn sâu vào máu cũng bắt đầu có hơi hướng quay trở lại. Anh ta nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chơi bài Nát rượu, chẳng được tích sự gì, là trò cười trong mắt tất cả mọi người. Nếu không phải như vậy thì sao Cơ Hương Ngưng có thể thuê anh ta làm tài xế, Ninh Thần làm sao có thể dù xảy ra chuyện gì cũng quyết không chịu ly hôn cơ chứ? Thời gian dần trôi, những năm này, cả Cơ Hương Ngưng và Ninh Thần đều đã sắp quên mất sự cố năm đó. Cho dù có thỉnh thoảng nhớ lại, cũng sẽ không lo sợ như trước nữa. Nhưng bây giờ sự xuất hiện của Lý Thắng Bân đã làm tất cả những cơn ác mộng lại quay về lần nữa. Bây giờ, Ninh Thần không thể không kể hết những chuyện năm đó ra, cho dù chồng cô có nhớ hay không thì ít nhất cô cũng đã bày tỏ trước rồi. Hoác Khải nghe Ninh Thần kể vậy thì kinh ngạc vô cùng. Anh đương nhiên biết nhà họ Lý ở Tây Nam, mấy năm trước quả thật là có thể sánh ngang hàng với nhà họ Hoác. Khuôn mẫu phát triển của nhà họ Lý giống như là thương mại quốc tế đường thị và nhà họ cơ gộp lại có một dòng nắm giữ nhiều vốn cổ phần nhất những dòng khác thì ít hơn không giống như nhà họ hoắc vốn cổ phần đều thuộc về công ty nhưng gia chủ sẽ nắm tất cả quyền lợi nhưng trong mấy năm gần đây nhà họ lý có hơi thê thảm đầu tiên là công ty ở nước ngoài có xung đột với thế lực của công ty bản địa bị người ta thuê sát thủ giết cháu đích tôn sau đó người cháu xếp hàng thừa kế thứ hai trong một lần đi bơi thì bị tai nạn chết đuối hai anh em xếp hàng thừa kế thứ ba và thứ tư thì gặp nạn sạt lở trong lúc leo núi. Bây giờ chỉ còn có người thứ năm, vừa mới tròn 6 tuổi. Các cháu trai thuộc hàng trẻ đều đã chết gần hết, chỉ còn lại mấy cô cháu gái. Cô thì đã đi lấy chồng, cô thì còn đang đi học. Mà quan trọng nhất là cái dòng nắm giữ nhiều vốn cổ phần nhất thì đời con trai cũng vì các loại bệnh tật mà đã qua đời gần hết, chỉ còn lại một ông lão hơn 60 tuổi không còn khả năng sinh sản người xếp thứ tư là lý thắng bân tuy còn có thể sinh nhưng ông ta đã có ba đứa con gái rồi cho dù có sinh ra đứa con trai nữa thì phải bồi dưỡng đến khi nào cho nên bây giờ nhà họ lý đang đối mặt với một thế cục rất khó xử có quyền nhưng lại không biết nên đưa cho ai những người có thể kế thừa không chết thì cũng quá lớn hoặc quá nhỏ tuổi tai này chưa qua nạn khác đã đến loạn trong giặc ngoài cùng xuất hiện các đối thủ cạnh tranh ra tay cùng lúc làm nhà họ lý khổ không gì bằng tài sản của bọn họ chỉ trong thời gian vài năm đã thu nhỏ lại hơn 70%, 30% còn lại cũng đã sớm bị chia ra nắm giữ. Nếu không phải vì không muốn làm sự việc trông quá khó coi thì có khi đã chia nhà từ lâu rồi. Từng là đối thủ cạnh tranh nhưng không bị đánh bại trên đường đua, lại bị thiên tai nhân họa làm cho tiêu vong mất, điều này cũng từng làm hoác khải cảm khái không thôi. Chỉ là anh không thể ngờ rằng, thân phận sau khi sống lại của mình, vốn chỉ là tên mọt sách ngốc nghếch, cuối cùng lại biến thành con hoang của nhà họ lý